Chương 1006, Nguyên Anh. Cực cao trời xanh phía trên bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, vốn là không ngừng lập lè vàng bạc hai màu thiên lôi, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ hết thảy đều đã đi qua triệt để vũ qua thiên tinh liễu tương đương. Sư huynh, tình hình giống như có chút không đúng, Nguyên Anh lôi tiếp, không phải là chín đạo thiên lôi sao? Thanh phu nhân lòng tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Cho đến tận này, kể cả chính cô ta ở bên trong tất cả tiến giai nguyên anh tu sĩ, đều đều trải qua chín đạo thiên lôi. Số này mục là cố định không thay đổi đích, chưa từng có qua ngoại lệ. Nhưng là hiện tại, đến phiên tiêu phàm thời điểm, cũng chỉ có 8 đạo thiên lôi. Chẳng lẽ vừa rồi nàng tính ra sai rồi? Nhưng cái này không đại khả có thể. Theo đạo thứ nhất thiên lôi xuất hiện, thanh phu nhân liền một mực đều ở chú ý, thậm chí ngay con mắt đều không nháy xuống. Tiêu phàm rốt cuộc là đã trải qua 8 đạo có lẽ hay là 9 đạo thiên lôi, thấy nhất thanh nhị sở, như thế nào tính ra sai. Hồng Thiên không lên tiếng. liền vào lúc này, một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng sấm, đột nhiên từ cực cao cực xa phía chân trời chuyển đến, ầm ầm trầm đục, từ xa đến gần, thoáng như thiên quân vạn mã theo trời xanh đỉnh đánh gỡ yêu ta xuống, khí thế cực kỳ kinh người. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nguyên một đám sắc mặt đại biến. Chỉ thấy vốn là sáng sủa, ngàn dặm không mây cực cao trời xanh phía trên, bỗng nhiên trong lúc đó, thiên lôi rậm rạp, vàng bạc hai màu lôi quang không ngừng lóng lánh, nổ vang không dứt hóa thành một cực lớn lôi võng, vào đầu bao phủ xuống đến. Ba người chỗ đứng vị trí, đang tại lôi võng bao phủ trong phạm vi. Đi! Audio điện tử võ tấn bền Hồng thiên quát khẽ một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do so dự liền hướng trăm hùng điện bên kia kích bắn đi thanh phu nhân cùng mã trưởng lão động tác cũng không chút nào chậm, theo sát phía sau, viễn độn mà đi. Hôm nay lôi uy lực mạnh, thanh thế to lớn, đã muốn vượt qua bọn hắn chứng kiến bất luận cái gì một lần lôi kiếp. Năm đó Hồng Thiên do Nguyên Anh sơ kỳ tiến giai Nguyên Anh trung kỳ thời điểm, cũng chưa từng kinh nghiệm như vậy cuồng bạo lôi kiếp. Rất hiển nhiên, tối tăm bên trong sức thiên lôi cũng bị tiêu phàm triệt để chọc giận, quyết định hảo hảo, gặp lại, vị này không đem lôi kiếp để vào mắt nho nhỏ kim đan tu sĩ. Bọn hắn nếu là bị lôi kiếp hiệp khỏa trong đó, không khỏi muốn bị vạ lây. Cũng coi như Hồng Thiên xem thời cơ cực nhanh, ba người vừa mới vừa ly khai chỗ cũ, đầy trời vàng bạc hai màu lôi điện liền nghiêng rơi vãi mà xuống. Không phải một đạo, mà là thiên vạn đạo. Vốn là ở giữa không trung hội tụ ngũ sắc đám mây, tại đây cuồng bạo thiên lôi oanh kích phía dưới, không có chút nào kháng cự chi lực, trong khoảnh khắc liền tứ tán mà mở, bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ tiêu phàm nhà nhà cửa rõ ràng mà hiển lộ ra đến, cứ như vậy trần trụi mà bạo lộ tại thiên vạn đảo hai màu thiên lôi phía dưới. Cái kia kiện tàng hình tại ngũ sắc đám mây bên trong bảo vật, cũng rốt cục lộ ra nguyên hình. Chính là một tòa cao tới mấy trượng, toàn thân kim lóng lánh như ý bảo tháp, bảo tháp bên ngoài, ngân sắc lôi hồ khắp cả người lóng lánh, cũng là cực kỳ đẹp mắt vàng bạc hai màu. Chỗ ngồi này như ý bảo tháp vừa hiện thân ra, đầy trời lôi quang bỗng nhiên lại là tối sầm lại, như là bỗng nhiên trong lúc đó đã bị rút đi tất cả uy năng, vốn là hùng hổ diễu võ dương oai thiên vạn đạo thiên lôi, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ở đây hoa mắt chi thế, một đoàn nhàn nhạt quang cầu, tại hắc ám trong hư không di động hiện ra. Cái này đoàn quang cầu dần dần trở nên càng ngày càng là sáng ngời, vốn là nắm đấm lớn nhỏ, dần dần biến thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lại biến thành đầu lâu lớn nhỏ, vàng bạc hai màu lôi điện tại quang cầu bên ngoài không ngừng liên lụy lóng lánh quang cầu tuy nhiên không lớn, từ đó lộ ra khí tức, nhưng là như thế khủng bố, quả thực có thể hủy thiên diệt địa giống nhau. Phảng phất đầy trời lôi quang đều bị áp xúc vào cái này lôi cầu bên trong. Đây mới là đệ cửu đạo thiên lôi. Hồng thiên đứng ở trăm hùng trên điện không, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, thấp giọng thì thảo tự nói. Tất cả người chú ý lực, đều bị cái này đệ cửu đạo thiên lôi hấp dẫn đi qua, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không người lại chú ý đinh sán tình hình, bên kia ngũ sắc mây tía càng thêm cuồng bạo liếu tương đương. Oanh! Xét đánh một tiếng. Tất cả mọi người màng nhĩ đều bị chấn đắc ông ông tác hưởng, trong lúc nhất thời cơ hồ rốt cuộc nghe không được những thứ khác bất kỳ thanh âm gì. Huyền ở giữa không trung lôi cầu mãnh liệt bạo liệt ra đến, một đạo thô hơn vạc nước khổng lồ vàng bạc hai màu lôi trụ, kẹp lấy thế lôi đình vạn quân, hướng hoàng kim bảo tháp mãnh liệt đánh mà xuống. Phảng phất một cái nổi giận tới cực điểm cự nhân, muốn một quyền liền đem làm cho người thống hận đối thủ nện đến phấn thân toái cốt. Hoàng Kim Bảo Tháp không sợ hãi chút nào, đồng dạng quang hoa đại phóng, hướng về vàng bạc lôi trụ đón đánh đi lên. Bá! Vàng bạc hai màu lôi trụ oanh kích tại Hoàng Kim Bảo Tháp tháp trên đỉnh. Trong chốc lát lôi quang trói mắt, so giữa trưa mặt trời còn muốn sáng ngời, dù là hồng thiên đợi nguyên anh tu sĩ, cũng nhịn không được híp mắt khởi hai mắt, thoảng qua trách đi một chút ánh mắt, không thể nhìn gần, trọn vẹn mấy hơi thở đi qua mọi người con mắt khôn ngoan lược thích ứng chút ít, vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy vàng bạc lôi trụ cùng hoàng kim bảo tháp chính bất phân thắng bại. Khùng hổ vàng bạc hai màu lôi trụ, cũng không giống như mọi người tưởng tượng cái kia dạng, nhất cử đem hoàng kim bảo tháp đánh chúng nát bấy. Đông dạng, hoàng kim bảo tháp cũng không thể như lúc trước như vậy, đem đệ cửu đạo thiên lôi vô thanh vô tức mà hấp thu đi vào, nửa điểm cũng không tiết ra ngoài. Phía chân trời sấm sét cuồn cuộn, không ngừng có vàng bạc hai màu thiên lôi quán chú tiến vào lôi cầu bên trong, lôi trụ phẩm chất thủy chung không giảm. Mà hoàng kim bảo tháp tác chính là vầng sáng lập lè, liên tục không ngừng mà hấp thu lấy sức thiên lôi, tựa hồ là một cái động không đáy, vĩnh viễn đều điền bất mãn. Sư huynh, cái này muốn giữ lẫn nhau tới khi nào? Thanh phu nhân nhịn không được hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Như vậy thanh thế to lớn lôi kiếp bọn hắn tuy chưa bao giờ thấy qua, như thế nghịch thiên bảo vật, đồng dạng cũng chưa từng bái kiến. Thật không biết còn như vậy giữ lẫn nhau xuống dưới, rốt cuộc còn cần bao lâu mới có thể năng lực phân ra thắng bại. Phải chờ tới tiêu đạo hữu hiện thân. Hồng thiên ngược lại chấn định lại, chậm rãi nói ra. Cái này lôi kiếp, là mỗi người tu sĩ ngưng kết nguyên anh thời điểm nhất định phải kinh nghiệm đích, chủ yếu là đối với tâm tình ma luyện, còn có đối kháng lôi kiếp thời điểm, đối với thể chất rèn luyện. Đơn thuần dựa vào bảo vật chống cự lôi kiếp, Vĩnh Viễn đều khó có khả năng chính thức tiến giai thành công. Bang chủ nói đúng, một mặt mưu lợi cũng không phải biện pháp. Mã trưởng lão ở một bên phụ họa theo đuôi. Liền vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gào thét chấn vang lên, một đạo cao tới hơn 10 trượng hư ảnh bỗng nhiên hiện thân ra. Chỉ thấy cái này đạo hư ảnh một thân màu trắng nho sinh bào phục, khuôn mặt giống hệt Tiêu Phàm, chỉ có điều nhiều vài phần cuồng bạo khí không chút biểu tình hai mắt hướng trăm hồng điện bên này quét qua. Cứ việc hồng thiên bọn người là nguyên anh tu sĩ, bị cái này cự nhân ánh mắt quét qua, vẫn cảm thấy trong nội tâm thấy lạnh cả người bay lên. Cái này hư ảnh khí thức cường đại, tuyệt đối đã muốn viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ, thực tế vẻ này bể nghĩa hết thảy cuồng bạo khí thế, lại càng làm cho người khắp cả người phát lạnh. Đây là cái gì, chẳng lẽ là tiêu đạo hữu nguyên anh? Mã trưởng lão giật mình nói, trong giọng nói xen lẫn không tin ý. Hắn cũng không tin vừa mới ngưng kết mà thành Nguyên Anh, thực sự cường đại như vậy. Hơn nữa cứ như vậy đem Nguyên Anh thả ra bên ngoài cơ thể, trần trụi mà đối diện đệ cửu đạo thiên lôi uy hát yêu ta ép, tuyệt đối vô cùng ngu xuân. Nguyên Anh chi thân thể, sợ nhất đúng là lôi điện thần thông công kích. Hôm nay lôi như thế cuồng bạo, chỉ cần bị hắn đánh trúng thoáng một tí, chính là ngập đầu họa. Không có người trả lời hắn. Hồng Thiên cùng Thanh Phu Nhân đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng này bên cạnh. Hư ảnh ánh mắt hướng bên này khẽ quét mà qua, lập tức ngửa đầu hướng lên trời, lại là một tiếng gào thét, đi từ từ cỏ, một hồi kim loại ma sát thanh âm vang lên, một thân tuyết trắng khôi giáp di động hiện ra, lập tức đem cao tới hơn 10 trượng tiêu phàm hư ảnh từ đầu đến chân cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực, chỉ lộ ra một đôi đờ đẫn con mắt. Trong nháy mắt, tiêu phàm hư ảnh liền hóa thân thành một pho tượng hung hãn vô cùng chiến thần giống chiến thần giống to sơ lên cao thiết quyền hướng đạo kia vừa thô vừa to vàng bạc hai màu lôi trụ mãnh liệt đánh đi qua suy vàng bạc hai màu lôi trụ lập tức chuyển hướng mãnh liệt đánh tại tuyết trắng chiến thần trên người lập tức khôi giáp phía trên vàng bạc hai màu lôi sáng lóng lánh từ xa nhìn lại chiến thần đã muốn hóa thành một gã điện nhân điện nhân cử động tay khẽ vẫy liền là đem hoàng kim bảo tháp thu tới thoáng qua biến mất không thấy gì nữa lần này giữ lẫn nhau, cũng không tiếp tục quá lâu. Bất quá một lát quang cảnh, chiến thần lần nữa phát ra một tiếng cực lớn gào thét, thân hình cao lớn ngay tại lôi quang bên trong từng khúc vỡ vụn mà mở, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hai màu lôi trụ xét đánh một tiếng, lần nữa hóa thành vô số lôi điện, hướng trong hư không quét qua, lập tức đem hư ảnh biến thành mảnh nhỏ quét đắc sạch sẽ, biến mất tại trong hư không. Thanh phu nhân bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm. Như vậy chống cự lôi kiếp phương thức, bọn hắn có lẽ hay là đầu một hồi nhìn thấy đánh nát hư ảnh về sau tất cả vàng bạc hai màu lôi điện cũng chợt hiện vài cái dần dần biến mất đã muốn tư tán phi mở ngũ sắc đám mây lại dần dần hội tụ tới đem tiêu phàm nhà nhà cửa tre lấp đắc nghiêm nghiêm thực thực cái này thì xong rồi hơi khoảnh thanh phu nhân mới hỏi đạo ngữ khí rất không nhất định hồng thiên khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười nhẹ gật đầu nói ra xong rồi chúng ta vị này tân nhiệm khách khanh trưởng lão, lúc này xem như danh xứng với thực liễu tương đương. Thanh phu nhân cùng mã trưởng lão vội vàng vận khởi thần niệm chi lực, hướng tiêu phàm nhà nhà cửa thăm hỏi mà đi. Quả nhiên cảm ứng được loáng thoáng nguyên anh kỳ linh lực chấn động, mặc dù có phòng hộ pháp trận cách trở, vẫn có thể đủ cảm ứng được đến. Tiêu phàm xác thực đã muốn tiến dài thành công, đưa thân tại nguyên anh tu sĩ liệt kê liễu tương đương. Đa tạ hồng bang chủ, thanh trưởng lão, mã trưởng lão vì tiểu đệ hộ pháp tiểu đệ may mắn tiến dài thành công, còn cần vững chắc cảnh giới, cho hậu bái tạ. Hơi khoảnh, theo phương Tây Nam hướng chuyển đến tiêu phàm bình tĩnh thanh âm, như trước như vậy tư văn nho nhã, bất tử bất tật, tựa hồ vừa mới kinh nghiệm lôi kiếp không phải hắn, mà là một cái không thể làm chung người. Bất quá như là đã đặt chân nguyên anh kỳ, tiêu phàm cũng không khách khí nữa, nhiễm nhiên dùng ngang hàng tự cho mình là liễu tương đương. Hồng bang chủ ha ha cười một tiếng, nói ra tiêu trưởng lão không cần phải khách khí, vì trong bang đồng môn hộ pháp thuộc bổn phận sự tình tai hiền đệ cứ việc an tâm điều tức vững chắc cảnh giới ngoại giới sự tình không cần quan tâm vâng nhiều tạ bang chủ nói lời cảm tạ về sau liền lại không một tiếng động hồng thiên cũng ngậm miệng lại không hề đi quấy dày hắn thanh phu nhân nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhỏm nói ra không nghĩ tới nhanh như vậy tự tiến dài thành công quá thuận lợi liếu tương đương hồng thiên cười cười đang muốn nói chuyện lại bỗng nhiên biến sắc, mãnh liệt quay đầu hướng đông bắc phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên vốn đã trở nên thập phần sáng sủa vòng trời, bỗng nhiên lại sấm sét cuồn cuộn, từng đạo vàng bạc hai màu thiên lôi, di động hiện ra. Lần này, lại là ra hiện tại đinh sán bế quan động phủ trên không. Không phải đâu, cũng không biết là ai nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Tiêu phàm vừa mới độ hết lôi kiếp, đinh sán ngay sau đó vừa muốn bắt đầu độ kiếp rồi lại không biết hắn là hay không cũng có tiêu phàm vận khí tốt như vậy. Chương 1007, Thiên Lôi. Nhưng là rất hiển nhiên, đinh Sán vận khí không bằng Tiêu Phàm. Kỳ thật mảnh bàn về đến, cái đó và vận khí như thế nào, tựa hồ không có quan hệ gì. Theo đinh Sán trùng kích bình cảnh bắt đầu, vẫn đều có vẻ thập phần, không tự, xa không bằng Tiêu Phàm bên kia, cứ việc tốc độ rất nhanh, trước sau bất quá 1 2 ngày, liền vào giai thành công nhưng từng cái khâu đều cẩn thận tỉ mỉ, trật tự tỉnh nhiên, hết thảy đều ở trong khống chế. Đinh sán bên kia, thì có điểm lộn xộn cảm giác, thiên địa linh khí hội tụ thời điểm, ngũ sắc đám mây liền rõ ràng mang theo cuồng bạo khí, tựa hồ hơi có chút tâm không cam lòng tình không muốn, là bị cưỡng ép hát yêu ta ép câu đến đích. Dưới mắt cái này đầy trời vàng bạc hai màu lôi điện ra hiện tại đinh sán động phủ trên không, cũng có lẽ hay là lộn xộn đích, hoàn toàn không tự. Sư huynh, tình hình có chút không đúng. Thanh phu nhân hai hàng lông mày nhíu chặt, có chút u buồn nói. Kỳ thật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không cần nàng nhắc nhở, Hồng Thiên sớm đã nhìn ra tình hình không đúng. Mã trưởng lão thấp giọng nói ra, Đinh Sư Huynh lần này đột phá bình cảnh, chỉ sợ cũng không phải là tự nguyện, mà là bị buộc bất đắc dĩ, cưỡng ép hát yêu ta ép đột phá. Hồng Thiên có chút vuốt cằm. Hắn và mã trưởng lão phán đoán là giống nhau. Ninh Sán lúc này đây bế sinh tử quan, bản cũng là bởi vì thọ nguyên sắp hết, bách có chút bất đắc dĩ. Liên tiếp bế quan 3 năm, đều không có có thể triệt để tìm hiểu đại đạo, mắt thấy đại nạn buông xuống, không thể không đang chuẩn bị chưa đầy dưới tình hình, cưỡng ép hát yêu ta ép hội tụ thiên địa linh khí, nếm thử đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh. Cho nên thiên địa linh khí hội tụ cùng thiên lôi xuất hiện, mới có thể như vậy cuồng bạo không tự. Chúng ta đây muốn hay không ra tay can thiệp? Thanh phu nhân hỏi, Hồng Thiên lắc đầu, chậm rãi nói ra. Trước nhìn kỹ hắn nói a, à. can thiệp một danh khác Nguyên Anh Tu Sĩ lôi kiếp, lại nói tiếp dễ dàng, làm bắt đầu đứng dậy độ khó thật lớn. Hơn nữa phi thường nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ đem lôi kiếp dẫn tới trên người mình. Nguyên Anh Tu Sĩ tiến giai lôi kiếp mạnh, vượt qua xa bình thường Thiên Lôi có thể so sánh. Cái này là có thể trực tiếp lệnh Nguyên Anh Tu Sĩ vẫn lạc sức Thiên Lôi. Bên này chưa thương nghị thỏa đáng, xét đánh chi tiếng nổ lớn đạo thứ nhất thiên lôi cùng đạo thứ hai thiên lôi cơ hồ đồng thời bổ xuống dưới đây là có chuyện gì mã trưởng lão lên tiếng kinh hô chưa bao giờ thấy qua đạo thiên lôi cùng một chỗ hàng lâm đích vừa rồi tiêu phàm độ kiếp thứ sáu bảy tám đạo thiên lôi liên hoàn đánh hạ cũng có trước sau trình tự hơn nữa ai trước ai hậu thanh thanh sở sở đoạn bất tương hỗn mà đinh sán bên này nhưng lại đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống hoàn toàn không có trước sau có khác dối loạn hết thảy đều rối loạn. Hồng Thiên thấp giọng nói ra, hai hàng lông mày nhíu chặt bắt đầu đứng dậy. Cũng may Đinh Sán là thành danh nhiều năm nguyên anh tu sĩ. Đạo Thiên lôi tuy mạnh, cũng vẫn bị giấu ở động phủ ở chỗ sâu trong hắn ra sức hóa giải mất. Nhưng cái này Đạo Thiên lôi cương vừa qua khỏi đi, còn không có cho Đinh Sán thở một ngụm, Đạo thứ ba Đạo thứ tư Thiên lôi lại đảo anh kích mà xuống. Phảng phất cái này tối tăm bên trong thiên lôi cùng đinh sán có nào đó thâm cửu đại hận, toàn tâm toàn ý muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Một tiếng quát lớn truyền ra, ầm ầm, một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Chỉ thấy phía đông bắc một chỗ trong ao đầm, núi đá bay loạn, bùn đất vẩy ra, cột nước bay vút lên mà dậy, trọn vẹn kích khởi cao vài chục trường. Một đạo nhân ảnh phóng lên trời, dâu dài bồng bềnh, trên người áo bảo sám tại trong cuồng phong phần phật bay múa. Đúng vậy trăm hùng đường thủ kịch đại lang trung đinh sán. Mắt thấy thiên lôi tới mãnh liệt, đinh sán không thể lại trốn trong động phủ rồi bị bất đắc dĩ hiện thân đón chào vừa mới lao ra động phủ thậm chí cũng không kịp cùng hồng thiên bọn người nói thượng một câu đạo thiên lôi cũng đã chẳng phân biệt được trước sau trực tiếp đánh tới đinh sán đỉnh đầu tới tốt đinh sán hét lớn một tiếng cánh tay dương lên một mặt tuyết trắng tấm chắn bắn ra lập tức hóa thành ba thước lớn nhỏ chắn đỉnh đầu của hắn phía trên oanh đạo thiên lôi đồng loạt đánh ở đằng kia mặt tuyết trắng trên tấm chắn. Giang giác, cứ việc này mà tấm chắn nhìn về phía trên cực kỳ dày đặc, không phải tầm thường bảo vật. Cũng liền lập tức hiện ra một đạo khe hở, trong cái khe. Vàng bạc hai màu lôi quang lập lè. Đinh sán kinh hãi, lập tức hai tay đều xuất hiện, đồng thời nắm tại tuyết trắng dưới tấm chắn bên cạnh, toàn thân pháp lực không chút do dự hướng tấm chắn trung quán thâu đi vào. Cái kia tấm chắn không biết là loại nào bảo vật, Pháp lực một xót vào, chính giữa cái kia đạo khe hở liền bắt đầu khép lại, sức thiên lôi hướng bốn phía tán bắn đi. Đinh Sán nhẹ nhẹ thở phào một cái. Nhưng không hề nghi ngờ, đinh trưởng lão cao hứng đắc quá sớm. Bỗng nhiên lại là, răng rắc, một tiếng, vừa mới bắt đầu tự hành khép lại tấm chắn mãnh liệt một phân thành hai, lập tức linh tính hoàn toàn biến mất, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành vài tấc đại hai mảnh, rơi xuống phía dưới. Đinh Sán sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình kiện bảo vật cứ như vậy hủy liền như vậy một chút trì hoãn vàng bạc hai màu thiên lôi tự không chút khách khí mà bổ vào hắn trên đỉnh đầu ah à xa xa quan sát chư vị đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô ngay hồng thiên thanh phu nhân mã trưởng lão bọn người cũng không kịp cứu giúp trong khoảng khắc đinh sán đã bị vàng bạc hai màu lôi điện cái bọc trong đó lập tức tự biến thành một cái điện nhân Bất quá đinh sán rốt cuộc không phải hạng người bình thường, thành danh nhiều năm, tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong là hiển hách cao thủ nổi danh, cái này đã bị tuyết trắng tấm chắn cắt giảm hơn phân nửa đạo thiên lôi, còn không cần tánh mạng của hắn. Chỉ nghe một tiếng bạo vang lên, vô số hồ quang điện bạo liệt mà mở, đinh sán thân ảnh một lần nữa hiển lộ ra. Chỉ là giờ phút này đinh trưởng lão vốn là sơ đắc chỉnh tề búi tóc sớm đã trở nên tán loạn không chịu nổi, trong đầu tóc mạo hiểm một cổ xương mù toàn thân áo bảo sám rách tung tóe, thậm chí còn có vài chỗ toát ra khói đặc cùng điểm một chút ngọn lửa, mặt mũi tràn đầy ngăm đen. muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. mắt thấy thường ngày uy nghiêm vô cùng đinh trưởng lão chật vật như thế, dù là trong một không khí khẩn trương phía dưới, nhưng có một chút xa xa đang trông xem thế nào đệ tử nhịn không được cười ra tiếng, lập tức đã cảm thấy không ổn, liên tục không ngừng mà chăm chú ngậm miệng lại, sợ hãi bất an mà mọi nơi nhìn quanh, sợ bị người phát giác, không khỏi hội sâu sắc không xong. Đinh Sán cũng tự giác không có ý tứ, nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ nghe Mã trưởng lão một tiếng thét kinh hãi. Đinh sư huynh coi chừng. Cùng lúc đó, một cổ hủy diệt loại khí tức từ trên trời giáng xuống. Đinh Sán gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, một cái mặt đen lập tức biến thành cho tàn sắc. Chỉ thấy trời xanh phía trên, bốn đạo thô hơn cánh tay vàng bạc hai màu lôi điện, đồng thời oanh kích mà xuống. Khí thế mạnh, xa bước từ trước còn bà nó chứ? Tung tính toán đinh sán trước sau như một tiên phong đạo cốt, rất có cao nhân phong phạm, giờ phút này cũng nhịn không được chửi ầm lên. Bang chủ! Lập tức quay đầu hướng Hồng Thiên xin giúp đỡ. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, Hồng Thiên dưới chân độn quang cùng một chỗ, đã muốn hướng chỗ hắn ở kích bắn đi. Thanh phu nhân cùng mã trưởng lão động tác cũng không chậm, cấp cấp đi theo ở phía sau, lộ ra đều tự binh khí. Thanh phu nhân binh khí là đầu rồng, vòi nước, quải trượng, mã trưởng lão thì là một ngụm dài nhỏ trường kiếm. Thấy ba vị đồng môn xuất thủ tương trợ, đinh sán tinh thần đại chấn, ống tay áo run lên, một cái hơn một xích lớn nhỏ, ngân quang lóng lánh kim cương chạc bắn ra. Đinh sán tay trái niết quyết, miệng lẩm bẩm tay phải thực chung hai chỉ cùng nhau, hướng kim cương chạc chỉ tay mà đi. Khởi, kim cương chạc trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi, đón gió tăng vọt, khoảng cách liền biến thành vài thước lớn nhỏ, vầng sáng chói mắt, nghênh hướng trong đó một đạo kim ngân thiên lôi ba người khác cũng nghiêm túc thanh phu nhân nặng nề một trầu đầu rồng vòi nước quải trượng một đầu dương nanh múa vuốt kim long hư ảnh theo quải trượng đầu rồng vòi nước nơi bay ra đảo mắt hóa thành hơn một trượng chi cự ngưỡng thiên nhất thanh âm long ngâm dung đùi đắc ý cũng nghênh hướng một đạo thiên lôi mã trưởng lão tác chính là trường kiếm gấp phung huyễn hóa ra vô số đạo kiếm quang đan vào thành một cái trói võng kiếm hướng một đạo khác thiên lôi đón đánh đi lên Hồng Thiên cũng không lộ ra binh khí, tráng kiện thân hình có chút trầm xuống, mãnh liệt bật hơi thanh âm trên lên một quyền đánh ra, một đạo vô hình kình phong gào thét mà dậy phát sau mà đến trước, đoạt tại trước nhất bên cạnh ngung hăng đón nhận chính giữa nhìn như nhất vừa thô vừa to cái kia đạo kim ngân lượng sắc thiên lôi. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ra tay, dù sao không giống tiểu khả thiên lôi lập tức bị cái này cổ vô hình quyền phong đứng vững, nhỏ vụn điện mang tứ tán vẩy ra, lại cũng khó có thể giảm xuống nửa phần. Cơ hồ cùng một thời gian, ba người khác cũng ảo ảo cùng thiên lôi giao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, điện mang vẩy ra, tiếng sấm ù ù, phi thường náo nhiệt. Vây xem chúng đệ tử đô thấy ngây dại. Bốn gã nguyên anh tu sĩ đồng thời ra tay, bọn hắn có lẽ hay là đầu một hồi nhìn thấy. Cái này lôi kiếp cứ việc bạo ngược vô cùng, đối mặt bốn gã nguyên anh tu sĩ đồng thời ngăn chặn, cũng khó có thể xính uy. Vừa lúc đó, một hồi ầm ầm sấm rền thanh âm tại cực cao trời xanh phía trên chấn vang lên, bốn người trên mặt đồng loạt biến sắc. Chỉ thấy xa xôi phía chân trời, vô số vàng bạc hai màu lôi điện quay cuồng mà đến, tình hình vậy mà cùng tiêu phàm độ kiếp thời điểm cuối cùng một đạo thiên lôi cực kỳ tương tự. Nhưng so sánh với vừa rồi tình thế càng thêm hung hiểm. Tiêu phàm đệ cửu đạo thiên lôi là ở phía trước tám đạo lôi kiếp đã tiêu dưới tình huống mới xuất hiện đích. Mà hôm nay, bốn đạo thiên lôi vẫn còn tàn sát bừa bãi, đệ cửu đạo thiên lôi lại đã muốn di động hiện ra, nhìn điệu bộ này, cái này đệ cửu đạo thiên lôi uy lực, tuyệt đối không tại tiêu phàm vừa rồi kinh nghiệm thiên lôi phía dưới. Hơn nữa, hình thành lôi cầu tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Sư huynh, thanh phu nhân vừa mới kêu một tiếng, trời xanh phía trên vô tận lôi điện, đã muốn ảo ảo hướng chính giữa hội tụ, rất nhanh, một cái đầu sọ lớn nhỏ lôi cầu liền đã thành hình, bốn phía vàng bạc sắc lôi hồ loạn tránh, bạo ngược khí tức vào đầu chân áp mà hạ, làm cho người không rét mà run. Bang chủ, nhanh hướng tiêu trưởng lão cầu viện a. Mã trưởng lão trực tiếp kêu lên. Bốn người khó khăn lắm đứng vững bốn đạo thiên lôi, cái này để cửu đạo thiên lôi như thế cuồng bạo, ngoại trừ tiêu phàm cái kia kiện hoàng kim bảo tháp, mặt khác bảo vật thật đúng là ngăn cản không nổi. Cũng không nên khiến cho bốn vị nguyên anh tu sĩ đồng thời vẫn lạc tại tại đây. Tốt. Hồng thiên lập tức gật đầu, trong lúc nguy cấp thời điểm không phải do Hồng Thiên có chút trần chờ do dự, càng không phải do có nửa phần rụt rè ngạo khí, dù sao tánh mạng quan trọng hơn. Chỉ là, lúc này cầu viện tựa hồ cũng đã muộn. Xét đánh một tiếng, để cửu đạo thiên lôi kẹp lấy thế lôi đình vạn quân mãnh liệt oanh mà xuống. Hồng Thiên không kịp mở miệng, chỉ phải nhắc tới đan điền khí hải chân nguyên chi lực, muốn cứng rắn ngạnh ngăn cản cái này để cửu đạo thiên lôi. Bá, một đạo nhân ảnh từ tây nam phương bay vụt mà đến, Nhanh như tia chớp, áo trắng bồng bềnh, đúng vậy Tiêu Phàm. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Tiêu Phàm cũng không nói nhảm, ống tay áo run lên, như ý lôi quang tháp di động hiện ra, kim lóng lánh, đón gió tăng vọt, hướng về oanh kích mà ở dưới đệ cửu đạo thiên lôi đón đánh đi lên. Tất cả vây xem đệ tử nguyên một đám ngừng lại rồi hô hấp, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. R466. Chương 1008, nhân tâm đệ cửu đạo thiên lôi trọng trọng oanh kích tại như ý lôi quang tháp thượng lôi quang tháp quang hoa đại phóng vững vàng đem đệ cửu đạo thiên lôi tiếp xuống dưới hồng thiên bốn người tinh thần chấn động đều tự vận khởi thần thông cùng thiên lôi đối kháng rất nhanh vài đạo thiên lôi liền lần lượt uy năng hao hết tiêu tán ở vô hình chỉ có đệ cửu đạo thiên lôi không ngừng chút xuống mà hạ tựa hồ vô cùng vô tận vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán vô luận là ai độ kiếp cuối cùng này một đạo thiên lôi đều phải muốn do bản thân thừa nhận. Ít nhất phải thừa nhận trong đó một bộ phận, nếu không thiên lôi sẽ vô hưu vô chỉ mà oanh kích mà hạ, vĩnh viễn không bỏ qua. Tiêu phàm nhấc tay xa nâng lôi quang tháp, thân sắc bình tĩnh, toàn thân bảo quang lưu chuyển, anh hoa nội liếm, cả người có vẻ trầm ổn vô cùng, đôi mắt thâm thúy như biển, làm cho người thấy mà quên tục, cùng lúc trước so sánh với, không nói tưởng như hai người, tối thiểu cũng có cực kỳ rõ ràng biến hóa, xem xét chỉ biết so lúc trước cường đại hơn nhiều, hoàn toàn không tại cùng một tầng thứ phía trên. Kim Đan Kỳ bước về phía Nguyên Anh Kỳ vốn là một đạo đại khảm, không thể so sánh nổi. Hồng Thiên vốn lo lắng tiêu phàm vừa mới tiến dai, cảnh giới chưa vững chắc, đã bị bách ra tay, hội lưu lại không ổn, đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ, thấy tiêu phàm như vậy khí định thần nhàn bộ dáng, lập tức liền nhẹ nhẹ thở vào một cái, yên lòng. Tiêu phàm tiến dai Nguyên Anh sau cường đại, thậm chí còn vượt ra khỏi dữ liệu của hắn, vượt qua xa bình thường vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Mắt thấy đinh sán điều hòa hô hấp, tiêu phàm mỉm cười nói, đinh trưởng lão, chuẩn bị sẵn sàng sao. Đệ cửu đạo thiên lôi nhìn như vô cùng vô tận, nhưng nhâm người nào cũng biết, trước hết nhất cái kia một ba tài là khó khăn nhất luộc đích, càng về sau lại càng thoải mái. Đinh sán nhìn tiêu phàm liếc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không rõ ràng lắm vị này tuổi trẻ nguyên anh đồng đạo là từ đâu xuất hiện đích, quan trọng hơn trước mắt giúp mình một cái đại ân chỉ có điều dưới mắt khẳng định không phải bào căn cứu để thời điểm hít sâu một hơi nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra đa tả đạo hữu tương trợ tại hạ chuẩn bị xong ngữ khí thập phần khách khí tiêu phàm có chút vuốt cầm không hề ngôn ngữ đinh sán cử động tay khẽ vẫy giữa không trung ngân quang lóng lánh kim cương chạc bay vụt mà quay về đinh sán nhẹ nhàng vuốt ve một vòng xác định bảo vật không việc gì lúc này mới xông tiêu phàm gật đầu một cái dưới chân độn quang cùng một chỗ, đi tới như ý lôi quang tháp chính phía dưới. Tiêu phàm tay trái niết quyết, trong miệng niệm chú, phải tay khẽ vẫy, đang tại cùng thiên lôi đối kháng như ý lôi quang tháp toàn thân run lên, lập tức cùng thiên lôi thoát ly tiếp xúc, hướng tiêu phàm cấp tốc bay tới. Đã không có lôi quang tháp ngăn trở, thứ chín sóng vàng bạc hai màu thiên lôi ầm ầm rung động, trực tiếp xuống phía dưới phương đinh sán mãnh liệt đánh mà xuống. Đinh sán mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, một tay một nắm, kim cương chạc bay múa mà dậy, hóa thành vài thước lớn nhỏ, vầng sáng lập lè, mãnh liệt đón nhận vàng bạc hai màu thiên lôi. Lập tức xét đánh chi tiếng nổ lớn, vầng sáng loạn tránh, đầy trời lôi quang trói mắt. Chọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà đi qua thiên lôi mới dần dần biến mất, ngũ sắc đám mây thối tán, bầu trời lại khôi phục một mảnh sáng sủa. Tiêu tán lôi quang bên trong, lần nữa hiển lộ ra đinh sán thân ảnh, hồng thiên bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng nói chuyện, đinh sán bỗng nhiên, oa, mà một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người nhanh chóng hủy hoài, vốn là đen nhánh bóng loáng trỏm dâu lập tức biến thành hoa dâm nhan sắc, thái dương cũng sinh ra vô số tóc trắng, khí thức thoáng cái suy yếu rất nhiều. Không tốt, hồng thiên kinh hô một tiếng, ống tay áo run lên, một cổ đại lực tuôn ra, đem đinh sán cuốn vào trong đó. Sau một lát, năm tên nguyên anh tu sĩ ra hiện tại trăm hùng điện trái vắng trong điện, Đinh Sán nghiêng nghiêng dựa vào ghế bành ở phía trong, sắc mặt hôi bại, khí tức suy yếu, hoàn toàn không có nguyên anh tu sĩ vẻ này thần hoàn khí túc bộ dáng. Tiêu Phàm ngồi ở bên cạnh của hắn, duỗi ra ba ngón tay, khoác lên Đinh Sán mạch trên cổ tay, Hồng Thiên và ba người nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua hắn. Hơi khoảnh, Tiêu Phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng trao lên, mấy người tâm cũng đi theo treo lên. Tiêu trưởng lão, như thế nào? Thanh phu nhân nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nói ra, không tốt lắm. Đinh Sán lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, thấp giọng nói ra, đạo hữu không cần phí tâm, của chính ta bệnh tự mình biết. Tiêu Phàm trầm giọng nói ra, Đinh trưởng lão, tự tổn thần hồn, tự hạ mình tu vi đến cưỡng ép hát yêu ta ép kéo dài thảo nguyên, nhất định phải nghĩ lại mà đi. Làm như vậy, tuy có thể nhiều đạt được mấy chục năm thảo nguyên, nhưng đối với thần hồn chi lực suy yếu cực kỳ nghiêm trọng, càng càng về sau, tình hình hội càng không xong. Đinh sán cười khổ một tiếng, nói ra, đạo Hữu nói những này đạo lý, ta cũng biết. Chỉ là, thực bước nơi này, cũng là bách tại bất đắc dĩ. Đối với đinh sán hôm nay tình hình, hồng thiên bọn người cũng có thể suy đoán tìm được. Tất nhiên là chứng kiến bế sinh tử quan không có hiệu quả, đại nạn buông xuống, không thể không cương ép hát ta ép ký tiềm lực, tăng lên tu vi, dẫn động thiên kiếp, đến nếm thử cương ép hát ta ép đột phá bình cảnh dùng loại phương thức này tiến dài khả năng cực kỳ bé nhỏ, vốn là chỉ là tồn lấy vạn nhất hy vọng mà thôi. Mắt thấy tiến dài thất bại, đinh sán liền không thể không dùng tự mình hại mình phương thức đến cưỡng ép hát yêu ta ép kéo dài thọ nguyên rồi, nếu không một thời ba khắc sẽ tỏa hóa. Kỳ thật tiêu phàm đã muốn nói được rất khách khí, tự tổn thần hồn đến kéo dài thọ nguyên, làm không tốt ngay trọng vào luân hồi tư cách đều không có, như vậy tại trong tam giới triệt để tiêu vong. Đinh Sư Huynh, ngươi là đại lang ở bên trong, chẳng lẽ tự không có cách nào đến tránh cho loại tình hình này đến phát sinh sao? Thanh phu nhân trầm giọng hỏi. Đinh sán cười cười, nói ra, thanh sư muội, nếu là có biện pháp, ngu huynh hội không cần sao. Cái kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Đinh sán cười khổ nói, cũng không cần nói được như vậy đau khổ, tuy nhiên ta hiện tại tự tổn thần hồn, tự tổn tu vi, tốt xấu cũng có thể sống lâu ba bốn mươi năm, có trong khoảng thời gian này cũng đủ ta an bài tốt hậu sự liễu tương đương hồng thiên thanh phu nhân mã trưởng lão cùng hắn đồng môn ở chung nhiều năm lẫn nhau giao tình thâm hậu nghe hắn nói như vậy đều đều ảm đạm tiêu phàm lại bình tĩnh nói đinh trưởng lão không cần như thế bi quan loại tình hình này cũng chưa xong toàn bộ không thể thay đổi đích ah à tiêu trưởng lão còn có cái gì biện pháp tốt mã trưởng lão nhịn không được hỏi đinh sán nhìn qua tiêu phàm vừa chắp tay nói ra vị đạo hữu này còn không có thỉnh giáo. Vừa rồi đoàn người luống cuốn tay chân đưa hắn đưa đến thiên điện, tiêu phàm vừa vội lấy cho hắn xem mạch, vậy mà còn chưa kịp hướng hắn giới thiệu tiêu phàm thân phận. Thanh phu nhân bề bộn thức nói ra, Đinh Sư Huynh, đây là ta mới gia nhập liên minh khách khanh trưởng lão tiêu phàm tiêu đạo hiếu, hắn song tu bầu bạn, là lão thân môn hạ đệ tử cơ lụa mỏng. Thì ra là thế, đa tạ tiêu trưởng lão vừa rồi trưởng nghĩa viện thủ, Đinh Sán khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đinh Sán vội vàng ôm quyền làm lễ, tự đáy lòng nói. Tiêu phạm ôm quyền hoàn lễ, khiêm tốn hai câu. Đinh Sán trên mặt lập tức lộ ra nghi hoặc thần sắc, nói ra Tiêu Trường lão mà cũng không phải là Lang Trung, nên vậy đến Kim Châu không lâu ha. Tung tính toán Kim Châu là có tên Đại Thành, cao thủ nhiều như mây, Nguyên Anh Tu sĩ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Như vậy tuổi còn trẻ Nguyên Anh Tu sĩ, Đinh Sán không có khả năng không có nghe nói qua lại càng không cần phải nói tiêu phàm có lẽ hay là lang trung. Đồng thời kiêm chiếc cụ nguyên anh tu sĩ cùng lang trung như vậy thân phận người, lại càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô luận ở đâu cái y quán, đều là trụ cột. Ngược lại những năm này, ngẫu nhiên sẽ có từ bên ngoài đến nguyên anh tu sĩ gia nhập Kim Châu thành tất cả tông môn, tự nhiên là coi trọng Kim Châu thành những này tông môn phong phú cung phục. Thái Bình thời kỳ, coi như là từ bên ngoài đến trưởng lão, cũng không cần chấp hành cái gì quá mức nhiệm vụ nguy hiểm, Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra, đúng vậy, tiểu đệ một năm trước mới vừa vặn đi vào Kim Châu. Nhận được hồng bang chủ thanh trưởng lão mã trưởng lão nâng đỡ, ủy thác khách khanh trưởng lão vị, nhưng thật ra là rất không xứng trước đích, thật sự là rất xấu hổ. Lúc đó đinh trưởng lão chính đang bế quan, nhưng lại chưa từng bái kiến, chỗ thất lễ, may mắn vật bị chỉ trích. Đinh sán khoát tay áo, vừa cười vừa nói tiêu trưởng lão nói chỗ nào lời nói đến, như là đã gia nhập liên minh ta tựu là đồng môn đạo hiếu, những ngày khách khí lời nói đừng nói đi à nha. Thanh phu nhân lại nhịn không được nói ra, tiêu trưởng lão, người nói đinh sư huynh loại tình hình này, còn có biện pháp tốt có thể thay đổi. Đinh sán trong ánh mắt, cũng là bán tín bán nghi. Cứ việc tiêu phàm tuổi trẻ tài cao, pháp lực thâm hậu, vừa rồi lại càng lộ thủ đoạn, đem để cửu đạo thiên lôi suy yếu hơn phân nửa. Nhưng muốn nói tiêu phàm tại y thuật thượng cũng còn hơn chính mình, đinh sán có lẽ hay là khó mà tin được. Thân là trăm hùng đường thủ tịch Đại lang ở bên trong, Đinh Sán đúng vậy cùng hạnh lâm huyển bính lão tiên sinh tịnh sưng, thần y, qua nhiều năm như vậy, sớm đã nhận được rồi Kim Châu thành tu chân đồng đạo nhất trí công nhận. Tiêu phàm cho dù lại thiên tài, có thể có nhiều hơn niên kỳ. Y thuật chi đạo, rất chú ý kinh nghiệm tích lũy. Tiêu phàm cười cười, thủ đoạn một phen, một kiện đen nhánh treo lủng lẳng ra hiện tại lòng bàn tay của hắn ở phía trong, hướng Đinh Sán đưa tới. Cái này treo lủng lẳng bất quá dài vài tấc đoạn, hai chỉ phẩm chất, đen nhánh ních, không chút nào thu hút. Hồng Thiên bọn người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đinh Sán lại sắc mặt đột biến, mãnh liệt ngồi thẳng người, bật thốt lên kinh hô lên, hồn hương mộc. Vạn năm hồn hương mộc. Cái gì? Hồng Thiên bọn người vừa nghe lời này, lập tức hai mặt nhìn nhau. Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra, đinh trưởng lão tuệ nhãn như đuốc, đây đúng là vạn năm hồn hương mộc điêu thành một kiện tiểu vật phẩm trang sức tiểu đệ ngày thường mang tại bên người, khởi cái an thần định phách tác dụng. Hôm nay đưa cho đinh trưởng lão, chắc hẳn có vật ấy tương trợ lời mà nói, đinh trưởng lão thần hồn bị hao tổn tình hình không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu. Ta mở lại đơn thuốc, đinh trưởng lão đúng hạn uống thuốc, nên vậy có thể đem bị hao tổn thần hồn chậm rãi bổ dưỡng phục hồi như cũ, đối với kéo dài đinh trưởng lão thọ nguyên, tới cũng có chút ít ích lợi. Hắn nói được hơi hợt, đinh sán nhưng lại nghe được ngây người vạn năm hồn hương mộc điêu thành treo lủng lẳng, rốt cuộc có nhiều quý trọng, ở đây mọi người không. Nữa so với hắn vị này đại lang trung rõ ràng hơn liễu tương đương. Giống như tiêu phàm nói, chỉ cần đem cái này treo lủng lẳng đeo tại bên người, hắn bị thương thần hồn lập tức sẽ đình chỉ chuyển biến xấu. Chỉ là hắn và tiêu phàm mới lần đầu gặp mặt, như thế lễ trọng, tại sao khắc đương làm. Cái này nho nhỏ sâu đóng vai, đặt ở Kim Châu thành bất kỳ một cái nào đấu giá hội thượng giá trị ít nhất đã ở trăm vạn linh thạch đã ngoài người này như vậy hùng hồn hào phóng nếu không phải là thành tâm thành ý chí thánh loại người chính là đại gian đại ác tất có thật lớn ngu đồ bất quá theo tiêu phàm thần sắc đến xem hoàn toàn chính là tại trị bệnh cứu người không có chút nào giả bộ ý càng không có nửa điểm khoe mã lấy lòng tranh công thỉnh phần thưởng ý tứ tự nhiên chi đến mắt thấy đinh sán trợn mắt há hốc mồm không biết như thế nào cho phải hồng thiên vuốt vuốt tròm dâu mỉm cười nói đã tiêu hiền đệ một mảnh thành tâm đinh sư huynh liền không ngại thu a à. đều là huynh đệ đồng môn khách khí lời nói lại không cần phải nói rồi sau này lẫn nhau bảo vệ sau cái gì đều cường hồng thiên vốn là có ý muốn đem trong bang đại sự từng bước giao cho tiêu phàm quản lý hôm nay tiêu phàm chủ động hướng đinh sán lấy lòng thành lập người của mình mạch đó là không thể tốt hơn liếu tương đương chương 1009 y thánh đại hội đã là huynh đệ đồng môn tặng cho cái kia lão phu cũng không cùng tiêu hiền đệ khách khí. Đinh sán thoảng qua một trần chờ liền là thân thủ tiếp tới. Hắn đặt chân Nguyên Anh kỳ thời gian rất lâu, một mực đều đảm nhiệm lấy trăm hùng đường thủ tịch Đại lang ở bên trong, thân gia cực kỳ hào phóng, cái này vạn nam hồn hương mục điêu thành mảnh buộc lòng thòng tuy quý trọng, đinh sán cũng có thể còn phải khởi tiêu phàm nhân tình này. Hơn nữa tiêu phàm ra tay hào phóng, khí độ bất phàm, đinh sán cũng rất nguyện ý cùng tiêu phàm kết giao bằng hữu Tiêu Hiền Đệ có chuyện gì cần đinh mỗ hỗ trợ, cứ mở miệng. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, hai tay ôm quyền nhún, nói ra, Hồng Bang chủ, chư vị trưởng lão, tiểu đệ thật đúng là có một chuyện muốn nhờ. Thấy hắn nói được thận trọng, Hồng Thiên bọn người lắp bắp kinh hãi, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, Hồng Thiên rất cẩn thận nói, Tiêu Hiền Đệ thỉnh giảng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối tận hết sức lực. Tiêu Phàm nói ra, chư vị chắc hẳn đã biết, trước kia tiểu đệ trải qua một lần ngoài ý muốn, Vô ý cùng rất nhiều thân hữu thất lạc. Hiện tại cơ duyên xảo hợp, cùng lụa mỏng gặp nhau. Mấy vị khác thân hữu, như trước không có tin tức manh mối. Tu chân giới như thế quảng đại, tiểu đệ thật không biết năm nào tháng nào mới có thể năng lực cùng bọn họ đoàn tụ. Nghe nói Tiêu Phàm không phải phải ly khai trăm, Hồng Thiên trước tổ thở dài một hơi, lập tức nói ra, Tiêu Hiền đệ không cần lo nghĩ, việc này chúng ta tới cộng đồng nghĩ cách. Kim Châu thành mỗi thiên đô có không ít đến từ các nơi dược liệu thương nhân những này thương nhân xa nhất nghe nói đến từ Bắc Minh Đại Địa. Không biết tiêu hiền đệ có thể có thể miêu tả ra cái kia mấy vị thân hữu tướng mạo, ta thỉnh trong thành tốt nhất họa sĩ đến vì bọn họ bức họa, sau đó dán hồ trong thành các đại dược trong phòng, chắc hẳn chỉ cần có người bái kiến lời của bọn hắn, nhất định sẽ đem tin tức phản hồi tới. Không biết hiền đệ nghĩ như thế nào. Tiêu phàm lập tức vô cùng vui sướng, bề bộn tức nói ra, biện pháp này rất tốt. Hồng Thiên lập tức hoán tiến một gã trong bang đệ tử, mệnh hắn ngay lập tức đi thỉnh trong thành tốt nhất họa sĩ đến tổng đàn đến. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh mà đi. Đinh Sán nói ra, bang chủ, ta có một thỉnh cầu. Đinh sư huynh thỉnh giảng. Đinh Sán nhìn Tiêu Phàm Liếc, nghiêm mặt nói ra, ta hiện tại nơi này tình hình, mấy vị đạo hữu cũng đều thấy được, còn lại cái này mấy chục năm thọ nguyên, ta ý định đi bên ngoài đi vừa đi, có lẽ còn có thể tìm tới như vậy một tia cơ duyên, tổng sống khá giả ngồi ở Kim Châu thành chờ chết. Cái này trăm hùng đường thủ tịch Đại lang Trung chức thỉnh chính thức trả. Đinh Sư Huynh, này làm sao có thể? Ngươi nhưng là chúng ta Kim Châu thành nổi danh đại thần y một trong, ngươi nếu như đi, trăm hùng đường dựa vào vãi lúa ai chống đỡ rời đi. Tiêu sư điệt sợ là không có cái kia năng lực a. À? Không đợi Hồng Thiên mở miệng, mã trưởng lão lập tức đại giao động đầu của nó. Thân hình như thủy xà tiêu sư huynh, chính là đinh trưởng lão đệ tử truyền, coi như là rất nổi danh nhìn qua lang trung rồi, nhưng muốn thay đổi đinh sán vị trí, xuất nhâm trăm hùng đường thủ tịch Đại lang ở bên trong, cái kia còn kém điểm hỏa hậu. Từ trước đến nay bảy đại tông môn chỗ y quán thủ tịch Đại lang ở bên trong, sẽ không có do Nguyên Anh kỳ phía dưới tu sĩ xuất nhâm tiền lệ. Đinh sán mỉm cười nói, tiêu trường đương nhiên không có tư cách này, hắn có nhiều hơn năng lực, ta đây cái đương làm sư phụ nhất thanh nhị sở. Nếu như tiêu hiền đệ không có gia nhập bổn bang, không thể nói trước, ta cũng chỉ có thể gượng chống rốt cuộc. Hiện nay, đã có Tiêu Hiền đệ, ta có thể yên tâm. Tiêu Hiền đệ tuổi trẻ tài cao, y thuật siêu quần, do hắn kế nhiệm trăm hùng đường thủ tịch đại lang ở bên trong, thích hợp nhất bất quá. Chắc hẳn Tiêu Hiền đệ cũng sẽ không chối từ a. Tiêu Phàm Tốn nói cảm ơn, đinh trưởng lão nâng cao ta. Tiểu đệ tuổi trẻ, tài sơ học hiền, gì có thể như thế trách nhiệm. Đinh Sán cười nói, Tiêu Hiền đệ không cần khiêm tốn, ghế thủ tịch này đại lang chung một tịch. Đúng vậy cho ngươi sở thiết hồng thiên trầm ngâm nói đinh sư huynh nói không sai dùng tiêu hiền đệ y thuật xuất nhâm trăm hùng đường thủ tịch đại lang ở bên trong tự nhiên là thập phần phù hợp nhưng đinh sư huynh cũng không cần vội vã ra ngoài du lịch cũng nên tiếp qua cái một hai năm ngang thể hoàn toàn bình phục lại đi xa không muộn tiêu hiền đệ tuy y thuật siêu quần nhưng thân là trăm hùng đường thủ tịch lại không chỉ là hội xem bệnh đơn giản như vậy còn có một ít chuyện cũng cần đinh sư huynh lại đến đỡ một bà lại để cho tiêu hiền đệ mau chóng quen thuộc kim châu thành y đạo ngành sản xuất quy tắc đúng vậy a à, đinh sư huynh trước mắt thì có hai kiện đại sự còn cần sư huynh quyết định thanh phu nhân cũng phụ họa theo đuôi đinh sán hỏi cái đó hai kiện đại sự thứ nhất chính là ba tháng về sau tiêu hiền đệ nên vì vũ văn xung quanh nhi tử vũ văn nghiễm chỉ bệnh liệu độc cái gì vũ văn xung quanh nhi tử con của hắn làm sao vậy chẳng lẽ tại hoác sơn quốc còn có người dám hướng Vũ Văn Quảng ra tay. Huống chi Vũ Văn Quảng mình cũng là nguyên anh tu sĩ, người bình thường có thể nào bị thương hắn. Thanh phu nhân lời còn chưa dứt, đinh sán liền bắn liên hồi tựa như đặt câu hỏi liễu tương đương. Người này đóng 3 năm sinh tử quan, vừa mới trải qua thiên lôi chi kiếp, đối ngoại gian sự vụ như trước nhạy cảm như thế, đủ thấy người này thế sự hiểu rõ, nhân tình thạo đời, cũng không phải cái loại này si mê với tu luyện cùng y thuật nghiên cứu khổ tu giả thanh phu nhân nhíu mày nói ra, Vũ Văn Quảng không phải là bị người đả thương, là bị độc trùng cắn bị thương. Lập tức liền đem ngày đó Vũ Văn Chu xông vào tổng đàn tình hình đơn giản tự thuật một lần. Thiên Diệp độc, đinh sán chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vũ Văn Quảng bên trong là loại độc chất này. Đinh Sư Huynh biết rõ Thiên Diệp độc. Hồng Thiên bọn người lướt nhau, cũng đều có chút kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là cùng bính lão tiên sinh nổi danh thần y, kiến thức quả thực uyên bác. Đinh Sán lắc đầu, nói ra, chưa nói tới biết rõ. Chỉ là trước đây thật lâu tại một quyển không chọn vẹn sách cổ thượng đọc được qua như vậy một tiết, trong đó đề cập qua thiên diệp độc, nói là trên đời độc nhất Phật, trong người chết ngay lập tức, không có thuốc nào chữa được. Trừ lần đó ra, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Hồng Thiên Thanh Phu Nhân Mã Trưởng Lão ba người trên mặt đồng loạt lộ ra cổ quái thần sắc, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nói chuyện. Đinh Sán hạng thông minh, lập tức liền phản ánh tới, nhìn về phía tiêu phàm, kinh ngạc nói, tiêu hiền đệ hiểu rõ thiên diệp độc độc tính, có thể giải loại này kịch độc. Tiêu phàm vội vàng nói, tiểu đệ cũng là rất trùng hợp nghe nói qua loại độc chất này vật, thử giải độc mà thôi. Cái này lời nói được rất khiêm tốn. Đinh Sán nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hắn chỉ là nghe nói qua thiên diệp độc, trừ lần đó ra, hoàn toàn không biết gì cả tiêu phàm cũng không nhưng đối với loại độc chất này vật biết chi cái gì nhấm còn hiểu đắc giải độc chi đạo lẫn nhau ở giữa tranh lệch nhìn qua có thể biết ngay từ xưa sóng sau đè sóng trước người mới thắng người cũ cổ nhân thật không ta lấn hơi khoảnh đinh sán tự đáy lòng nói tiêu phàm ôm quyền nói ra tiểu đệ chỉ là trùng hợp nghe nói qua thiên diệp độc mà thôi chính như đinh sư huynh nói loại này vật kịch độc trong người chết ngay lập tức không có thuốc nào chữa được nếu như không phải Vũ Văn Quảng có Lưu Ly Tâm bảo vệ tâm mạch, đã sớm trúng độc mà vong liễu tương đương. Lần này vì hắn cải tạo thân thể, lời nói thật nói tiểu đệ cũng là đầu một hồi, trước kia chưa bao giờ thử qua loại phương thức này. Ninh trưởng lão nếu là có thể ban chỉ điểm, tiểu đệ thập phần cảm kích. Đây cũng không phải tràng diện lời nói. Có quan hệ thiên diệp độc hết thảy, tại Nam Cực sách thuốc bên trong có ghi lại, Nam Cực Y Kinh bên trong cũng có giải độc phương pháp. Nhưng trừ phi lúc chúng độc lập tức ăn vào đặc chế thuốc giải độc hoàn chỉ cần hơi chút trì hoãn tung có giải dược cũng là không tốt nhưng tiêu phàm cũng biết vô luận lạc nam cực y kinh có lẽ hay là nam cực sách thuốc đều khó có khả năng đem khắp thiên hạ tất cả y đạo tri thức toàn bộ ghi lại xuống ví dụ như hóa huyết trúc linh đại pháp nam cực y kinh thượng sẽ không có là tiêu phàm chính mình tăng thêm đi lên đích đinh sán được xưng kim châu thành đại thần y một trong y thuật thượng nhất định có chỗ độc đáo nếu như có thể cùng đinh sán nhiều hơn trao đổi, đối với tiêu phạm y thuật tiến bộ lên trước tự nhiên rất có ích lợi. Đinh sán bề bộn tức nói ra, tiêu hiền đệ khách khí. Chỉ điểm không dám nhận, bất quá ngu huynh đối với hiền đệ cải tạo thân thể phương pháp hết sức tò mò, rất muốn ở một bên quan sát. Tiêu phạm ôm quyền nói ra, đa tạ đinh trưởng lão. Thanh phu nhân nói nói, cái này chuyện thứ hai, chính là không lâu về sau sắp tổ chức y thánh đại hội, Suốt cuộc là đinh sư huynh có lẽ hay là tiêu trưởng lão đi tham gia, thừa dịp chúng ta năm cái đều ở. Hôm nay cũng muốn cầm chủ ý. Y Thánh đại hội. Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc. Đinh Sán liền cho hắn làm cái giải thích. Cái gọi là Y Thánh đại hội là Kim Châu Thành độc hữu chính là một lần y đạo thịnh hội. Kim Châu Thành nổi danh nhất nhìn qua lang trung đô muốn tham gia, trải qua các loại tỉ thí. Đến xác định một cái mới bài danh, nhưng chính thức Y Thánh đại hội cũng chỉ có 8 người đủ tư cách tham dự. Trong đó 7 cái, tự nhiên là 7 đại tông môn phái ra đại biểu, bình thường đều là đều tự y quán thủ tịch đại lang trung. Mặt khác một cái thì là tại y thánh trên đại hội thắng được cái kia một gã lang trung, thì được công nhận 7 đại tông môn ngoại trừ đệ nhất lang trung. Cái này 8 vị nhất khó lường y đạo thánh thủ cùng một chỗ tỷ thí, cuối cùng nhất thắng được vị nào, chính là Kim Châu Thành mới một lần y thánh. Trở thành y thánh chẳng những là Kim Châu Thành y giới cao nhất vinh dự, hơn nữa ý nghĩa rất nhiều thực quyền. Kim Châu Thành tất cả y mốc bờ chuẩn, đều muốn do y thánh đến cuối cùng nhất xác định. Nếu như lang chung cùng người bệnh trong lúc đó đã xảy ra tranh chấp, đưa đến chữa bệnh sự cố, song phương bất phân thắng bại lời mà nói, cuối cùng nhất trọng tài người, cũng là y thánh. Về phần y thánh tự mình tỏa chân y quán tiệm thuốc, sinh ý náo nhiệt, đó là không cần phải nói liễu tương đương loại này y thánh đại hội mỗi người năm tổ chức một lần. Cho tới bây giờ, đoạt được qua y thánh danh xưng hơn nữa còn sống thần y, cả Kim Châu Thành chỉ có hai vị, chính là Hạnh Lâm Bính Lão Tiên Sinh cùng Đinh Sán. Hai vị này bị người tôn xưng vì Kim Châu Thành đại thần y, chính là chỗ này sao đến đích. Nhiều lần y thánh đại hội, đều do hai người bọn họ bao tròn. Bất quá Đinh Sán cũng tăng nói nói, Bính Lão Tiên Sinh đoạt được y thánh danh hiệu số lần, xa so với hắn đoạt được cái này danh hiệu số lần muốn nhiều. Hắn tổng cộng đoạt được qua hai lần, bính lão tiên sinh lại đoạt được năm lần. Nhiều hơn 200 năm trước, đã từng đoạt được qua y thánh danh hiệu cái kia chút ít thần y, sớm đã thọ nguyên hao hết, luân hồi chuyển thế đi. Tiêu phàm nhíu mày nói ra, cái này y thánh đại hội đã như vậy trọng yếu, tự nhiên có lẽ hay là thỉnh đinh trưởng lão tự thân xuất mã tương đối thỏa đáng. Đinh sán lắc đầu, nói ra tiêu hiền đệ không cần tự coi nhẹ mình, không chỉ nói y thuật của ngươi vốn là không tại ngu huynh phía dưới, cho dù do ngu huynh xuất mã, cũng chưa hẳn là bính đạo hữu đối thủ. Hơn nữa, tung tính toán ngu huynh may mắn đoạt được đang tiến hành y thánh danh xưng, một vốn một lời đối với trăm hùng đường cũng không có càng lớn tác dụng. Tham gia hết cái này giới đại hội, ngu huynh muốn ra ngoài du lịch liễu tương đương. Cái này y thánh danh xưng, với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu như là do hiền đệ đoạt được vậy thì không hề cùng dạng liếu tương đương. Tất nhiên sẽ trở thành Kim Châu Thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất y thánh, đối với hiền đệ sau này tại y giới uy vọng dựng nên rất quan trọng yếu. Tiêu hiền đệ, bính đạo hữu thọ nguyên, cũng không còn còn lại đã bao nhiêu năm. Cuối cùng cái này một câu, Đinh Sán nói được ý vị thâm trường. Chỉ cần chúng ta cái này hai cái lão y thánh tỏa hóa rơi, cái này Kim Châu Thành y giới, tự lấy người tiêu phàm là đệ nhất tại sau này tương đối dài trong một thời gian ngắn, đem ngươi là Kim Châu Thành y giới duy nhất một vị còn sống y thánh. chương 1010, Thủ tịch Đại lang Trung Kế tiếp mấy tháng, Kim Châu Thành bỗng nhiên trở nên rất náo nhiệt. Tôi dẫn người chú mục chính là sự kiện, đương nhiên là Hoác Sơn quốc đệ nhất cao thủ Vũ Văn Chu bỗng nhiên tại Kim Châu Thành ở bên trong trắng trận thu mua các loại linh dược cùng yêu thú tài liệu. Vũ Văn Chu cùng Hoác Đô Tông danh tiếng, làm cho nhất cử nhất động của hắn đều bị được chú ý. Vũ Văn Chu trực tiếp đem tiêu phàm mở cái kia tờ đơn giao cho thành ở bên trong mỗi một nhà thượng quy mô y quán cùng tiệm thuốc, nói cho bọn hắn biết, nếu có cái này đơn thuốc thượng nhâm chất liệu gì, lập tức lấy ra bán cho hắn Vũ Văn Chu, giá tiền phương diện tuyệt đối sẽ làm cho kín người ý. Làm chuyện này thời điểm, Kim Châu thành đệ nhất cao thủ, Hạnh Lâm giúp đỡ chủ phương phi dương cùng đi ở bên. Đối với tất cả y quán cùng hiệu thuốc mà nói, đây là một không thể kháng cự nghiêm lệnh. Ngươi nếu như có dấu Vũ Văn Chu phải cần linh dược cùng tài liệu, đương nhiên có thể không bán, nhưng từ nay về sau, những vật này cơ bản cũng chỉ có thể tự cho là đúng rồi, nếu như lại dùng đẳng cấp cao bán ra lời mà nói, một khi bị Vũ Văn đều biết hiểu, chỉ sợ sẽ sâu sắc không tiện. Tại Hoắc Sơn quốc, đắc tội đệ nhất cao thủ, vấn đề rất nghiêm trọng. Làm cho là như thế, có chút linh dược cùng tài liệu thật sự quá quý hiếm trong khoảng thời gian ngắn cũng siêu tập không đồng đều. Tiêu phàm chỉ cấp Vũ Văn Chu 3 tháng thời gian. Ngay tại Vũ Văn Chu đem chọn cái kim châu thành đô quấy đến gà bay chó chạy thời điểm, trăm hùng đường cũng đã xảy ra một kiện đại sự. Trăm hùng đường thủ tịch Đại lang trung thay người rồi. Do Kim Châu thành hai đại y thánh một trong đinh sán, đổi thành một vị không có danh tiếng gì tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ, gọi là tiêu phàm. Nghe nói vị này tiêu trưởng lão không lâu còn gần kề chỉ là một tên kim đan kỳ tu sĩ, mấy ngày trước kia, mới vừa vặn tiến giai nguyên anh, cảnh giới chưa vững chắc, liền trực tiếp tiếp nhận đinh sán, xuất nhâm trăm hùng đường thủ tịch Đại lang Trung. Mặc dù nói, nguyên anh tu sĩ rất hiếm có, nhưng cũng không phải bất luận cái gì một vị nguyên anh tu sĩ. Hiểu sơ kỳ hoàng chi thuật, có thể đảm nhiệm trăm hùng đường loại này siêu cấp lớn y quán thủ tịch Đại lang Trung lập tức tự có thật nhiều đồn đãi tại kim châu thành lặng lẽ lưu truyền ra đến truyền lưu rộng nhất một loại bản vốn là đinh sán tiến giai thất bại đem không lâu tại nhân thế trăm hùng đường không người kế tục rơi vào đường cùng chỉ có thể vội vàng đem một vị từ bên ngoài đến tuổi trẻ lang trung đẩy lên vị trí này xem ra trăm hùng đường biển chữ vàng đánh không được bao lâu cũng sẽ bị chính mình đập chết rồi đương nhiên đây chỉ là tin tức nho nhỏ, nhỏ chỉ ở những kia cấp thấp tu sĩ bên trong truyền lưu, chân chính có thực lực đại tông môn, đối với những lời đồn đãi này xì mũi coi thường, hơn nữa lập tức tự triển khai âm thầm điều tra. Nếu như tiêu phàm gần kề chỉ là khách khanh trưởng lão, bọn hắn cũng không quá để ý. Bảy đại tông môn ra vào một hai cái nguyên anh tu sĩ. Không biết đối với mặt khác tông môn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trăm hùng đường thủ tịch Đại lang bên trong thay đổi, tuyệt đối là đại sự. Bởi vì đinh sán nguyên nhân, Trăm hùng đường tại Kim Châu Thành Y giới được hưởng lấy cực cao danh vọng, đồng thời cũng nắm giữ lấy quyền lực thật to, có Y Thánh, danh hiệu thần Y cũng là Kim Châu Thành Y giới đồng nghiệp hội đương nhiên minh chủ. Đối với Kim Châu Thành Y giới phát sinh hết thảy đại sự, hạnh lâm bính lão tiên sinh cùng Đinh Sán, có cuối cùng nhất đánh nhịp định đoạt quyền uy. Tại phương diện này, thậm chí phương phi dương hồng thiên đợi tu vi rất cao bang chủ, đều muốn kém hơn một chút. Hiện tại trăm hùng đường thay đổi thủ tịch Đại lang ở bên trong, tình hình lập tức phải biến đổi. Đinh Sán còn tại, trăm hùng đường tại Kim Châu Thành Y giới địa vị không sẽ phải chịu khiêu chiến. Nhưng mà, không lâu về sau muốn tổ chức mới một lần, Y Thánh Đại hội sẽ sinh ra đời một vị mới Y Thánh. Cùng lúc đó, còn muốn cho các đại y quán thủ tịch Đại lang chung một lần nữa định bài danh. Tuy nhiên mỗi một giới Y Thánh chỉ có thể có một vị, nhưng thủ tịch Đại lang bên trong bài danh cũng cực kỳ quan trọng hơn không chỉ có đại biểu cho đại lang chung bản thân danh dự, còn quan hệ đến chỗ tông môn thực tế lợi ích lại phân phối. Đã tiêu phàm tiếp nhận thủ tịch đại lang ở bên trong, như vậy kế tiếp, khi thánh đại hội, khẳng định chính là do hắn đại biểu trăm hùng đường tham gia, đinh sán muốn thối cư phía sau màn liễu tương đương. Không phải là độc nhất vô song, gần đây hạnh lâm cũng truyền ra lời đồn đãi. Nói bính lão tiên sinh có thể sẽ không lại tham gia mới một lần y thánh đại hội. Kể từ đó, thật có thể muốn nặng mới tẩy bài rồi. Cha rõ ràng vị này tiêu đại lang bên trong suốt thân lai lịch. Rất có tất yếu. Trải qua một phen nghiêm mật điều tra về sau, không ít đại tông môn nhận rồi lời đồn đãi, kết luận, vô luận như thế nào xem. Vị này gọi tiêu phàm người trẻ tuổi, đều không chuẩn bị trở thành trăm hùng đường thủ tịch đại lang bên trong tư cách. Cho đến tận này, hắn chỉ là tại một nhà tên là Trường An Đường Tiểu Y trong quán đảm nhiệm qua một thời gian ngắn khách khanh tiên sinh, chỉ vài tên nghi nan tạp chứng người bệnh. Cái này không coi vào đâu. Trường An đường nhỏ như vậy y quán, cùng trăm hùng đường hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Trường An đường thủ tịch Đại lang ở bên trong, ngay cho trăm hùng đường bình thường Đại lang trung trợ thủ tư cách đều không có. Vị này tiêu lang chung nhất ra vẻ yếu kém một lần, chính là chị thiên môn môn chủ đủ mậu cháu gái, nhưng này kỳ thật không phải dựa vào là thuốc và kim châm cứu chi lực, mà là trận pháp chi lực. Nghe nói, Tiêu Phàm là một gã tinh thông trận pháp cao thủ. Cái đó và y thuật có quan hệ gì? Cho nên nói, Tram hùng đường lại để cho còn trẻ như vậy người xuất nhâm thủ tịch Đại lang ở bên trong, nói rõ chính là muốn tự nện chiêu bài. Đối với gian ngoài những này đồn đãi, Tiêu Phàm hờ hững. Hắn không có thời gian. Mấy ngày này, hắn vội vàng tại củng cố cảnh giới, mỗi ngày chỉ ở trăm hùng đường lộ diện một canh giờ, chỉ có những kia mặt khác lang trung xử lý không được nghi nan tạp chứng mới đến phiên tiêu đại lang trung tự thân xuất mã. Nhưng như vậy nghi nan tạp chứng dù sao không thấy nhiều, trăm hùng đường mặt khác lang trung cũng không phải phế vật. Còn lại thời gian, tiêu phàm ngoại trừ ngồi xuống, chính là vì trị liệu Vũ Văn Quảng làm chuẩn bị. Mỗi cách vài ngày, Vũ Văn Chu sẽ gặp đưa một đám linh dược cùng yêu thú tài liệu tới. Tiêu phàm muốn sớm tinh luyện những này linh dược cùng tài liệu, vì Vũ Văn Quảng chỉ định cái này trị liệu phương án, tiêu phàm trước đây cũng chưa từng đã làm, đây là một hoàn toàn mới nếm thử. Không đơn thuần là hóa huyết trúc linh, còn kèm theo đạo gia hoàn hồn thuật, thi hành quá trình hội tương đương phức tạp. Tung tính toán dùng tiêu phàm y thuật, cũng phải phải đặc biệt coi chừng cẩn thận chút ít. Lại để cho tiêu phàm kinh nghỉ chính là, Vũ Văn Chu giao tới yêu thú tài liệu bên trong, vậy mà có không ít cầm loại tài liệu, trong đó thậm chí còn có một đầu thập cấp thiên cầm nội đan cùng bộ phận máu huyết, Hiệu quả càng tại hắn thu mua bốn đầu cửu cấp thanh bằng tài liệu phía trên. Tiêu phàm không chút khách khí mà đem những này cầm loại tài liệu bảo tồn xuống, mặt khác đổi lại mặt khác yêu thú tài liệu. Phú Văn Quảng là thuần túy nhân loại tu sĩ, dùng hóa huyết trúc linh sao sao cho một gã nhân loại tu sĩ cải tạo thân thể, có lẽ hay là yêu thú tài liệu tương đối dùng chung. Thay thế hạ những ngày này cầm loại tài liệu, vừa vận dùng tại biển chim cú vọ huyết ma ngấu chữa trị phía trên chỉ cần một lần nữa chữa trị huyết ma ngẫu, lập tức có thể nhiều ra một gã nguyên anh cấp giúp đỡ đến. Nếu như có thể lại đem thổ ma ngẫu cũng thăng cấp đến nguyên anh cảnh giới, tăng thêm tam giai con bọ ngựa cùng 30 mấy cấp hai con bọ ngựa, tiêu phàm sức chiến đấu đem bay lên đến một cái trình độ khủng bố. Không nói tung hoành cả Nam Châu Đại Lục, tối thiểu nhất tại giống nhau dưới tình hình, tự bảo vệ mình là khẳng định không thành vấn đề liễu tương đương. Phú Văn Chu Đáo ngọn nguồn không hổ là Hoác Sơn Quốc tu chân giới đại minh chủ, những này tại tiêu phàm mà nói chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tài liệu, đều bị hắn ngạnh xanh xanh mà tìm tòi đi ra, ngược lại vì tiêu phàm giảm đi không ít chuyện. Quyền cho là trị liệu vũ văn rộng thù lao tốt rồi. Trừ lần đó ra, tiêu phàm mỗi thiên đô sẽ đi bái phỏng đinh sán, cùng hắn trao đổi y thuật thượng đoạt được. Ngắn ngủn hơn hai tháng thời gian, tiêu phàm quả thực lấy được ích lợi nhiều. Đinh sán được xưng thần y, có được lấy y thánh, trí cao vô thượng danh hiệu, tại y thuật thượng nghiên cứu, quả thật là không giống tiểu khả. Trong đó không ít chữa bệnh phương án, thậm chí ngay Nam Cực Y Kinh thượng đều chưa từng ghi lại. Bởi vì cảm kích tiêu phàm tặng dược chi đức, đinh sán không có chút nào bảo thủ, dốc túi tương thụ, đem chính mình mấy trăm năm theo y tâm đắc, một tia ý thức đều truyền thụ cho tiêu phàm. Tự nhiên, đinh sán tại tiêu phàm tại đây cũng học được không ít hiểu biết mới thức, thỉnh thoảng tán thưởng có ra. Bất quá tương đối mà nói, đương nhiên có lẽ hay là tiêu phàm chiếm càng nhiều là tiện nghi, đinh sán đã muốn ngày mỏng Tây Sơn, thọ nguyên sắp sửa hao hết, tung tính toán y đạo cao tới đâu, dùng đến cơ hội cũng rất ít liếu tương đương. Tiêu phàm lại phương đương làm cường tráng thịnh, như ngày trung thiên, ngày sau tiền đồ, khó có thể số lượng có hạn. Hiện tại học được mỗi một hàng mẫu sự tình, tương lai đều có vô số cơ hội có thể dùng mà vượt. Tuế Nguyệt vội vàng, không đến ba tháng, Vũ Văn Chu dĩ nhiên cũng làm thu thập đến chín thành đã ngoài linh dược cùng tài liệu. Ngay tiêu phàm cũng cảm thấy cây ết yêu ta ép sợ. Không hổ là đại minh chủ, quả thật là thần thông quảng đại. Đương nhiên, đây cũng là phụ tử liên tâm, Vũ Văn Chu thật sự là bị ép, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng mất đi hoác đồ tông nhiều năm tích xúc, tài đại khí thô tiền nhiều như nước nếu không nghe lời. Bình thường nguyên anh tu sĩ muốn thu mua cái này rất nhiều quý hiếm vô cùng linh dược cùng yêu thú tài liệu, cũng đủ phá sản rất nhiều lần liếu tương đương. Cũng không trách cứu người một mạng như thế, xa hoa, thật sự Vũ Văn Quảng tình hình quá mức đặc thù, trên thực tế Vũ Văn Quảng đã là cái người chết. Đổi bất kỳ một cái nào bác sĩ, đại phu đều sẽ trực tiếp cự tuyệt. Tung tính toán hiểu được hóa huyết trúc linh sao sao thú tộc đại năng, không hiểu hoàn hồn thuật, không hiểu tại hóa huyết trúc linh trong quá trình loại trừ thần hồn bên trong thiên diệp độc độc tố, đối mặt Vũ Văn Quảng loại tình hình này cũng đồng dạng thúc thủ vô sách tiêu phàm đây là muốn ngạnh xanh xanh cho nhiều hắn một cái mạng. Đương làm Vũ Văn Chu đem cuối cùng một đám linh dược cùng yêu thú tài liệu giao cho tiêu phàm trong tay thời điểm, vị này hoắc sơn quốc tu chân giới đại minh chủ muốn nói lại thôi. Vũ Văn Tông Chủ có chuyện nhưng thỉnh nói thẳng. Tiêu phàm bình tĩnh nói. Vũ Văn Chu trần chờ liên tục, rốt cục nói ra tiêu tiên sinh, bính đạo hữu đã muốn đã trở lại. Ta chuyên đi thỉnh giáo qua hắn. Bính lão tiên sinh nói như thế nào? Tiêu Phàm cũng có chút ít ý tò mò. Đối với vị này một mực chỉ nghe kỳ danh chưa bao giờ gặp mặt Kim Châu thành đệ nhất thần y, y giới danh vọng cao nhất bốn giới y thánh, Tiêu Phàm có lẽ hay là rất kính ngưỡng đích. Vũ Văn Chu lại trần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, hắn cái gì cũng chưa nói. Trên thực tế, lúc ấy bính lão tiên sinh chỉ dùng để xem kẻ điên ánh mắt nhìn xem hắn, người này lại muốn hắn cứu sống một người chết. Thật sự đem lang Trung trở thành thần tiên không được thấy Vũ Văn Chu lại là lo lắng lại là xấu hổ còn mang theo vài phần phiền muộn thần sắc, tiêu phàm đối với trong lòng của hắn suy nghĩ nhất thanh nhị sở, mỉm cười, nói ra, Vũ Văn Tông Chủ cũng không cần lo lắng quá mức, việc đã đến nước này, khai cung không quay đầu mũi tên, khoảng chừng gì đó đều muốn thử một lần đích. Vũ Văn Chu lập tức tinh thần chấn động, trong hai mắt sạch bong lập lè, một mực nhìn thẳng tiêu phàm. Tiêu phàm không chút nào sợ hãi, đón hắn lạnh điện loại ánh mắt, nhẹ nhẹ một chút đầu, thần sắc thản nhiên. Audio điện tử võ tấn bền chương 1011, mình chữa trị năng lực. Cứ việc Vũ Văn Chu cùng Tiêu Phàm đều không muốn Trương Dương, cũng rơi xuống lệnh cấm, cấm trong bang đệ tử hướng ra phía ngoài lan truyền việc này, nhưng thập dư ngày sau, có quan hệ trăm hùng đường tân nhiệm thủ tịch Đại lang Trung Tiêu Phàm rõ ràng chỉ thiên diệp độc đại tin tức có lẽ hay là lan truyền đi ra ngoài, thật sự cuốn vào việc này cũng không phải nhân vật tầm thường, thực tế Vũ Văn quanh thân vì Hoắc Sơn quốc đệ nhất cao thủ, Hoắc Sơn tu chân giới đại minh chủ, vốn tự đặc biệt làm cho người chú mục. Con của hắn Vũ Văn Quảng cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tương lai Hoắc Đô tông tông chủ, phụ tử hai người song song tiến giai nguyên anh, lại chấp trưởng Hoắc Sơn quốc đệ nhất đại tông môn, ngày bình thường dù cho hơi có gió thổi cỏ lay, tự sẽ khiến người khác chú ý. Về phần Tiêu Phàm, bởi vì không hiểu thấu ở Kim Châu Thành phi tốc quật khởi, càng làm cho mọi người nghị luận ào ào. Vũ Văn xung quanh nhi tử Vũ Văn Quảng chúng một loại kỳ độc, không người nhận biết, thậm chí ngay Kim Châu Thành đại thần y bính lão tiên sinh cùng đinh sán đều thúc thủ vô sách, lại bị cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện tiêu phàm trị. Nghe đi lên rất đơn giản, một phen tư lượng, có thể phát hiện, nội tình rất vi diệu. Vị này tuổi trẻ mới trưởng lão, chẳng những lấy đinh sán mà đời chi còn đánh tính toán đem hạnh lâm bính lão tiên sinh đều dẫm nát dưới chân, muốn nhất cử trở thành Kim Châu thành y giới đệ nhất nhân. Loại tin tức này, từ trước là truyền lưu nhanh nhất đích. Làm vì chuyện này chính thức nhân vật chủ yếu tiêu phàm, tại Kim Châu thành tu chân đồng đạo trong mắt, càng thêm thần bí khó lường liễu tương đương. Tiêu phàm đối với cái này rất nhạt nhưng, hắn hiện tại chính thức chú ý chính là huyết ma ngẫu. Tổng đàn góc Tây Nam, tiêu trưởng lão dinh thự, mật thất dưới đất bên trong, một cụ năm sáu trượng cao cự chim đại bàng hài cốt, im ắng mà đứng ở trong mật thất, Tiêu Phàm đứng ở mấy trượng bên ngoài, cẩn thận dò xét, hai đầu lông mày lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc. Huyết Ma ngẫu tình hình, quả thật có chút vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Một năm trước, cầm lên không gian đồng đạo giấy thời điểm, Huyết Ma ngẫu làm tổn thương đắc phi thường lợi hại. Toàn thân vết thương trồng chất, màu trắng cốt trên kệ. Khắp nơi đều gồ ghề đích, khí tức cũng theo nguyên anh kỳ một đường cuồng té trúc kỳ cơ hồ triệt để làm tổn thương. Nhưng hiện tại, cốt trên kể cái kia chút ít vết thương, lại so sánh với một năm trước muốn nhạt rất nhiều. Nhất là chim đại bàng khí tức, cũng dần dần khôi phục đến kim đan kỳ tiêu chuẩn. Thực tế quan trọng hơn chính là, tiêu phàm theo chim đại bàng hài cốt trên người cảm nhận được cái kia cổ sinh cơ, càng ngày càng tràn đầy. Cổ hài cốt này, thật sự hay sống đích. Cứ việc điều khiển cái này hài cốt chính là biển chim cú vọ không trọn vẹn không được đầy đủ hồn phách, nhưng hài cốt thượng sinh cơ không chút nào không giả, Tiêu Phàm chân thật mà cảm nhận được, đây là một tánh mạng, cũng không phải là một cụ ma ngẫu. Chim đại bàng loại tình hình này, cùng thổ ma ngẫu tình hình khác lạ. Thổ ma ngẫu cũng có đều có năng lực chữa trị, nhưng cho Tiêu Phàm cảm giác, cũng không phải một cái chính thức sinh mạng thể, chỉ là tại luyện chế ma ngẫu thời điểm, khiến nó có được nhất định mình chữa trị công năng. Chim đại bàng hài cốt cùng thổ ma ngẫu lớn nhất khác nhau ở chỗ, thổ ma ngẫu cần luyện hóa linh thạch với tư cách động lực mà chim đại bàng hài cốt tác chính là không cần tựa hồ hắn thân mình có thể tu luyện ra chân nguyên chi lực đến tiêu phàm không biết rốt cuộc là hóa huyết trúc linh đại pháp thân mình thì có loại này không thể tưởng tượng nổi ma lực còn là vì cái kia một nửa ngân rực lôi bằng máu huyết nguyên nhân dùng ngân rực lôi bằng máu huyết ẩn chứa khủng bố lực lượng trèo chống cái này hài cốt hoạt động đó là dư giả do xét biển chim cú vào hài cốt sau nửa ngày Tiêu Phàm khoanh chân ngồi xuống, ống tay áo run lên, một đống lớn bình ngọc hộp ngọc bay ra, đủ có nhiều hơn 10 kiện. Những điều này đều là hắn tại Kim Châu thành thu thập đến yêu cầm máu huyết nội đan đợi tài liệu, trong đó có Vũ Văn Chu thu thập đến cái kia một thập cấp yêu cầm nội đan máu huyết. Tuy nhiên chim đại bàng hài cốt là tự nhiên ta năng lực chữa trị, nhưng tốc độ như vậy có lẽ hay là quá chậm. Nếu như Tiêu Phàm không thêm vào can thiệp lời mà nói, chim đại bàng muốn khôi phục đến nguyên anh kỳ tiêu chuẩn Phòng trường ít nhất còn muốn hơn 10 năm thời gian, hơn nữa nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ là cách biệt một trời, chim đại bàng hài cốt phải chăng có thể tự hành khôi phục đến nguyên anh kỳ. Tiêu Phàm cũng không thể khẳng định, có lẽ hay là ra tay giúp thượng một bà càng thêm thỏa đáng. Cái này khép lại quan chính là mấy ngày lâu. Vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ, Tiêu Phàm chính mình trước mắt cần phải làm là ổn định cảnh giới. Về phần tăng lên pháp lực, dần dần tiến giai đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong trạng thái chuẩn bị trùng kích nguyên anh trung kỳ bình cảnh, cái kia ít nhất cũng là mấy chục năm sự tình từ nay về sau. Tung tính toán tiêu phàm tại pháp lực cô động thượng nếu so với bình thường cùng giai tu sĩ nhanh nhiều lắm, cảnh giới tăng lên lại không thể một lần là xong, nhất định phải tích lũy tháng ngày mới có thể năng lực đạt thành. Tiêu phàm tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này, đến cường hóa bản thân bên ngoài mặt khác thủ đoạn, đồng thời dần dần thành lập khởi thế lực của mình. Đến thoi ma giới thời gian dài như vậy, Tiêu Phàm cũng nhận thức đến, vô luận là tại nhân loại tu chân giới hay là đang yêu thú man hoang thế giới, ngoại trừ bản thân thực lực siêu quần bên ngoài, có một cổ sự cường đại của mình thế lực, cũng là rất quan trọng hơn đích. Ví dụ như trở thành trưởng lão cùng trăm hùng đường thủ tịch Đại lang Trung về sau, rất nhiều linh dược tài liệu thu thập, muốn thuận tiện nhiều lắm. Tiêu Phàm chỉ cần đem danh sách giao cho trong bang chấp sự đệ tử, chỉ cần một nhận được tin tức, những này chấp sự đệ tử hội trước tiên hướng hắn bẩm báo, nhiều khi đều không cần tiêu phàm tự thân xuất mã, phải cần linh dược cùng tài liệu, chấp sự các đệ tử cũng đã thu thập tốt rồi. Tiêu phàm thân là trăm hùng đường thủ tịch Đại lang ở bên trong, có phong phú vô cùng cung phụng, thân mình lại thân ra hào phóng, trên cơ bản không cần vì phí tổn phát sầu. Ngoài ra, một khi đắc tội cái gì lợi hại đối thủ hoặc là thế lực lớn, tiêu phàm cũng không còn là một mình đối mặt, một mình chiến đấu hăng hái, phía sau hắn có một khổng lồ bang phái làm làm hậu thuẫn. Thậm chí, cả Kim Châu thành bảy đại tông môn đều có thể trở thành hắn cậy vào. Cứ việc bảy đại tông môn trong lúc đó các loại tranh đấu gay gắt chưa bao giờ gián đoạn qua, một khi đối ngoại thời điểm, lại tất nhiên hội liên thủ nhất trí. Cái này đã minh ước quy định, cũng là sinh tồn chi đạo. Lệ thú cánh đồng hoang vô cùng thế giới dưới lòng đất hết thảy, tiêu phàm thật sự không muốn lại trải qua một lần. Bảy ngày sau đó, tiêu phàm theo mật thất đi ra, thần thái hơi có vẻ mỏi mệt, trên mặt lại mang theo nụ cười hài lòng. Huyết ma ngẫu chứa chỉ tốc độ vượt qua dự liệu của hắn, một đống lớn yêu cầm nội đan máu huyết luyện hóa về sau, huyết ma ngẫu lập tức liền khôi phục đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, chỉ thiếu chút nữa có thể lần nữa bước vào nguyên anh cảnh giới. Hơn nữa theo huyết ma ngẫu tỏa sáng bừng bừng sinh cơ đến xem, tiêu phàm cảm thấy hắn khôi phục đến nguyên anh cảnh giới cơ hồ là tất nhiên đích, chỉ là còn cần một chút thời gian, lại không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Ngẫm lại cái này chim đại bàng hài cốt khi còn sống đúng vậy tương đương với ngộ linh kỳ đại năng trưởng thành biển chim cú vọ, hơn nữa nửa bình trời sinh thánh linh ngân rực lôi bằng máu huyết, hai cốt có thể tự hành khôi phục đến nguyên anh kỳ cảnh giới, cũng rất bình thường. Cầm lên mật thất vừa ra tới, cơ lụa mỏng liền mỉm cười đón chào, nhẹ nói nói tiêu sư huynh đã đợi ngươi thật. Cái gọi là tiêu sư huynh, chính là tiêu phàm đêm động phòng hoa trúc, cùng lô chính nhất bọn người cùng tiến lên cửa, quấy rối thân hình như thủy xà tiêu trương, đinh sán đệ tử truyền, thân mình cũng có kim đan hậu kỳ đại thành tu vi trăm hùng đường đại lang ở bên trong thủ tịch đại lang bên trong chủ yếu trợ thủ một trong đinh sán bế quan thời điểm liền do tiêu trương đời trưởng trăm hùng đường tạm thời hành xử thủ tịch đại lang bên trong chức quyền hôm nay tiêu phàm thay thế đinh sán chính thức xuất nhâm trăm hùng đường thủ tịch đại lang ở bên trong tiêu trương tự thành hắn chủ yếu trợ thủ vị này tiêu sư huynh tuy nhiên lớn lên có chút khó coi hơn nữa lòng giá tương đối hẹp hòi ưa thích chơi chút ít tụ lý càn khôn thủ đoạn nhỏ, nhưng tiêu phàm thực sự thừa nhận, người này rất có trị sự tình chi tài, đang làm chính sự thời điểm, là rất không tệ giúp đỡ. Với tư cách trăm hùng đường thủ tịch Đại lang ở bên trong, tiêu trưởng lão không chỉ có riêng chỉ là muốn hội xem bệnh đơn giản như vậy, to như vậy trăm hùng đường, hàng ngày quản lý cũng là đại sự, tuyệt không thoải mái. Tất cả y quán thủ tịch Đại lang Trung hòa mặt khác lang chung, thường thường bởi vì tại đây chút hít việc vặt thượng hao tốn quá nhiều công phu, cho nên liên lụy tiến độ tu luyện. Đương nhiên, thân là lang trung, có thể lấy được rất cao địa vị, đạt được phong phú thủ lao, tìm được rất nhiều người bên ngoài khó có thể lấy được thượng đẳng pháp bảo cùng các loại đan dược, lại là bình thường tu sĩ tuyệt đối so ra kém đích. Trong lúc này lợi và hại được mất, rốt cuộc như thế nào, thực sự một lời khó nói hết. Đối với Tiêu Phàm mà nói, có tiêu trương như vậy am hiểu xử lý y quán sự vụ ngày thường trợ thủ, cái kia là tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Tương đối mà nói, thân hình như thủy xà một ít tính cách thượng nhược điểm, thì tại có thể dễ dàng tha thứ trong phạm vi rồi, tiêu phàm điều chỉnh tiêu điểm trương trước sau như một điều tương đối khách khí. Mà tiêu trương đối với tiêu phàm tác chính là lại càng cung kính có ra. Tiêu phàm cho tới nay cũng vẫn chỉ là khách khanh trưởng lão, cũng không chính thức gia nhập nhưng vô luận là bang chủ Hồng Thiên, có lẽ hay là thanh phu nhân mã trưởng lão, đối với tiêu phàm đều ký thác kỳ vọng, về phần tiêu trương thụ nghiệp ân sư đinh sán, càng là đối với tiêu phàm thừa nhận có ra, nghiêm lệnh tỏa hạ đệ tử cùng với trăm hùng đường chư vị lang chung, phải đối với tiêu phàm cung kính, không được có chút nào ngỗ nghịch. Làm cho là như thế, biết rõ tiêu phàm đang bế quan, tiêu trương như trước tự mình đến nhà đến ngồi đợi, vậy cũng rất không tầm thường, nhất định là đã xảy ra đặc biệt quan trọng hơn đại sự. Nghe nói, cùng liêu gia có quan hệ, cơ lụa mỏng rất đơn giản mà nhắc nhở một câu. Liêu ra, tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn bắt đầu đứng dậy. Cái gọi là liêu ra, tại Kim Châu Thành đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có Kim Châu Thành đệ nhất thế gia danh xưng là. Liêu ra sản đời gia chủ xa xôi cùng vợ con của hắn, đều có được Nguyên Anh kỳ tu vi. Vợ chồng song song tiến giai Nguyên Anh, hơn nữa không phải xuất thân cùng tu chân tông môn, mà là xuất thân từ tu chân thế gia, không chỉ nói tại Kim Châu Thành, cho dù tại cả Hoắc Sơn Quốc, cũng chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh. Liêu gia thực lực, cũng gần bằng với bảy đại tông môn, được coi là là cực kỳ hùng hậu. Thực tế quan trọng hơn chính là, xa xôi thê tử, là cung thanh dương cung chủ thân muội muội cái này ý nghĩa liêu gia cùng cung thanh dương quan hệ trên thực tế là người một nhà, theo ý nào đó mà nói, liêu gia kỳ thật chính là cung thanh dương biệt viện. Cung thanh dương thực lực, tại bảy đại tông môn bên trong bài danh tiền tam, trong bang có Nguyên Anh tu sĩ bốn gã, trong đó Nguyên Anh Trung Kỳ đã ngoài tu vi đích, thì có hơn hai người. Tăng thêm xa xôi cùng vợ hắn, cùng Thanh Dương có được Nguyên Anh tu sĩ vô luận là số lượng có lẽ hay là thực lực, cũng không tại bảy đại tông môn xếp hàng thứ nhất hạnh lâm phía dưới. Vì vậy lưu ra tại Kim Châu thành thực tế địa vị, xa xa cao hơn những kia chỉ có hai gã Nguyên Anh tu sĩ tông môn, thậm chí bị người trêu tức mà xưng là thứ tám đại tông môn ít nhất tượng đủ mộ thiên môn, thì không cách nào tới đánh đồng liễu tương đương. Chỉ có điều tiêu phàm có chút đoán không được chính là, liêu gia làm sao sẽ tìm được trên đầu của hắn. chương 1012, Dị Linh Thể Tiêu trưởng lão Tiêu phàm vừa mới đi vào phòng khách, đã sớm đợi đắc nóng vội tiêu trương liên tục không ngừng mà đứng dậy, ôm quyền làm lễ. Tiêu phàm khoát tay áo, không có nửa câu khách sáo, trực tiếp nói ra chuyện gì xảy ra. Cái này hồng tùy ý thái độ, ngược lại làm cho tiêu trương cao hứng phi thường, cái này chứng nhận minh tiêu trưởng lão không có cầm hắn đương làm ngoại nhân. Tiêu phàm đối với thái độ của hắn càng tùy ý, tự chứng minh hắn tại tiêu phàm trong suy nghĩ địa vị càng vững chắc. Là liêu ra sự tình, lúc này, xa xôi tiền bối cùng liêu phu nhân ngay tại y quán ngồi, cần phải cùng với trưởng lão gặp mặt. Trưởng lão bế quan mấy ngày nay, hai vị tiền bối cơ hồ thiên thiên đô muốn tới y quán đến ngồi đợi, Tiêu Trương cũng không có khách sáo, gọn gàng dứt khoát bẩm báo bắt đầu đứng dậy, ngữ khí kính cẩn bên trong lộ ra thân cận. Tiêu Phàm nhìn qua hắn, không có lên tiếng. Tiêu Trương nói ra, là có quan Liêu gia thiếu chủ bệnh tình. Liêu gia thiếu chủ bệnh tình. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc liễu tương đương. Liêu gia thiếu chủ thân thể không khỏe, chẳng lẽ không phải là đi tìm Thanh Dương quán thủ tịch Đại Lang trung trường chữ chân nhân, như thế nào ngược lại chạy trăm hùng đường đến rồi. Trường chữ chân nhân mặc dù không có tìm được qua y thánh danh hiệu, nhưng lại Kim Châu Thành cực kỳ hiếm thấy ba gã nguyên anh trung kỳ bác sĩ, đại phu, một trong, tu vi cực cao, không tại cung thanh dương cung chủ phía dưới, cũng là Kim Châu Thành lâu phụ nổi danh lang trung. Cơ lụa mỏng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chỉ sợ liêu tiền bối hai vợ chồng đến trăm hùng đường đến, chính là trường chữ chân nhân chủ ý. Tiêu trường khâm phục mà nhìn cơ lụa mỏng liếc, đã sớm nghe nói lụa mỏng sư muội là thanh phu nhân ngồi xuống tinh thông nhất đạo lý đối nhân xử thế đệ tử, quả là thế. Bất quá Tiêu Trương có lẽ hay là nói ra một miệng, Tiêu trưởng lão, còn có không đến một năm thời gian, muốn tổ chức Y Thánh Đại hội liễu tương đương. Trước đó lần thứ nhất Y Thánh Đại hội, Trường chữ chân nhân thiếu một ít bại bởi sư phụ ta. Hắn là Kim Châu thành công nhận ngoại trừ sư phụ ta cùng bính tiền bối bên ngoài, nhất có hy vọng trở thành Y Thánh đại lang chung dưới mắt cái này đương làm khẩu, liêu ra thiếu chủ thân thể không khỏe. Xa xôi cùng vợ hắn trực tiếp cầu đến tiêu phàm tại đây đến, nếu như trước đó không có cùng trường chữ chân nhân câu thông qua, vậy thì chờ vì vậy công nhiên đánh trường chữ chân nhân mặt liễu tương đương. Tung tính toán liêu phu nhân thân ca ca là cung thanh dương trưởng giáo. Cũng không thể làm như vậy. Bảy đại tông môn mỗi một vị thủ tịch đại lang ở bên trong, tại trường chữ chân nhân trong mắt. Đều là mạnh mẽ đối thủ, mấy vị khác, tất cả mọi người là người quen cũ, lẫn nhau biết rõ hơn tất đắc sắt, trường chữ chân nhân cùng bọn họ giao thủ cũng không chỉ một lần hai lần, đều tự có những thứ gì bổn sự, có lẽ hay là trong lòng hiểu rõ đích, duy chỉ có tiêu phàm là khuôn mặt mới. Mặc dù nói, trường chữ chân nhân khẳng định không cho rằng tiêu phàm thật có thể đủ tại hạ một lần y thánh trên đại hội đối với hắn tạo thành cái uy hát yêu ta gì. Nhưng biết mình biết người, mới có thể năng lực trăm trận trăm thắng. Hồng Thiên Đinh Sán, dù sao cũng không phải không có đầu óc người, đã lại để cho vị này họ Tiêu Hậu sinh xuất nhâm thủ tịch đại lang ở bên trong, nhất định có nói đắc quá khứ lý do. Chỉ có điều, trực tiếp thỉnh xa xôi đôi tự thân xuất mã, tựa hồ cái này trận chiến cũng bày đắc quá lớn chút ít. Coi như là nể tình liễu tương đương. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, không thèm để ý chút nào. Tiêu trương liền nghẹn một chút. Giống như vô luận đến lúc nào, Tiêu trưởng lão vĩnh viễn đều là như vậy mây trôi nước chảy rất khó coi đến hắn tức giận. Bọn hắn vẫn còn y quán ngồi đợi sao? Đúng vậy, trưởng lão. Đi thôi, đã đến nhà rồi, luôn muốn gặp một lần đích. Tiêu phàm gọn gàng nói, trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Cơ lụa mỏng đuổi theo, giữ chặt tay của hắn, thấp giọng nói ra, liêu ra cùng cung thanh dương đều không đơn giản, người cẩn thận chút ít. Vốn là cũng biết tiêu phàm là trầm ổn dị thường tính cách, cơ lụa mỏng cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu phàm vỗ vỗ tay của nàng vai, vác mỉm cười nói, yên tâm, ta biết đến. Lập tức cùng tiêu trương hai người dựng lên độn quang, hướng trăm hùng đường phi độn mà đi. Liêu gia thiếu chủ, bệnh tình là như thế nào? Giữa không chung, tiêu phàm hỏi. Liêu gia thiếu chủ liêu thừa cái này bệnh, lại nói tiếp cũng là bệnh trầm kha liễu tương đương. Nghe nói, liêu thừa là dị linh thể tu sĩ, được coi là là tu luyện thiên tài liễu tương đương. Tiêu Phàm hai hàng lông mày có chút dương lên, cắt đứt Tiêu Trương, hỏi: "Dị linh thể, cái dạng gì dị linh căn?" Tu chân giới đối với linh thể có tương đối thống nhất nhận thức tiêu chuẩn, công nhận tư chất tốt nhất tự nhiên là tinh khiết linh thể, bất kể là ngũ hành tinh khiết linh thể, có lẽ hay là mặt khác đặc thù thuộc tính tinh khiết linh thể, tại lúc tu luyện đều là làm chơi ăn thật, đối với nên thuộc tính bất luận cái gì công pháp, đều có được khác tầm thường lực lĩnh ngộ mà dị linh thể thì là gần với tinh khiết linh thể đặc biệt dị linh căn trên nguyên tắc cũng là tinh khiết linh thể chỉ là không có chính thức tinh khiết linh thể như vậy thuần túy còn trộn lẫn lấy mặt khác linh căn ở bên trong có trộn lẫn hai linh căn đích thậm chí còn có trộn lẫn tam linh căn đích nhìn về phía trên tựa hồ là nhiều linh căn nhưng trong đó một loại linh căn đặc biệt cường đại chiếm cứ có ưu thế áp đảo những thứ khác linh căn cơ bản ở vào hoàn toàn phụ thuộc địa vị loại tình hình này tại tu luyện chỉ do tính công pháp thời điểm, tiến cảnh gần với tinh khiết linh thể, cũng là cực kỳ hiếm thấy tu luyện thiên tài. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đa số đều có thể thuận lợi tiến giai nguyên anh. Nghe nói là hỏa linh căn, liêu gia chủ tu công pháp, chính là, xích diễm quyết, vị này liêu thiếu chủ trùng hợp lại là hỏa thuộc tính dị linh thể, thích hợp nhất tu luyện liêu ra gia gia truyền công pháp, liêu tiền bối vợ chồng đối với đứa con trai này đều đều ký thắc kỳ vọng, hy vọng hắn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn đem Liêu ra phát dương quang đại. Ngay từ đầu, Liêu thiếu chủ cũng xác thực không làm cha mẹ thất vọng, tại trên việc tu luyện tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Tuổi còn trẻ, tự đặt chân kim đan kỳ, đã từng là chúng ta kim châu thành trẻ tuổi nhất kim đan tu sĩ. Nhưng là gần đây 10 năm, bệnh tình mà bắt đầu triển lộ ra đến Liễu tương đương. Chẳng những trên việc tu luyện trở nên trì trệ không tiến, hơn nữa thường xuyên hư trên lửa thăng, âm dương mất cân đối, thân thể rõ ràng trở nên khô héo thon gầy, tinh thần không phấn chấn, táo bạo dễ giận. Tiêu trường đi theo Tiêu Phàm bên người, đơn giản đem Liêu gia thiếu chủ bệnh tình giới thiệu xuống. Nghe đi lên, đây là một tương đối điển hình dương căng bệnh trạng. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có hỏi lại. Bệnh tình chắc chắn sẽ không như thế đơn giản, nếu không, trường chữ chân nhân tự mình ra tay, không có khả năng không có hiệu quả. Tổng đàn cách trăm hùng đường cũng không xa, dùng tiêu phàm hai người độn nhanh chóng, cứ việc trong thành có cấm bay cấm chế, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, cũng là thoáng qua liền đến. Sớm đã có đệ tử cấp thấp tại trăm hùng đường chờ, vừa thấy Tiêu trưởng lão cùng Tiêu Trương đè xuống độn quang, lập tức nghênh tiến lên đây, khom người làm lễ, cao giọng nói ra, đệ tử bái kiến Tiêu trưởng lão, Tiêu sư bá. Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, nói ra, mà thôi, khách nhân vẫn còn a. À. Tại. Ha ha ha. Đệ tử cấp thấp một câu chưa nói xong, Tiêu Phàm bên tai tựu vang lên cực kỳ cởi mở cười to thanh âm tiêu đạo hiếu, người cuối cùng là đến rồi. Theo cái thanh âm này, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tránh hiện tại tiêu phàm cùng tiêu trương trước mặt. Tiêu trương lại càng hoảng sợ, bề bộn tức khom người, kính cẩn nói, lưu tiền bối, lưu phu nhân. Tiêu phàm sớm đã thấy minh bạch, theo trong phòng khách lách mình ra hai vị này, nam nhìn về phía trên 50 tuổi khoảng chừng gì đó, thân hình cao lớn uy mãnh, mặc một thân hỏa hồng cẩm bào, nhất bộ tròm dâu dài, thậm chí cũng có hơn phân nửa là nâu đỏ sắc đích, cực kỳ chói mắt bắt mắt. Mà nữ thì còn lại là chừng 30 tuổi bộ dáng, dáng người đầy đặn, quần áo bạo lộ, bất quá tướng mạo chỉ là một loại, hai đầu lông mày luôn không che giấu được vẻ này cao cao tại thượng ngạo khí. Cái này vợ chồng xem xét chính là cực có quyền thế cái chủng loại kia. Người, hơn nữa trên thân người linh lực chấn động đều đều có nguyên anh kỳ cảnh giới, hào phóng xa xôi linh lực chấn động so sánh với đầy đặn phu nhân càng thêm mạnh hơn 3 phần. Nhưng rất hiển nhiên hai người đều tiến giai nguyên anh kỳ rất nhiều năm, cảnh giới cực kỳ vững chắc, xa không phải tiêu phàm loại này khó khăn lắm tiến giai nguyên anh kỳ mới tiến tu sĩ có thể so sánh đích. Tiêu phàm nhẹ nhàng liền ôm quyền, nói ra, liêu đạo hiếu, liêu phu nhân. Xa xôi cười ha ha, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, nói ra, tiêu đạo hiếu, thật sự là tuổi trẻ a hát, liêu nào đó những ngày này, nghe qua tiêu đạo hiếu đại danh, cũng nghe nói tiêu đạo hiếu là chúng ta kim châu thành trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ, chỉ là không nghĩ tới tiêu đạo hữu trẻ tuổi như vậy. Khó lường, khó lường a hát. Vừa nói liền lắc đầu liên tục, tán thưởng có ra. Cái kia đầy đặn phu nhân trên mặt cũng mang theo cười, nhưng lại điển hình vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trong mắt thần sắc, cứ việc trải qua che giấu tốt lắm, như trước mang theo rõ ràng không tín nhiệm, và những người khác đến đây chăm hùng đường cầu kiến thủ tịch Đại lang Trung tình hình hoàn toàn bất đồng. Cân nhắc đến nàng thân ca ca là cung thanh dương trưởng giáo, thanh dương quán thủ tịch đại lang trung có lẽ hay là nguyên anh trung kỳ tu sĩ nàng không tín nhiệm một gã vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ tuổi trẻ hậu bối đảo là hoàn toàn có thể lý giải tiêu phàm cười cười nói ra liều đạo hữu khen nhầm tại hạ chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi khó lường ba chữ tại sao khắc đương làm Sa xôi chủ động duỗi tay nắm chặt tiêu phàm tay không ngừng vuốt tiêu phàm mu bàn tay luôn miệng nói đương làm được rất tốt đích đương làm được rất tốt đích tiêu đạo hữu từ biết được người chấp trưởng trăm hùng đường, ngu phu phụ một mực đều mơ tưởng tự mình đến nhà gây nên hạ. Ai ngờ mấy ngày nay tiêu đạo hữu một mực đều đang bế quan, luôn duyên khan một mặt. Hôm nay rốt cuộc gặp được, liêu nào đó thật cao hứng, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a Liêu phu nhân tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ ngạo khí, tính cách rất không bình thản, thực sự coi như cho nhà mình trượng phu mặt mũi, không có công nhiên cắm đoạt lời nói, đợi xa xôi cùng tiêu phàm hàn nguyên một hồi về sau, mới tiếp nhận câu chuyện, cùng tiêu phàm thấy lễ. Bất quá, mặt ngoài xem nàng là cho mình trưởng phu thể diện, bên trong làm sao biết không phải cố ý tại tiêu phàm trước mặt, rụt rè. Hàn huyên nghỉ, tiêu phàm mời hai người một lần nữa đến nội đường, ngồi xuống, dâng trà. Tiêu đạo hiếu, nghe nói đạo hiếu trước đây không phải chúng ta Kim Châu thành tu sĩ, nhưng không biết hiếu là quốc gia nào người. Sư theo môn phái nào? Lại hàn huyên vài câu, đầy đặn phu nhân rụt rè mà mỉm cười hỏi, tìm từ tựa hồ coi như khách khí. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra tại hạ là theo chỗ rất xa đến đích, trước đây xác thực không tại Kim Châu thành tu luyện. Chỉ đơn giản như vậy một câu trả lời thuyết phục, đối với vị này Liêu Phu Nhân câu hỏi, trên cơ bản hoàn toàn tránh mà không đáp. Đầy đặn Phu Nhân không khỏi cho một chút lông mày, một đám không vui vẻ sẽ cực kỳ nhanh hiện lên. Tiêu Phàm cũng không để ý tới hội nàng nhiều loại làm vẻ ta đây, trực tiếp hỏi, Liêu Đạo Hiếu, Liêu Phu Nhân, Nghe nói hai vị đạo hữu hôm nay đến đây ta chăm hùng đường, là vì quý công tử sự tình. Đúng vậy a, à, không dối gạt đạo hữu nói, Liêu nào đó quyền tử bị bệnh nhiều năm, một mực đều ở cần y hỏi dược, lại luôn khó có thể trị tận gốc. Nghe nói Tiêu đạo hữu đại danh, tinh thông kỳ hoàng chi thuật, vì vậy cố ý đến nhà, muốn lao động đạo hữu đại giá, đi trước hàn xá vì quyền tử xem mạch. Lại không biết Tiêu đạo hữu có thể không cho Liêu nào đó cái này mặt mũi chương 1013, Dương Cang chứng bệnh. Tiêu trương nhịn không được nói ra, liêu tiền bối, sao không dẫn liêu thiếu chủ tới, thỉnh tiêu trưởng lão xem mạch. Tất cả mọi người ở tại Kim Châu Thành, người liêu gia tuy nhiên được xưng, đệ nhất thế gia tổng còn so gia kém thế đại A. Không mang theo con của người tới, lại muốn thỉnh tiêu phàm đến nhà, không khỏi quá mức nắm đại. Tiêu phàm là người khiêm tốn, bình dị gần gũi, nhưng cái này thể thống còn phải đứng lên quan hệ đến không chỉ là tiêu phàm một người thể diện, mà là cả trăm hùng đường thậm chí cả thể diện. Sa xôi nhìn hắn một cái, cười khổ một tiếng, nói ra tiêu đạo hiếu, khuyển tử mấy ngày nay nôn nóng bất an, không thích hợp đi ra ngoài. Cái này tiêu trường giã là kim đan hậu kỳ đại thành tu vi, quanh năm thay thế đinh sán tạm trưởng trăm hùng đường nhiều loại sự vụ, thân phận địa vị không giống tiểu khả, xa xôi nên cũng không dám ở trước mặt hắn lên mặt. Tiêu trường lập tức giật mình, nghe xa xôi cái này ý tứ trong lời nói, liêu thừa tình hình, chỉ sợ rất không lạc quan, thậm chí cũng đã cấm chế đi ra ngoài. Tiêu phàm cũng không còn như thế nào do dự, nhẹ gật đầu, nói ra tốt, ta đi xem. Đa tạ tiêu đạo hiểu, xa xôi ôm quyền nhún, nói ra. Một trận tinh xảo xa hoa thú xe vững vàng ngừng tại trăm hùng đường trong sân, có thể đủ dung nạp mười mấy người, thú xe càng xe hơi nghiêng, dựng thẳng lấy một mặt hỏa hồng đại kỳ, lên lớp giảng bài một cái long phi phượng vũ, liêu chữ, có vẻ cực kỳ uy phong hiển hách. Ngay lái xe xa phu, cũng thình lình có kim đan kỳ tu vi. Tiêu phàm leo lên cái này không thú xe, chỉ cảm thấy lan xạ chi hương sông vào mũi, dường như nữ tử khuê các giống nhau. Nhìn xa xôi thần sắc lược hơi có chút xấu hổ, tiêu phàm tự nhiên biết rõ, đây là hắn vị kia ngạo khí phu nhân gây nên. Xa xôi đường đường nam nhi bảy thuốc, hùng dũng ngoài về một đầu hảo hán, sao có thể có thể ưa thích loại này giọng chỉ có điều lưu phu nhân nhất định phải đem thú xe bố trí thành bộ dáng như vậy liêu gia chủ cũng không nên nói cái gì tiêu phàm cười cười thản nhiên tự và ngồi xa xôi nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt liền chút bất chi bất giác nhiều vài phần hào cảm cái này họ tiêu hậu sinh nhìn về phía trên cực kỳ không màng danh lợi không giống như là tính tình người trong làm người lại có chút phúc hậu liêu gia được xưng kim châu thành đệ nhất thế gia lại cùng cung thanh dương là quan hệ thông gia, gia đình sân rộng, tự xây tại cung thanh dương tổng đàn hơi nghiêng. Chỉ có điều cung thanh dương xây tại đỉnh núi cao, liêu ra bản chỗ ở, tắc chính là dựa vào núi bản nước mà xây, địa nhiệt bốc hơi. Thập phần ấm áp, mặc dù chỉ là một gia tộc, nhưng liêu ra bảo quy mô, không chút nào tại thiên dưới cửa, cực kỳ hùng vĩ khi phái, im ắng mà tỏa lạc tại trong sơn cốc, giống như một đạo hùng quan, đem này tòa không nhỏ sơn cốc một mực khóa lại gia chủ thú xe tự nhiên thông suốt, trên đường đi không có đã bị bất luận cái gì kiểm tra, trực tiếp đến lưu ra nội viện. Xa xôi lúc này mới mời tiêu phàm xuống xe, lập tức liền vang lên dễ nghe ti trúc thanh âm, chỉ thấy một đoàn tuấn nam mỹ nữ, phân hai hàng, nhóm tại khoảng chừng gì đó. Thổi tiêu tấu nhạc, hoan nghênh khách quý. Tiêu phàm có chút vuốt cằm. Kim Châu thành thái bình lâu ngày, phong tục tập quán quả nhiên cùng nhạc Tây Quốc bất đồng. Nhạc Tây Quốc cửu đại tông môn, chưa từng có như vậy phô trương đối với mấy cái này vật ngoài thân tiêu phàm từ trước đến nay thấy rất nhạt chỉ là gật đầu mà thôi đối với xa xôi nói ra liêu đạo hiếu lệnh lang hiện ở nơi nào tiêu đạo hiếu bên này thỉnh một đoàn người hướng hậu viện đi đến lan vừa vừa đi vào hậu viện chợt nghe đến một tiếng khản giọng hô quát sau đó chính là một hồi răng rắc chén chén nhỏ đánh nát thanh âm xen lẫn vài tên thiếu nữ kinh hô xa xôi trên mặt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, thấp giọng nói ra, khuyển tử thân thể không khỏe, tính tình tương đối táo bạo. Tiêu phàm nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, nghe được đi ra, lệnh lang thanh âm ảm ách, thở hồn hền mà gấp rút, nóng tính trầm tích, đây là điển hình dương cang chứng bệnh. Vọng, văn, vấn, thiết, vốn là lang trung kiến thức cơ bản. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hậu hoa viên dưới một cây đại thụ, đá ngả lăn một cái bàn nhỏ, chén chén nhỏ chén dĩa đánh nát trên đất, mướt hoa quả trái cây lăn đắc bốn phía đều là. Bốn năm tên thị nữ phủ phục trên mặt đất, sợ tới mức nơm nấp lo sợ, một gã thân mặc áo bảo trắng thanh niên nam tử, chính tại đó đại phát lôi đình. Thanh niên này nam tử ước chừng hai ba mươi năm tuổi, gầy như que củi, đứng ở nơi đó, phảng phất một đầu cây gậy trúc, chỉ cần một trận gió thổi qua đến, lập tức sẽ thổi bay liếu tương đương. Một kiện áo bảo trắng, giống như là treo tại trên thân thể tựa như, trên chán, một đoàn hắc khí cực kỳ rõ ràng tiêu phàm lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai like tưởng rằng xa xôi đôi tự mình đến thăm đến, là được trường chữ chân nhân dặn dò, cố ý trước đến sò xét hắn vị này tân nhiệm trăm hùng đường đại lang bên trong y thuật rốt cuộc như thế nào. Ai ngờ vừa thấy vị này lưu ra thiếu chủ, vậy mà đã chết khí quấn quanh, bệnh nguy kịch. Nếu thật là thử lời nói, cái này một cái giá lớn không khỏi quá lớn chút ít. Tiêu phàm không nói hai lời, thân thể nhoáng một cái, đã đến áo bảo trắng trước người thanh niên. Cái kia áo bảo trắng thanh niên đối diện lấy một đám thị nữ tức giận, thình lình bên người thêm một người, không cần suy nghĩ, thủ đoạn một phen, chính là một trưởng đánh ra, lập tức thấy hoa mắt, thủ đoạn siết chặt, giống như một đạo vòng sát bóp chặt rồi, toàn thân, rốt cuộc rời không nhúc nhích được mảy may. Liêu gia thiếu chủ tuy nhiên cũng có kim đan trung kỳ tu vi, nhưng lại bệnh lâu thân, làm sao có thể tải tiêu phàm trước mặt dãy ruộng. Tung tính toán hắn thân thể tốt, không có tai không có bệnh, đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, tại tiêu phàm trước mặt, cũng không có nửa phần kháng cự chi lực. Một đám hạo nhiên chính khí, nhu hòa mà xuyên vào đến liêu thừa trong cơ thể, chậm rãi về phía trước thăm dò. Tiêu phàm lông mày, rất nhanh liền nhíu lại. Liêu thừa vốn là giận dữ, đang muốn chửi ầm lên, thần niệm vừa chạm vào đến tiêu phàm trên người, lập tức liền đem đến bên miệng thoại ngữ hết thảy nuốt trở vào, bình tức tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Trước mắt vị này nhìn về phía trên cùng hắn nam tử trẻ tuổi, rõ ràng là một gã nguyên anh kỳ đại cao thủ, cho hắn cảm giác áp bách mạnh, thậm chí vẫn còn tại cha mẹ của hắn phía trên. Loại cảm giác này rất phi diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhưng Liêu Thừa có thể kết luận, đơn đả độc đấu, cha mẹ của hắn tuyệt không phải trước mắt vị này nguyên anh tiền bối đối thủ. Xa xôi hòa phong thiếu phụ cùng đi đến phụ cận, đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng tiêu phàm. Thật vất vả, tiêu phàm ba ngón tay, rời đi liêu thừa mạch cổ tay, Sa xôi đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy tiêu phàm làm cái rất quái dị động tác, duỗi ra tay phải ngón cái cùng ngón giữa, ngón trỏ uốn lượn, tại liêu thừa trên mặt đo đạc bắt đầu đứng dậy. Chẳng những đo đạc liêu thừa bộ mặt, còn đo đạc lồng ngực của hắn, hai tay cùng phía sau lưng, lại đưa thay sờ sờ liêu thừa kích thước lưng áo. Hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Tiêu đạo hiếu, đây là... Xa xôi thật sự xem không rõ, không biết tiêu phàm cái này là ý gì. Tiêu phàm trầm mặt, nghiêm mặt nói ra, Liêu Đạo Hiếu. Liêu Phu Nhân, ta cần xem xét lệnh công tử bao năm qua đến y án, toàn bộ. Xa xôi trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nói ra tiêu đạo hiếu, thật sự là không có ý tứ, khuyển tử bao năm qua y án, đều được lưu giữ trong thanh dương quán. Không dối gạt đạo hiếu nói, những năm này đều là trường chữ chân nhân tự cấp khuyển tử chữa bệnh. Dù sao việc này không cần phải nói, tiêu phàm cũng có thể dự đoán được nhưng lại không cần phải che giấu liễu tương đương. Tiêu phàm trầm ngâm, chậm rãi nói ra, liêu đạo hiếu, lệnh công tử có phải là một mực đều ở dùng nào đó hỏa thuộc tính đan dược? Cái này tự nhiên, khuyển tử một mực đều ở dùng chúng ta liêu ra tổ truyền sáu dương đan, loại đan dược này, chúng ta liêu ra mỗi một vị đệ tử truyền, cơ hồ đều ở dùng đích. Bình thường bất kể là tông môn có lẽ hay là thế gia, chỉ cần là người tu chân, đều nuốt đan dược, tăng tiến tu vi liêu ra dùng, xích diếm quyết, làm chủ xây công pháp. Dùng hỏa thuộc tính sáu dương đan, chính là đương nhiên. Tiêu phàm lại trầm ngâm. Thật lâu, xa xôi rốt cuộc nhịn không được hỏi, tiêu đạo hiếu, có gì khó tả chỗ. Tiêu phàm nghiêm mặt nói ra, liêu đạo hiếu, liêu phu nhân, hai vị so sánh với cũng có thể nhìn ra được, lệnh công tử tình hình thật sự đã muốn rất không lạc quan. Dùng tại hạ đúng mới cho hắn xem mạch, sờ cốt đoạt được, nhất định phải lập tức bắt tay vào làm trị liệu mới được. Nếu không, ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, tất có trọng đại biến cố. Đến lúc đó, tung xem như đại la kim tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng khó có thể vãn hồi rồi. A -hát, xa xôi chấn động, đầy đặn thiếu phụ sắc mặt lại càng thẳng trầm xuống, tựa như muốn nhỏ nước đến, trong mắt tràn đầy phẫn nội ý. Tiêu phàm cái này ngụ ý nói đúng là, nàng nhi tử nhiều nhất chỉ có 10 ngày nửa tháng mệnh rồi, sao không gọi nàng trong cơn giận dữ. Tuy nhiên nàng cũng biết nhi tử bệnh đắc rất nặng, nhưng người tu chân, sinh mệnh lực mạnh, vượt qua xa phổ người bình thường có thể so sánh. Liêu thừa dưới mắt như trước có kim đan trung kỳ linh lực chấn động, sao có thể nói chết thì chết. Cái này họ tiêu hậu sinh, quả thực chính là ăn nói lung tung. Tiêu đạo hiếu, lời này từ đâu nói lên. Xa xôi cũng phục hồi tinh thần lại, có chút không vui. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói ra, ta cũng biết hai vị không tin, kỳ thật hai vị hôm nay mời ta đến quý phủ hàm nghĩa, mọi người lòng dạ biết rõ. Nhưng tại hạ là lang trung, thầy thuốc trong mắt, chỉ có người bệnh, không có mặt khác. Hai vị nếu như tin ta, muốn ta ra tay vì lệnh công tử chữa bệnh, như vậy, chẳng những muốn đem bao năm qua y án nguyên vẹn mang tới, ta còn cần sáu dương đan đan phương, cùng với liêu gia, xích diếm quyết, tu luyện công pháp. Càng kỹ càng càng tốt. Tiêu đạo hiếu, người đang nói đùa a à. đầy đặn thiếu phụ hai mắt đại trừng mặt mũi tràn đầy tức giận cũng xen lẫn nào đó khinh thường cùng mỉa mai ý người này cho là hắn là ai a à hát cũng dám đưa ra như vậy không hợp thói thường yêu cầu hai thứ này đều là liêu gia trọng yếu nhất cơ mật xa xôi sắc mặt cũng trầm xuống tựa hồ có chút bất mãn tiêu phàm nhẹ gật đầu nói ra ta biết rõ hai vị cảm thấy tại hạ yêu cầu này rất quá phận nhưng muốn cho lệnh công tử chữa bệnh những điều này đều là phải vật hai vị hoàn toàn có thể cự tuyệt bất quá không có những vật này với tư cách tham khảo tại hạ cũng sẽ không lung tung ra tay tiêu mố tạm thời cáo từ hai vị cùng người sau khi thương nghị rồi nói sau nói xong nhấc tay nhún không nói thêm lời nào xoay người rời đi đầy đặn thiếu phụ liêu phu nhân sụ mặt không nói một lời nếu như tiêu phàm không phải trăm hùng đường thủ tịch đại lang ở bên trong chỉ sợ vị này tính tình náo nhiệt liêu phu nhân lập tức tự sẽ trở mặt động thủ tiêu đạo hiếu xa xôi tựa hồ cảm thấy có chút không ổn vội vàng kêu một tiếng tiêu phàm xoay người lại nhìn xa xôi liếc nghiêm mặt nói ra liêu đạo hiếu thỉnh cầu ngươi nhất định phải nhớ kỹ thời gian của các ngươi đã muốn rất khẩn trương nhiều nhất còn có bảy ngày vượt qua lúc này thỉnh cầu ngươi không cần rồi hãy tới tìm ta còn có thỉnh liêu đạo hiếu chuyển cáo mặt khác đồng đạo thầy thuốc nhân tâm, dư người đều đều là vật ngoài thân. Mắt thấy tiêu phàm thân hình dần dần đi xa, đầy đặn thiếu phụ hầm hừ nói, cứ như vậy lại để cho hắn đi. Xa xôi miết nàng thoáng một tí, lạnh lùng nói ra, không cho hắn đi còn có thể làm gì. Không đi nói hắn hiện nay thân phận, cho dù hai ta đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đem người ra lưu lại. chương 1014, Tán công cứu mạng. Thanh dương quán, mật thất dưới đất bên trong, hai khỏa nguyệt quang thạch vây quanh tại trên vách tường, phát ra nhu hỏa sáng bóng. Cả gian mật thất nhìn về phía trên còn là phi thường lờ mờ, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Lờ mờ trong mật thất, khoanh chân ngồi ba người. Bên phải hai người đặt song song, một nam một nữ, đúng vậy xa xôi cùng vợ con của hắn. Bọn hắn đối diện, tác chính là ngồi một gã đang mặc tạo bào khô gầy lão giả, nhìn về phía trên ước chừng hơn 60 tuổi, dâu tóc bạc trắng, trên mặt điêu khắc từng đạo thật sâu nếp nhăn, có trong cặp mắt, như trước sạch bong bắn ra bốn phía, tựa như lạnh điện giống nhau, hiển lộ ra người này cao thâm tu vi. Trên thực tế, trường chữ chân nhân vốn là Kim Châu Thành vì số không nhiều mấy vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ một trong. Cái kia hậu sinh thực nói như vậy. Bất quá giờ phút này, trường chữ chân nhân nhìn về phía trên rất tức giận. Vị kia đầy đặn thiếu phụ lưu phu nhân khẽ nói, trường chữ sư huynh, chẳng lẽ chúng ta còn có thể lừa ngươi sao? Cùng xa xôi bất đồng, nàng đối với tiêu phàm rất không ưa. Có lẽ bởi vì, nàng ruột thịt huynh trưởng là cung thanh dương trưởng giáo, mà cung thanh dương trước sau như một cùng có chút không hòa thuận. Yêu ai yêu cả đường đi, hận phòng cũng vào ô. Mới vừa đến tại đây, nữ nhân này liền đem tiêu phàm câu nói kia thêm mắm thêm muối mà chuyển cáo cho trường chữ chân nhân. Xa xôi trong miệng không nói cái gì, nhìn về phía thê tử trong ánh mắt, lại có phần có chút không vui. Nữ nhân luôn phân không rõ nặng nhẹ. Đều đến nước này rồi, còn không thay nhà mình nhi tử sốt ruột, ngược lại tại chú ý cung thanh dương cùng ân oán, lo lắng trường chữ chân nhân sẽ hay không tại hạ một lần y thánh trên đại hội đụng phải tân sinh cường đại đối thủ. Chẳng lẽ nàng thật sự không biết, trường chữ chân nhân đạt được y thánh danh hiệu, tuy đối với cung thanh dương ảnh hưởng trọng đại, nhưng đối với liêu gia thực tế lại không có gì ảnh hưởng sao. Nói cho cùng, Cung Thanh Dương là Cung Thanh Dương, Liêu gia là Liêu gia. Hai người quyết không thể nói nhập làm một. Cái này đồng lứa, bởi vì làm huynh muội nguyên nhân, Cung Thanh Dương cùng Liêu gia đi được rất gần, quan hệ mật thiết. Đến tiếp theo bối, loại tình hình này nhất định sẽ có chỗ thay đổi. Cần gấp nhất chính là, bọn hắn đời sau, hiện tại gặp phải lấy tai họa ngập đầu. Trường chữ sư huynh, cái kia Tiêu phàm lời nói, Huyền tử có lo lắng tính mạng xa xôi một câu nói còn chưa dứt lời, đầy đặn thiếu phụ liền khinh thường nói, hắn nói hưu nói vượn đích, thừa nhi tuy có bệnh, một thân tu vi không kém, nơi nào sẽ có cái gì lo lắng tính mạng. Xa xôi khẽ nói, ngươi không phải lang chung, ngươi như thế nào hiểu được, cái kia hậu sinh tuy tuổi trẻ, dầu gì cũng là trăm hùng đường thủ tịch, hồng thiên cùng đinh sán, cũng không phải hồ đồ chứng. Tiêu phàm nếu là không có vài phần bản lĩnh thật sự, bọn hắn có thể làm cho hắn leo lên cao như vậy vị. Vì... Đầy đặn thiếu phụ cười lạnh nói, cho dù hắn có vài phần bổn sự, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn trường chữ sư huynh. Xa xôi không rảnh cùng thê tử đưa khí, chuyển hướng trường chữ chân nhân, trầm giọng hỏi, trường chữ sư huynh, thỉnh cầu ngươi thực nói bẩm báo, huyền tử bệnh tình. Rốt cuộc như thế nào? Trường chữ chân nhân sụ mặt, không lên tiếng, hơi khoảnh. Mới lên tiếng, cái kia hậu sinh nói không sai, lệnh lan trong cơ thể dương khí thái thịnh, sớm đã suy giảm tới đến tạng phủ cùng kinh mạch, ta đã từng khuyên bảo qua các ngươi, hắn mặc dù là hỏa thuộc tính dị linh thể, nhưng tựa hồ cùng bình thường dị linh thể có chỗ bất đồng, kỳ thật cũng không thích hợp tu luyện các ngươi liêu ra ra truyền tuyệt học. Các ngươi luôn không chịu tin, nhất định phải hắn tu luyện, xích diếm quyết, còn không ngừng cho hắn ăn sáu dương đan lớn như vậy bổ đan dược. Hôm nay trong cơ thể hỏa độc trầm tích quá nặng, nếu không trị liệu, quả thật có lo lắng tính mạng liễu tương đương. A à lúc này, nhưng lại đầy đặn thiếu phụ lên tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Trường chữ sư huynh, người nói cái gì? Thừa nhi sẽ chết. Trường chữ chân nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngọc sư muội ta chỉ nói lệnh lang có lo lắng tính mạng, cũng không có nói hắn sẽ chết. Điều này chẳng lẽ có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có, chỉ cần tại trong vòng 10 ngày bắt tay vào làm trị liệu, lệnh lang tánh mạng vẫn là có thể bảo trụ đích. Trường chữ chân nhân chấn định nói, Sa xôi bề bổn tức nói ra vậy thì mời trường chữ sư huynh tranh thủ thời gian ra tay đi chậm sợ sinh biến trường chữ chân nhân như trước vững vàng ngồi ở chỗ kia bình tĩnh nói liêu đạo hiếu ta trước kia nói ngươi không nghe hiện tại nếu muốn triệt để chữa cho tốt lệnh lang bệnh chỉ có một con đường có thể đi đường gì tán công cái gì lời vừa nói ra xa xôi hai phần tử đô ngây dại miệng há lớn sau nửa ngày trở lại thẫn thờ trố mắt thật lâu đầy đặn thiếu phụ mới ăn ăn nói tán công trường chữ sư huynh cái này này làm sao có thể thừa nhi tu luyện tới hôm nay cảnh giới nhưng thật sự không dễ dàng nếu tán công lặp lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian trường chữ chân nhân lạnh lùng nói ra ta nói rất đúng tán công bảo vệ tánh mạng cũng không có nói cho ngươi biết có thể lặp lại a à hát lần này xa xôi đôi thật sự sợ ngây người mặt như màu đất ta đã sớm nói, liêu thừa tạng phủ cùng kinh mạch, đều bị hỏa linh lực tổn thương, dây dưa tận xương. Nếu muốn bảo vệ tánh mạng, phải triệt để tán công, sau đó thuốc và kim châm cứu chi lực mới có thể năng lực tốc hành tạng phủ, chính thức chữa cho tốt căn bệnh của hắn. Bất quá từ nay về sau, hắn tốt nhất là không cần phải tu luyện nữa, xích diếm quyết, liếu tương đương. Nếu không, chỉ biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trường chữ chân nhân xem của bọn hắn vợ chồng, bình thản nói, trong giọng nói, không có chút nào gợn sóng. Không, trường chữ chân nhân vừa dứt lời, ngọc sư muội liền hét dầm lên, tung người mà dậy, tại trong mật thất qua lại chuyển động, mặt mũi tràn đầy hồn hền thần sắc. Xa xôi mặc dù không có tượng thê tử như vậy kích động, nhưng lại sắc mặt tái nhợt. Trường chữ chân nhân nhìn như bình tĩnh một phen, trên thực tế triệt để đánh nát bọn hắn hy vọng. Phải biết rằng lúc trước, liêu thừa đúng vậy được vinh dự liêu ra mấy trăm năm khó gặp tu luyện thiên tài, xa xôi hy vọng nhi tử có thể đem chính mình cùng với toàn cả gia tộc vinh quang phát dương quang đại ai ngờ hiện tại trường chữ chân nhân lại nói cho bọn hắn biết từ nay về sau liều thừa đem biến thành một tên phế nhân nếu không tự sẽ biến thành một người chết trường chữ sư huynh người theo ta hay nói dẫn đích có phải là người nhất định còn có rất tốt phương pháp xử lý có phải là rất nhanh ngọc sư muội lại xoay người lại Phúc cũng giống như đi tới trường chữ chân nhân bên người, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua hắn, ăn ăn nói, lộ vẻ lo được lo mất thần sắc. Trường chữ chân nhân biểu lộ như trước rất bình tĩnh. Bình tĩnh đắc đáng sợ. Trường chữ sư huynh, chẳng lẽ thật sự tự không có biện pháp sao? Người cũng biết, ta vợ chồng tự một chút như vậy cốt nhục. Xa xôi cắn răng, theo trong miệng từng chữ từng chữ tóe đi ra. Trường chữ chân nhân không lên tiếng, tựa hồ một chữ đều lười nhiều lắm nói. Sa xôi quai hàm cổ lại cổ, đột nhiên đứng dậy, trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Người đi nơi nào? Đầy đặn thiếu phụ hướng về phía hắn gọi nói. Đi tìm tiêu tiên sinh. Xa xôi sao nói, cũng không quay đầu lại. Chút bất chi bất giác, tiêu đạo hữu biến thành tiêu tiên sinh. Tự nhiên, cũng không bài trừ xa xôi là cố ý gọi cho trường chữ chân nhân nghe đích. Ngọc sư muội không khỏi sướng sờ, lập tức một dậm chân, cũng đi theo, rõ ràng không nữa cho trường chữ chân nhân chào hỏi đôi một trước một sau cứ như vậy đi ra ngoài trường chữ chân nhân nhìn qua hai hắn bóng lưng bình thản nói liêu đạo hiếu ngọc sư muội không quản các ngươi đi tìm ai nhớ kỹ các ngươi chỉ có bảy ngày thời gian xa xôi thân thể rõ ràng chấn động một cái bất quá tiểu sau nửa canh giờ xa xôi vợ chồng tựu lần nữa ra hiện tại trăm hùng đường cái kia khung tinh xảo xa hoa thú xe vừa mới tại trăm hùng đường trước dừng lại Tiêu trương liền đi nhanh nghênh tiến lên đây, cúi người hành lễ, rất khách khí nói, lưu tiền bối, lưu phu nhân, lại gặp mặt. Xa xôi vợ chồng đều đều cả kinh, không hề nghi ngờ, tiêu trương là cố ý ở chỗ này chờ bọn hắn đích. Nếu không, dùng tiêu trương thân phận địa vị, sao có thể có thể đứng tại trăm hùng đường môn khẩu làm tiếp đãi nhân viên. Tiêu đạo hiếu, người đang ở đây chờ chúng ta. Đầy đặn thiếu phụ thốt ra, hỏi. Đúng vậy, tiêu trưởng lão vừa rồi phân phó nói hai vị tiền bối lập tức tới ngay, để cho ta ở chỗ này chờ đón nhị vị. Tiêu trương kính cần nói. Hai người chấn động, xa xôi nói ra tiêu trưởng lão còn hiểu đắc thuật bói toán, có thể biết trước. Tung xem như tại tu chân giới, hiểu được thuật bói toán người cũng như phượng mau lân giác, thập phần hiếm thấy. Đại đa số tu sĩ, đều là dốc lòng tu luyện, rất ít đem tinh lực tâm huyết hao phí đến y bói tinh tượng, độ sáng vị trí của các ngôi sao, như vậy tạp học phía trên ngay hiểu được trận pháp chi đạo tu sĩ cũng không nhiều thấy. Thực tế thuật bói toán, nhìn xem thiên cơ, rất dễ dàng thu nhận trời phạt, cắt giảm thọ nguyên, tức thì bị không ít tu sĩ coi là việc không dám làm. Ngược lại luyện khí luyện đan, chế phù chi thuật cùng với chăn nuôi linh thú linh trùng, luyện chế cơ quan khôi lỗi như vậy kỹ xảo, rất nhiều tu sĩ đều có chỗ đọc lướt qua. Dù sao những kỹ xảo này có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu làm cho mình nhiều một ít khắc địch chế thắng bổn sự cùng bảo vệ tánh mạng trốn chạy để khỏi chết đào mệnh thủ đoạn. Tiêu phàm tuổi còn trẻ, cũng không nhưng đã muốn tiến cấp tới Nguyên Anh Kỳ, còn tinh thông y thuật, trận pháp, thậm chí ngay thuật bói toán đều có chỗ đọc lướt qua. Thật không biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đích. Tiêu trường ha ha cười một tiếng, nói ra cái này vãn bối cũng không rõ ràng rồi, tóm lại tiêu trưởng lão chính là như vậy phân phó đích. Thỉnh hai vị tiền bối đi theo ta. Tiêu Trương cũng không đem hai người dẫn tới trước chút ít thời điểm cùng Tiêu Phàm gặp phòng khách, mà là trực tiếp đi còn phẩm các, vừa đi vừa hướng xa xôi vợ chồng giải thích nói, Tiêu trưởng lão đang xem bệnh, phân phó ta thỉnh hai vị tiền bối tại còn phẩm các ngồi tạm, hắn xem hết vị này người bệnh, lập tức tự sẽ đi qua cùng hai vị gặp. Tiêu Tiên sinh quá khách khí. Xa xôi bề bộn tức nói ra. Tiêu Trương thoảng qua sướng sờ, quay đầu nhìn hắn một cái có thể ở một vị nguyên anh tu sĩ trong miệng nghe được, tiên sinh, cái này tôn sưng, có thể thực không dễ dàng. Huống chi có lẽ hay là liêu gia gia chủ, cùng thanh dương trưởng giáo chân nhân ruột thịt muội phu. Tiêu trường hạng thông minh, lập tức liền muốn đến, nhất định là liêu gia thiếu chủ bệnh tình cực không lạc quan, thậm chí ngay trường chữ chân nhân đều thúc thủ vô sách. Nếu không nghe lời, xa xôi vợ chồng tuyệt đối sẽ không lần nữa chạy đến trăm hùng đường đến. Rất nhanh, tiêu trương tự dẫn dắt lấy xa xôi vợ chồng tại còn phẩm các ngồi xuống, đều có nữ đệ tử dâng linh trà hoa quả tươi, ân cần chiêu đãi. Xa xôi vợ chồng giờ phút này nói đó có tâm sự uống trà. Chỉ có điều muốn tại tiêu trương trước mặt bảo trì tất yếu phong độ, lại không thể không cố tự chấn định, trong ánh mắt lo nghĩ, cuối cùng khó có thể tận giấu. May mà cũng không lâu lắm, tiêu phàm liền tại một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng đi hạ, đã đi tới. Tiêu tiên sinh, vốn là đứng ngồi không yên xa xôi lập tức một nhảy dựng lên, ôm quyền kêu lên, cực kỳ kính cẩn khách khí. Đem đi theo tại tiêu phàm sau lưng cái vị kia kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng lại càng hoảng sợ. chương 1015, dị linh căn kỳ lạ. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra, liêu đạo hiếu, liêu phu nhân, hai vị tới rất nhanh a hát. Đầy đặn thiếu phụ nhịn không được hỏi, tiêu đạo hiếu, người biết chúng ta sẽ đến. Người có thể biết trước, Tiêu phàm mỉm cười, nói ra, biết trước là không được, nhưng ở hạ hiểu sơ xem bói chi đạo, hai vị đạo hữu đi mà quay lại, đảo cũng không phải là cái gì rất khó khăn tính toán đến sự tình. Đoàn người không khỏi hoảng sợ. Xem bói tinh tượng độ sáng vị trí của các ngôi sao chi học, nghe nói tại Nam Châu Đại Lục Trung ương phồn hoa nhất khu vực, có không ít đắc đạo cao nhân đều tinh thông lần này thuật. Trong truyền thuyết, một ít danh chấn thiên hạ chính đạo hàng loạt, đều có tinh thông xem bói thuật tông sư cấp nhân vật dựa vào những này xem bói đại sư, tiên tri, bổn sự, đang cùng tà đạo tranh giành trong chiến đấu, nhiều lần chiếm cứ thượng phong. Nhưng ở Hoác Sơn bực này tích nơi Tây Nam tiểu quốc gia, hiểu được xem bói tinh tượng độ sáng vị trí của các ngôi sao chi học người tự ít càng thêm ít liếu tương đương. Đến một lần có rất ít người nguyện ý đem thời gian hoa tại đây chút ít tạp học thượng cấp, thứ hai tung tính toán có người nguyện học, cũng rất khó tìm đến danh sư. Không ngờ tiêu phàm thậm chí ngay cả xem bói chi đạo cũng như thế tinh thông. Vị này tuổi trẻ tiêu trưởng lão, thật đúng là cái mê nhân vật tầm thường. Tiêu Phàm lập tức hỏi, hai vị đạo hiếu, về lệnh công tử bệnh tình, trường chữ chân nhân là như thế nào phán đoán suy luận hay sao? Sa Xôi vợ chồng sắc mặt, thoáng cái tự trở nên thập phần âm trầm. Tiêu Phàm nhàn nhạt mà xem của bọn hắn, cũng không thúc giục. Khơi khoảnh, Sa Xôi thở dài, nói ra, trường chữ chân nhân muốn khuyên tử tại trong 7 ngày tán công bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa không thể lại bước trên tu luyện chi đạo. A -hat. tiêu trường cùng đi theo tiêu phàm vào cửa cái vị kia còn phẩm các hà trưởng quỹ đều lắp bắp kinh hãi, lẫn nhau liếc nhau một cái. Thân là trăm hùng đường đại lang ở bên trong, bọn hắn cũng coi như đắc kiến thức rộng rãi, tán công bảo vệ tánh mạng loại này trị liệu phương thức, cứ việc không thấy nhiều cũng đã được nghe nói đích. Nhưng liêu gia thiếu chủ chính là hiếm thấy dị linh thể. Nhiều năm qua một mực bị người ca tụng, ký thác kỳ vọng tu luyện thiên tài, lúc này bỗng nhiên muốn tán công bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa từ nay về sau trở thành phế nhân, làm cho người ta trùng kích không khỏi quá lớn chút ít. Tiêu phàm lại sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra trường chữ chân nhân cái này chẩn đoán bệnh là bảo đảm nhất cách làm. Chỉ cần tán công, hơn nữa thuốc và kim châm cứu chi lực, lệnh công tử xác thực có thể hoàn toàn khỏi hẳn, đắc hưởng tuổi thọ. Tiêu tiên sinh, xa xôi kêu lên, sắc mặt như màu đất đầy đặn thiếu phụ sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra, liều đạo hiếu, lệnh công tử y án. Mang tới chưa, còn có sáu dương đan đan phương, ta đều cần hảo hảo nghiên cứu xuống. Vốn là tiêu phàm còn muốn cầu xem xét, xích diễm quyết, tu luyện công pháp, dưới mắt lại là không có đề cập việc này. Đầy đặn thiếu phụ nói ra, tiêu đạo hiếu, người lúc đó chẳng phải nhận đồng trường chữ sư huynh trần đoán bệnh sao. Ngô ý nói đúng là, đã con của ta chỉ có thể tán công bảo vệ tánh mạng, vậy ngươi còn muốn nhìn hắn y án cùng sáu dương đan đan phương làm cái gì? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tiêu phàm liếc nàng một cái, nhàn nhạt, nhạt nói ra, liêu phu nhân nếu là không tin được tiêu mỗ, tiêu mỗ tự không biết cưỡng cầu. Xa xôi lập tức ống tay áo run lên, hai mảnh thẻ che bay ra, hai tay bưng lấy. Đưa cho tiêu phàm, bồi cười nói tiêu tiên sinh, nội tử lo lắng tiểu nhi bệnh tình. Thật thất lễ chỗ, thỉnh tiêu tiên sinh nhiều hơn thông cảm. Đây là khuyển tử y án cùng sáu dương đan đan phương cùng với luyện chế phương pháp, thỉnh tiêu tiên sinh xem qua. Ừm, tiêu phàm nửa câu khách khí lời nói đều không có, hơi gật đầu, liền nhận lấy hai mảnh thẻ tre. Trong lúc này, đầy đặn thiếu phụ tử cũng sẽ không nói cái gì nữa, cùng trượng phu cùng một chỗ, rất chuyên chú mà nhìn qua tiêu phàm. Tiêu phàm đem hai mảnh thẻ tre cầm trong tay, thần niệm chi lực quét đi vào. Chậm rãi tra thoạt nhìn. Thấy tiêu phàm cũng không cần đem thẻ che dán tại trên chán đến biện đọc, mà là thần niệm biến hóa. Trực tiếp nhìn quét thẻ che, xa xôi hòa phong thiếu phụ lướt nhau một cái. Âm thầm kinh hãi, dùng hai hắn thần niệm chi lực, tương đối đơn giản nội dung, đảo cũng có thể trực tiếp biện đọc, nhưng y án phức tạp như vậy mấy cái gì đó, vậy thì tuyệt không khả năng trực tiếp biện đọc, phải dán tại trên chán, tinh tế xem xét, mới có thể năng lực thấy minh bạch. Nhưng tiêu phàm lại một bộ dù bẩn vẫn ung dung thập phần nhẹ nhàng như thường bộ dạng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia, vậy mà tại thần niệm chi lực thượng, so với chính mình vợ chồng còn muốn càng cường đại hơn. Đúng vậy hắn rõ ràng mới vừa vặn tiến giai nguyên anh kỳ không lâu. Cái này thật là làm cho người khó có thể tin. Trọn vẹn gần nửa canh giờ đi qua tiêu phàm mới rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người đồng thời thở phào một cái, vừa rồi đoạn thời gian này, bọn hắn đúng vậy ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm sở quấy nhiễu tiêu phàm. Tiêu tiên sinh, như thế nào? Xa xôi không người tử, hỏi. Tiêu phàm hai hàng lông mày cao lại, trầm ngâm nói, từ nơi này sáu dương đan đan phương hỏa y án đến xem, lệnh công tử bệnh căn, quả thực cùng đan phương cùng với dùng dược không quan hệ, trường chữ chân nhân dĩ vãng khám và chữa bệnh, phải nói thập phần đúng bệnh. Vậy tại sao? Tiêu phàm lắc đầu, nói ra, hiện tại xem ra, vấn đề thật đúng là ra tại lưu mọi nhà truyền, xích diếm quyết thượng cái kia làm sao có thể. Tiêu phàm vừa dứt lời, đầy đặn thiếu phụ liền đại giao động đầu của nó, mặt mũi tràn đầy không cho là đúng. Tiêu đạo hiếu, xích diễm quyết là liêu gia gia truyền tuyệt học, không ít liêu gia tiền bối đều từng bằng vào cái này công pháp tu luyện đến nguyên anh kỳ cảnh giới, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình hình này. Đạo hiếu cái này phán đoán suy luận, xin thứ cho ta không thể nhận đồng. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra, liêu phu nhân, tổ tiên không ai qua được bệnh, không có nghĩa là lệnh lang cũng sẽ không bị bệnh bởi vì lệnh lang linh căn phi thường kỳ lạ, ta hôm qua cho hắn xem mạch, vừa cẩn thận sờ qua hắn cốt tượng. Theo mặt ngoài xem, lệnh lang là hỏa độc công tâm, thẳng vào ngũ tạng lục phủ, kinh mạch đều đều bị hao tổn. Nhưng chính thức nguyên nhân bệnh, nhưng lại tay thái âm phế kinh cùng tay dương minh đại tràng chịu đựng tổn hại. Tay thái âm phế kinh cùng tay dương minh đại tràng kinh trải qua ngũ hành thuộc kim, ngũ hành sinh khắc, hỏa khắc kim. Vì vậy ta hoài nghi là liêu gia gia truyền tuyệt học tạo thành loại tình hình này, cho nên gieo xuống bệnh căn. Sa sô nhíu mày nói ra, đúng vậy Tiêu tiên sinh, tại hạ cũng tu luyện xích diễm quyết, vì cái gì không có bị bệnh đâu này?" Tiêu Phàm nói ra, rất đơn giản, Liêu đạo hữu cũng không phải dị linh thể. Lệnh Lang dị linh căn cố nhiên là hỏa thuộc tính, vốn là đối với hết thảy hỏa thuộc tính công pháp đều có được trời sinh lực lĩnh ngộ, tu luyện xích diễm quyết nên vậy làm chơi ăn thật. Nhưng là lệnh lang dị linh căn nhưng lại cùng tay thái âm phế kinh cùng với tay dương minh đại tràng kinh trải qua phối hợp đích. Hai người dây dưa cùng một chỗ, rất khó hoàn toàn tách ra. Lệnh lang tại tu luyện xích diếm quyết thời điểm, công lực mỗi tăng tiến một phần, đối với tay thái âm phế kinh cùng tay dương minh đại tràng kinh trải qua thương tổn tựu làm sâu sắc một phần. Chỉ cần tu luyện không ngừng, loại này thương tổn cũng sẽ không ngừng. Dần ra, hỏa độc liền xâm nhập ngũ tạng lục phủ, ngay vốn là thuộc hỏa tay thiếu âm tâm kinh đều bị tổn thương liễu tương đương. Ah, à có bực này sự tình. Như thế nào, trường chữ sư huynh chưa bao giờ đề cập qua. đây đặn thiếu phụ giật mình nói. Tiêu phàm cười cười, nói ra từng lang chung xem bệnh phương pháp đều không giống với. Đây chỉ là tiêu mỗ cách nhìn mà thôi. Hơn nữa, ta không biết trường chữ chân nhân phải chăng tu luyện qua hỏa thuộc tính thần thông. Nếu như không tinh thông hỏa thuộc tính công pháp, đối với lệnh lang cái này bệnh tình cũng là rất khó nhìn thấu đích. Nói như vậy, tiêu tiên sinh tinh thông hỏa thuộc tính công pháp. Xa xôi giật mình nói, nhịn không được cao thấp dò xét tiêu phàm, có chút không dám tin. Cần biết hắn chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đại hành gia, dựa vào gia truyền, xích diễm quyết, nhất cử đột phá đến nguyên anh kỳ. Không nói hỏa thuộc tính công pháp Kim Châu thành thứ nhất, tối thiểu nhất tu sĩ khác phải chăng tu luyện có hỏa thuộc tính thần thông, hắn vẫn có thể đủ rất dễ dàng tự cảm giác lấy được nhưng hắn chưa bao giờ tại tiêu phàm trên người cảm nhận được cho dù là nửa điểm hỏa thuộc tính linh lực chấn động người này anh hoa nội liếm thâm thúy như biển căn bản là nhìn không thấu hắn chủ tu công pháp suốt cuộc là loại nào thuộc tính nhưng mà muốn nói cũng là hỏa thuộc tính công pháp xa xôi nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng đích tiêu phàm mỉm cười nói ra tinh thông chưa nói tới hơi có đọc lướt qua mà thôi lời này chính là khiêm tốn tinh viêm quyết, truyền tự thời kỳ thượng cổ phía nam cách hỏa tinh linh, không nói là thế gian nhất đẳng hỏa thuộc tính công pháp, cũng nhất định không phải phàm vật. Hôm nay tiêu phàm tinh nhiên vài loại thần thông, ngoại trừ bổn mạng công pháp hạo nhiên chính khí bên ngoài, tinh thông nhất đúng là tinh viêm chi lực cùng lôi điện chi lực cường hãn cực kỳ luyện thể thuật. Trong đó tinh viêm chi lực là sớm nhất bước vào nguyên anh cảnh giới đích, tiêu phàm rốt cuộc đột phá nguyên anh bình cảnh về sau, đối với tinh viêm quyết lĩnh ngộ cùng vận dụng, tự nhiên lại lại nâng cao một bước. Liêu đạo hiếu, muốn toàn diện ước định lệnh lang bệnh tình, ta phải muốn xem xét, xích diễm quyết, tu luyện công pháp. Tiêu phàm lập tức nghiêm mặt nói ra. Xa xôi cùng thê tử liếc nhau, cắn răng một cái, nói ra tốt, tự y tiêu tiên sinh nói. Tướng công, đầy đạn thiếu phụ kêu lên. Xa xôi lắc đầu, ý bảo nàng không cần phải nói sau. Xích diễm quyết, là liêu mọi nhà truyền tuyệt học, cũng là liêu ra dựa vào chỗ dựa căn bản, từ trước đến nay chính là liêu gia cao nhất cơ mật, truyền thức không truyền nữ đích, chớ đừng nói chi là đem công pháp bí quyết giao cho một ngoại nhân. Cũng không phải lo lắng tiêu phàm, học trộm tiêu phàm có thể tiến giai nguyên anh, chứng minh kỳ chủ xây công pháp cũng phi thường xuất sắc, khẳng định không tại, xích diếm quyết, phía dưới. Bình thường đến nguyên anh cảnh giới, không đại khả có thể đem trước kia chủ tu công pháp vứt bỏ, một lần nữa đi tu luyện mặt khác công pháp. Chính thức làm lòng người chung bất an chính là, một khi ngoại nhân nắm giữ, xích diễm quyết, bí mật, rất dễ dàng tự có thể tìm tới công pháp này nhược điểm, tu luyện ra chuyên môn khắc chế, xích diễm quyết, công pháp đến. Đến lúc đó, cả liêu gia đệ tử đều muốn bị người uy hát yêu ta ép. Chỉ là dưới mắt đang mang chỉ có một sống chết của con trai, những này đều đành phải vậy. Cuống hồ, tiêu phàm nhìn về phía trên cũng không giống là cái loại này tiểu nhân hèn hạ, có nên không đối với bọn họ liêu gia bất lợi a à kim châu thành thái bình đã lâu tất cả thế lực lớn trong lúc đó sớm đã lấy được cân đối rất ít phát sinh qua đại quy mô xung đột cùng cung thanh dương thuộc về xem như minh hiếu không biết vô duyên vô cớ châm đối với bọn họ liêu ra ra tay đích nếu không cái đó sợ chính là vì cho nhi tử bảo vệ tánh mạng xa xôi cũng sẽ không như thế sảng khoái lúc này lại bất chấp gì khác thủ đoạn một phen lại một quả trúc giản ra hiện trong tay này cái trúc giản thành màu vàng kim nhạt đúng vậy 5.000 mỗi năm phần đã ngoài ngọc núi trúc, chỉ là nhìn về phía trên màu vàng hơi có chút ảm đạm, có thể thấy được này cái thẻ che truyền lưu thời gian lâu. Tiêu tiên sinh, đây chính là chúng ta lưu mọi nhà truyền, xích diễm quyết, công pháp, thỉnh tiêu tiên sinh xem qua. Xa xôi không trần chờ nữa do dự, hai tay đem thẻ che dâng. Tiêu phàm cũng không khách khí, tiện tay liền tiếp tới, cha thoạt nhìn. Audio điện tử võ tấn bền chương 1016, tấn công chi đạo. Vượt quá xa xôi ngoài ý muốn, lúc này đây, tiêu phàm cũng không tìm đọc quá lâu, ngắn ngủn một thời gian uống cạn chung trà đi qua liền là đem thẻ che trả lại cho xa xôi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thật bá đạo công pháp. Liêu ra cái này, xích diễm quyết chẳng những lúc đối địch, cực kỳ phách đạo, chính là tại lúc tu luyện, cũng một mặt chú ý dũng mãnh tinh tiến, rất ít văn võ điều hòa chi đạo xa xôi trên mặt liền hiện lên một tia đắc ý vẻ. Liêu gia hỏa thuộc tính công pháp vốn là uy danh truyền xa. Xem ra, quý môn cái này, xích diễm quyết, xác thực là trùng trồng hỏa chi bởi vì liễu tương đương. Công pháp này phách đạo là phách đạo, thiếu khuyết văn võ tương tế chi đạo. Lệnh lang tu luyện công pháp này, một mặt tham công liều lính, gia tăng lượng nuốt sáu dương đan, không biết tính dưỡng điều tức, thế cho nên hỏa độc công tâm. Tiêu phàm chậm rãi nói ra. Sa Xôi lập tức đưa ra nghi vấn, đúng vậy, vì cái gì chúng ta liêu ra mặt khác đệ tử, tu luyện cái này xích diễm quyết cũng không có gì không ổn đâu này. Tiêu Phàm nói ra, thể chất bất đồng, tiến độ cũng không giống với. Ta đã nói qua, dị linh thể dù sao không phải tinh khiết linh thể, huống chi lệnh lang dị linh thể lại phi thường đặc biệt, Hỏa linh căn cùng tay thái âm phế kinh cùng với tay Dương Minh đại tràng kinh trải qua, dây dưa cùng một chỗ. Vốn là nếu như tiến độ chậm dần một ít, chẳng phải tham công liều lĩnh đem trụ cột đầm, cũng sẽ không dẫn phát hỏa độc công tâm. Vài cái ở phía trong đều tụ cùng một chỗ liếu tương đương. Cái kia, tiêu tiên sinh, nhưng có biện pháp cứu tiểu nhi một cứu. Tán công bảo vệ tánh mạng, cũng không quá đáng là uống rượu độc giải khát mà thôi a à hát. Xa xôi cấp cấp nói ra, mặt mũi tràn đầy cầu chịu vẻ. Người tu chân, thọ nguyên vốn là tại phía xa phổ người bình thường phía trên, liêu thừa trước mắt đã là kim đan trung kỳ tu vi, Tuy nhiên tiến cảnh tại phía xa bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ phía trên, so đại bộ phận kim đan tu sĩ đều muốn tuổi trẻ, định đứng lên cũng đã là thất tuần chi năm, một khi tán công, liền cùng phổ người bình thường không giống. Lập tức tự sẽ biến thành một gã gần đất xa trời lão nhân, tung tính toán cho hắn ăn nhiều hơn nữa linh đan rượu dược, cũng sống không được vài năm. Mà xa xôi vợ chồng đều đều đặt chân nguyên anh kỳ. Thọ nguyên còn dài mà, chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn xem con trai độc nhất tử tại trước mặt của mình. Tiêu tiên sinh, tại hạ nghe nói, tiêu tiên sinh một mực tìm kiếm vô cấu tịnh thổ cùng mà nguyên trọng thạch. Mắt thấy tiêu phàm trầm ngâm không nói, xa xôi lại vội vàng nói. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, thật có việc này. Đem đại lượng yêu thú yêu cầm máu huyết tài liệu dung nhập đến biển chim cú vọ hài cốt bên trong hậu, huyết ma ngẫu rõ ràng nhanh hơn mình chữa chỉ tiến độ, khôi phục đến nguyên anh kỳ cảnh giới bất quá là cái vấn đề thời gian, lương sắt con bọ ngựa cũng tiến dai thành công, hôm nay chỉ còn lại có thổ ma ngấu còn dừng lại tại kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Tiêu phàm giao cho chấp sự đệ tử đi bắt được tài liệu bên trong, thì có đất nguyên tinh. Vô cấu tịnh thổ cùng mà nguyên trọng thạch đợi cực phẩm thổ thuộc tính tài liệu. Đất nguyên tinh loại vật này là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đích, tiêu phàm cũng không có hy vọng xa vời có thể lần nữa đến. Chỉ cần lại thu thập đến một ít vô cấu tịnh thổ cùng mà nguyên trọng thạch, tự cũng đủ thổ ma ngẫu thăng cấp liếu tương đương. Tại hạ nhiều năm trước đã từng tìm được qua một mảnh đất nguyên trọng thạch, còn có một khối nhỏ vô cấu tịnh thổ, bởi vì đối với tại hạ tu luyện công pháp không có trợ giúp gì, cho nên một mực lưu trong tay. Lại không biết cái này hai dạng đồ vật, tiêu tiên sinh phải chăng cần dùng đến. Nói xong, thủ đoạn một phen, một cái màu vàng đất chữ vật vòng tay liền ra hiện trong tay. Hai tay đưa cho tiêu phàm. Nhìn hắn trên mờ u bàn tay gân xanh nổi lên, cố hết sức bộ dạng, có thể thấy được cái này chữ vật vòng tay ở phía trong mấy cái gì đó. Sức nặng thật sự không nhẹ. Tiêu phàm cũng không có thân thủ đi đón, chỉ là dùng thần niệm chi lực quét qua, liền là thăm hỏi đến chữ vật vòng tay trong mấy cái gì đó, xác thực là một khối lớn mà nguyên trọng thạch cùng một ít đoàn vô cấu tịnh thổ. Mảnh đất kia nguyên trọng thạch to lớn, vượt ra khỏi tiêu phàm ngoài ý liệu. Thậm chí so với hắn tại thế giới dưới lòng đất hóa yêu đáy hồ trong tấm bia đá dẫn ra luyện ra mà nguyên trọng thạch còn nhiều hơn lớn như vậy khối mà nguyên trọng thạch, cực kỳ hiếm thấy. Nếu như tại giao dịch hội thượng bán đấu giá, giá trị ít nhất tại trăm vạn linh thạch đã ngoài, tăng thêm cái kia một ít khối vô cấu tịnh thổ, tin tưởng hội có vô số tu luyện thổ thuộc tính thần thông tu sĩ vì chi tranh giành phá đầu. Hai thứ này cực phẩm thổ thuộc tính tài liệu gia tăng cùng một chỗ. Dù thế nào tính ra, cũng vượt qua 150 vạn linh thạch. Tăng thêm tiêu phàm đỉnh đầu đã có cái kia chút ít cực phẩm thổ thuộc tính tài liệu hơn nữa uy linh lão ma hai hồn năm phách, tiêu phàm cơ hồ có 100% nắm chắc. Lại để cho thổ ma ngẫu bước vào nguyên anh kỳ. Một cụ nguyên anh kỳ thổ ma ngẫu, đây tuyệt đối là vật báu vô giá. Xa xôi ý tứ lại hiểu không qua, chỉ cần tiêu phàm có thể chữa cho tốt con của hắn bệnh, cái này vô cấu tịnh thổ cùng mà nguyên trọng thạch chính là tiêu phàm tiền thù lao liễu tương đương. Quả nhiên không hổ là kim châu thành đệ nhất thế gia, thật sao tài đại khí thô tiền nhiều như nước bất quá so sánh với con trai độc nhất một cái mạng, vật ngoài thân nhiều hơn nữa, lại được coi là cái gì? Coi như là táng ra bại sản, cũng sẽ không tiếc. Tiêu phàm chỉ là thần niệm tìm tòi hãy thu trở về, chậm rãi nói ra, hiện tại lệnh lang còn tại mang bệnh, cái này tiền thù lao tiêu mỗ tạm thời không dám thu, liều đạo hữu trước thu lại a. À. Lệnh lang cái này bệnh, tán công là nhất định phải tán đích, không tiêu tan công, thuốc và kim châm cứu chi lực khó có thể tốc hành ngũ tạng lục phủ cùng các nơi gân mạch, thủy chung khó có thể tuyệt tự. Mấu chốt ở chỗ, tán công về sau, hay không còn có thể trùng tu. Đúng vậy, đúng vậy, nếu như tán công về sau còn có thể trùng tu, vậy thì thật tốt quá. Xa xôi lập tức đại hỉ, tiện tay đem chữ vật vòng tay đặt ở trên bàn trà, lập tức đem bàn trà ép tới cả cạc rung động, xa xôi làm không biết, đem cái kia chữ vật vòng tay hướng tiêu phàm trong tay đẩy một chút, cấp cấp nói ra. Vừa bắt đầu, xa xôi tự nhiên là hy vọng có thể cứ như vậy đem nhi tử trị hết bệnh. Ai ngờ hai vị thủ tịch Đại lang chung đều không hẹn mà cùng mà nói cho hắn biết, phải tán công bảo vệ tánh mạng, tựa như một chậu nước đá vào đầu rồi đem xuống, từ đầu mát đến chân. Hiện nay, lập tức chữa cho tốt đẹp như vậy mộng, hắn là không dám làm rồi, chỉ cần tán công về sau còn có thể trùng tu, chính là thiên đại tin mừng. Tuy nhiên lúc trước chỉ hoãn mấy chục năm nóng lạnh chi công phi thường đáng tiếc, tổng sống khá giả tán công về sau, sống không được vài năm sẽ chết. Tiêu phàm trầm ngâm, nói ra, nếu thật là bắt đầu lại từ đầu lời mà nói, không khỏi thật là đáng tiếc, mấy chục năm khổ công, đương làm thật không dễ dàng. Xa xôi lập tức mãnh liệt đình chỉ khí, hai mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Nghe tiêu phàm cái này ngụ ý, rõ ràng tán công về sau, còn không bắt đầu lại từ đầu, có thể giữ lại nhất định tu vi cảnh giới. Cái này, điều này sao có thể? thời gian chẳng lẽ thật sự còn có thần kỳ như thế y thuật. Tiêu trương cùng hà trưởng quý cũng hai mặt nhìn nhau, đều đều từ đối phương trong mắt đọc được không tin ánh mắt. Hai người bọn họ vị, cũng là lâu phụ nổi danh đại lang ở bên trong, kinh nghiệm rất phong phú, tán công về sau trùng tu, chuyện như vậy nghe nói qua, thậm chí thấy tận mắt thức qua. Nhưng tán công về sau, còn có thể bảo trì nhất định tu vi cảnh giới, nhưng lại thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn mới nghe lần đầu có thể giữ lại nhất định tu vi cảnh giới, vậy thì không gọi tán công. Tiêu, tiêu ý của tiên sinh nói là, khuyển tử không cần tán công, có thể trị liệu. Khơi khoảnh, đầy đặn thiếu phụ mới ăn ăn mà hỏi thăm, trong giọng nói tràn ngập nghi kỵ cũng tại chút bất chi bất giác sửa lại đối với tiêu phàm xưng hô. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra tán công là nhất định phải tán đích, hơn nữa muốn tán đắc thập phần triệt đề. Bằng không thì, thuốc và kim châm cứu chi lực khó có thể tốc hành tạng phủ kinh mạch, trên nửa đường đã bị chặn đường liễu tương đương. Cái kia, đầy đặn thiếu phụ không khỏi giật mình, mở to hai mắt nhìn, bất minh sở dĩ. Tán công là tán công, nhưng mà không nhất định phải bạch chỉ lãng phí rơi. Lệnh lang tán công thời điểm, nếu như có thể nghĩ biện pháp đưa hắn tản mất hỏa hệ linh lực đều chứa đựng bắt đầu đứng dậy, đợi dùng qua dược về sau, nặng hơn nữa mới cho hắn thua trở về. Tuy nhiên không có thể bảo chứng hắn còn có thể bảo toàn kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng có thể nghĩ cách bảo trụ hắn kim đan, không đến mức ngã xuống một cái đại cảnh giới. Kể từ đó, đến thật lãng phí một hai chục năm công lực, thọ nguyên cũng không trở thành tổn hao nhiều. Tiêu phàm nghiêm mặt nói ra, cùng là người tu chân, cùng giai tu sĩ ở giữa thọ nguyên tranh lệch, cũng là rất lớn. Ví dụ như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trên lý luận có ngàn năm thọ nguyên. Nhưng đa số đại tu sĩ sống không đến cái này số tuổi thọ, thường thường bởi vì nhiều năm tranh đấu lưu lại nhiều loại nội thương, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thọ nguyên. Nếu như không thể kịp thời tiến dài đến mộ linh kỳ, rất nhiều đại tu sĩ đều ở sau trăm tuổi lúc liền tỏa hóa mất. Bất quá cũng có số ít nghịch thiên gia hỏa, có thể sống đến một thiên tuế về sau, thậm chí sống đến một ngàn một hai tuổi cũng có khối người. Cái đó và đều tự gặp gỡ, tu luyện công pháp đều có liên quan rất lớn. Đang ngồi mọi người cũng đã bị tiêu phàm nói lời nói này sợ ngây người, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau, không phải nói cái gì mới tốt. Tiêu tiên sinh, thực sự thần kỳ như thế chữa bệnh phương pháp sao? Hơi khoảnh, xa xôi mới nuốt nước, nước miếng một cái, trần chờ lấy hỏi. Có thể chứa đựng linh lực pháp bảo pháp khí, hắn thấy nhiều hơn, cơ hồ đại đa số pháp bảo pháp khí bùa đều có như vậy công năng, nhưng chứa đựng tại pháp bảo pháp khí bùa bên trong linh lực, chỉ có thể phóng thích tấn công địch, hoặc là tự bảo vệ mình về phần thua trở lại tu sĩ trong cơ thể đi, cái kia tuyệt không khả năng. Ít nhất xa xôi cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có loại phương pháp này. Thân là nguyên anh tu sĩ, liêu mọi nhà chủ, xa xôi thật sự không cảm giác mình thập phần cô lậu quả văn. Chỉ có thể nói, tiêu phàm giảng những này, thực sự quá không thể tưởng tượng. Liêu đạo hiếu, biện pháp tóm lại là người nghĩ ra được. Hơn nữa, vì lệnh lang chứa bệnh phương pháp này, cũng chỉ là đạo lý thượng có thể thực hiện, thật muốn làm được, có lẽ hay là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nhưng bất kể như thế nào, luôn muốn thử thượng thử một lần đích. Xa xôi kìm lòng không được gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế. Vì mình cái này con trai độc nhất, dù cho hy vọng lại xa vời, cũng nhất định phải thử xem, đây là nhất định không thể nghi ngờ đích. Đã như vậy, tiêu mỗ có một yêu cầu quá đáng. Tiêu tiên sinh thỉnh giảng. Tiêu phàm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng ngời mà nhìn qua xa xôi, trầm giọng nói ra liều đạo hiếu tiêu mỗ muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một tí tinh viêm chi lực a à hát những người khác không khỏi đều ngây ngẩn cả người sau nửa ngày trở lại thẫn thờ cái này không nói lấy trị bệnh cứu người sao như thế nào trong nháy mắt tự biến thành diễn võ luận bàn rồi cho dù tiêu phàm thật muốn suy nghĩ thoáng một tí xa xôi vị này kim châu thành đệ nhất thế ra ra chủ cân lượng cũng không nên tuyển vào lúc đó a à hát tiêu tiên sinh đây là xa xôi đi theo đứng dậy mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu thần sắc nên vì lệnh lang bảo trụ một thân tu vi ít nhất cần sáu gã tinh thông hỏa thuộc tính công pháp nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay mới được hơn nữa đối với cái này sáu gã nguyên anh tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có rất nghiêm khắc yêu cầu tại hạt tự đề cử mình có thể tính toán là một vị liêu đạo hữu theo lý nên vậy cũng hợp yêu cầu nhưng vì bảo đảm người bệnh an toàn tiêu mẫu còn muốn thân nhiệm chứng xuống tiêu phàm bất tử bất tật nói. chương 1017, huy sái tự nhiên. Cái này lời nói được rất cố chấp. Sa xôi tu vi, tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong tuy không coi là V. Y ngắn, P nhất đính tiêm hảo thủ, nhưng liêu ra, xích diễm quyết, lại là nổi danh hỏa thuộc tính thần thông. Tiêu phàm một cái vừa mới đặt chân nguyên anh cảnh giới không bao lâu hậu sinh, vậy mà trực tiếp nói muốn, suy nghĩ, Lưu mọi nhà chủ cân lượng mặc dù là vì cho xa xôi con trai độc nhất chữa bệnh, cũng không tránh khỏi vô cùng nắm đại. Trong lúc này, xa xôi tự nhiên không dám đi so đo tiêu phàm thái độ, chỉ là hỏi tiêu ý của tiên sinh là phải có 6 gã nguyên anh đồng đạo đồng loạt ra tay mới có thể năng lực bảo trụ quyền tử tánh mạng. Không phải bảo vệ tánh mạng, là bảo vệ tu vi của hắn. Gần kề bảo vệ tánh mạng lời mà nói, tiêu mỗ một người là đủ, làm gì lao động rất nhiều đạo hữu đại giá. Tiêu mỗ mới vừa nói qua, muốn đem lệnh lang tán đi hỏa thuộc tính linh lực, tạm thời bảo tồn bắt đầu đứng dậy, đợi dùng qua dược về sau, đem căn bệnh của hắn đứt rời, lại đem linh lực trở lại thua bởi hắn. Bình thường pháp bảo pháp khí là quả quyết làm không được đích. Nhưng nếu là có 6 vị tu luyện qua hỏa thuộc tính công pháp Nguyên Anh kỳ đồng đạo đồng loạt ra tay, mỗi người chia sẻ một bộ phận, lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Lệnh lang tán đi những này hỏa thuộc tính linh lực, tại chúng ta Nguyên Anh đồng đạo trong cơ thể chuyển thượng một vòng, còn có thể vì hắn tinh luyện thoáng một tí diệt trừ một ít tạp chất tiêu phàm thật cũng không giả thần giả quỷ trực tiếp đem chính mình trị liệu phương án nói thẳng ra hay a à hát thật sự là hay lắm rồi hay lắm liễu tương đương xa xôi dù sao không phải kẻ ngu dốt tiêu phàm đã đem lời nói được như thế minh bạch hắn tự nhiên thoáng cái đã nghĩ thông suốt hắn bên trong quan khiếu không khỏi vui mừng quá đỗi không ngớt lời xưng hay tiêu trương cùng hà trưởng quỹ lại càng nhìn nhau hoảng sợ loại này không thể tưởng tượng trị liệu biện pháp cũng mất đi tiêu phàm mới có thể năng lực nghĩ ra tiêu trưởng lão loại này trị liệu phương án các phái y kinh chưa bao giờ ghi lại qua chúng ta lại càng văn sở vị văn mới nghe lần đầu quả nhiên là hiểu ra mặt béo tròn giống như ông nhà giàu hà trưởng quý nhịn không được ôm quyền nói ra mặt mũi tràn đầy vui mừng khen thán chi ý không nói đến tiêu phàm cái này phương án cuối cùng nhất là hay không có thể đi đắc thông ít nhất là một loại hoàn toàn mới liệu pháp. Đối với Hà Trưởng Quỹ mà nói, có rất lớn gợi ý tác dụng. Vị này Hà Trưởng Quỹ, cũng là trăm hùng đường nổi danh Đại lang ở bên trong, tiêu phàm lần đầu tiên dùng chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ thân phận đi vào trăm hùng đường còn phẩm các, chính là Hà Trưởng Quý tiếp đãi đích. Không muốn mấy tháng về sau, lúc trước chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ trong nháy mắt biến thành nguyên anh kỳ tiền bối, cưới công nhận đệ nhất mỹ nữ, còn công khai mà thay thế đinh sán, trở thành trăm hùng đường thủ tịch Đại lang Trung cái này ảo thuật trở nên, quả thực có chút mới lạ. Cũng may Hà trưởng quý cũng là sành sỏi loại người, rất nhanh liền thích ứng loại này, mới lạ sự tình, tại tiêu phàm trước mặt cung kính, không dám có chút cậy già lên mặt. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra, y học chi đạo, thủ tại cảm tưởng. Ngay nghĩ cũng không dám nghĩ, như Hà tiến bước, luôn bảo thủ, dựa vào tiền nhân di trạch được chăng hay chớ, cuối cùng là qua không được. Đúng vậy, xa xôi vội vàng phụ hỏa theo đuôi tiêu phàm lập tức chuyển hướng xa xôi, nói ra, liều đạo hiếu, chúng ta chỉ là luận bàn thoáng một tí đối với tinh viêm chi lực vận dụng, đang mang lệnh lang, đạo hiếu không cần lưu thủ. Cứ việc toàn lực phóng ra, ngăn cản không nổi lúc, tiêu mỗ thì sẽ mở miệng. Xa xôi thành khẩn nói, tại hạ thật là không biết tiêu tiên sinh cũng tinh thông hỏa thuộc tính công pháp, nếu có thất thủ chỗ. Kính xin tiêu tiên sinh nhiều hơn thông cảm. Ngay từ đầu, xa xôi tự nhiên là tồn tại nhường cho tâm tư, Bất quá nghe tiêu phàm vừa nói như vậy, vì nhi tử bệnh tình. Tựa hồ lại không thể hạ thủ lưu tình liễu tương đương. Vì vậy đã nói trước, cứ việc tiêu phàm cùng hắn đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng tiêu phàm vừa mới tiến dai, xa xôi nhưng không tin tiêu phàm thật có thể đủ tại tinh viêm chi lực thượng ngăn cản được thế công của mình. Kim Châu thành cùng giai tu sĩ bên trong, xa xôi tự nhận đối với hỏa thuộc tính công pháp tinh thông tuyệt đối là chính mình xếp hạng đệ nhất vị chỉ là chính ương lấy người ta cho con mình chữa bệnh nếu là không nghĩ qua là thất thủ đem tiêu phàm đả thương lại như thế nào cho phải cái này tự nhiên liêu đạo hiếu thỉnh tiêu phàm chậm rãi đi vào trong phòng đứng lại thân thể nhìn về phía xa xôi khoát tay nói ra tiêu trương cùng hà trưởng quỹ liếc nhau đều đều lộ ra lo lắng thần sắc nhưng hai người lo lắng lại tất cả không giống nhau hà trưởng quỹ là lo lắng tiêu phàm không phải xa xôi đối thủ dù sao vừa mới tiến giai, ngay cảnh giới đều còn không có vững chắc, cùng với xa xôi như vậy tu luyện phách đạo cực kỳ hỏa thuộc tính công pháp uy tín lâu năm nguyên anh cao thủ phóng đúng, chỉ sợ sẽ xấu mặt, yếu đi trăm hùng đường mặt mũi. Tiêu Trương nhưng lại vì xa xôi lo lắng. Nhưng hắn là tự mình cùng Tiêu Phàm đã giao thủ, biết rõ Tiêu Phàm mạnh, xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Tiêu Phàm có lẽ hay là kim đan hậu kỳ tu sĩ thời điểm, bọn hắn ba bốn cùng giai tu sĩ liên thủ, cũng không chịu nổi một kích hắn một bộ phi xiên pháp bảo thậm chí bị tiêu phàm nhất cử tay liền thiêu thành cho tàn xa xôi nhìn thê tử liếc đầy đặn thiếu phụ nhẹ gật đầu tiêu tiên sinh đắc tội xa xôi cũng là cầm được thì cũng buông được hảo hán đi nhanh đi vào tiêu phàm đối diện hơn một trượng nơi đứng lại hai tay liền ôm quyền cao giọng nói ra đạo hữu không cần phải khách khí xin mời tiêu phàm thủ đoạn phóng ở sau người mỉm cười nói chấn định như hằng hô một tiếng vang nhỏ, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một đoàn hừng hực liệt diễm mãnh liệt tại xa xôi trong lòng bàn tay bay vút lên mà dậy, chừng hơn một triệu chiều cao, lập tức đem chọn khách sở ánh đắc đỏ bừng một mảnh, tiêu trương cùng hà trưởng quý kìm lòng không được mà thả ra vòng bảo hộ, để chống nở vẻ này đập vào mặt nóng bỏng nhiệt độ cao. Nhìn qua cái này đoàn ngọn lửa, tiêu phàm lông mi đều không phát động xuống. Hiển nhiên loại trình độ này hỏa thuộc tính công pháp, hoàn toàn không để tại tiêu phàm trong mắt, xa xôi năm ngón tay chậm rãi nhúc nhích, cái kia đoàn bốc lên liệt diễm dần dần thu nhỏ lại, lại trở nên càng ngày càng là sáng ngời, độ ấm đã ở tiến thêm một bước lên cao. Bất quá sau một lát, cao hơn một trường ngọn lửa tự biến thành hơn một xích chiều cao, do ở phía trong mà bên ngoài, đều bày biện ra một loại xinh đẹp màu lam nhạt, chiếu dọi đắc xa sôi nửa hồng đại hồ tử đô biến thành màu xanh ra trời, có vẻ cực kỳ yêu dị. Tiêu trương cùng hà trưởng quý trước người vòng bảo hộ, đùng, rung động, lập tức bắt đầu vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, tựa hồ lập tức muốn tại dưới nhiệt độ hòa tan, tan thành mây khói. Hai người vội vàng tăng lớn pháp lực rót vào, phòng bảo hộ mới một lần nữa ổn định lại. Cũng may xa xôi chỉ là cùng tiêu phàm luận bàn, tận lực khống chế được ngọn lửa hướng, hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ mới không có mất mặt trước mọi người. Nhưng hai người cũng đã nhìn nhau hoảng sợ. Xa xôi không hổ là dùng hỏa thuộc tính công pháp nổi tiếng Nguyên Anh tu sĩ, đối với tinh viêm chi lực khống chế, quả nhiên đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tiêu tiên sinh, có tiếng rồi. Xa xôi trong miệng một tiếng quát nhẹ, phải giơ tay lên. Một đạo màu lam nhạt ánh sáng, hướng về tiêu phàm thẳng bắn đi. Tiêu phàm có chút vuốt cầm, tay phải ngón trỏ nâng lên, suy, mà một tiếng vang nhỏ, một mặt đồng dạng màu lam nhạt hộ thuẫn chống bắt đầu đứng dậy, mặt này hộ thuẫn bất quá vài tấc lớn nhỏ, từ xa nhìn lại, tựa như một cái xinh đẹp vô cùng bọt xà phòng, lóng lánh lấy màu xanh ra trời sáng bóng, như mộng ảo xinh đẹp. Xa xôi trong nội tâm cả kinh. Tiêu phàm tiện tay thả ra vòng bảo hộ, rõ ràng chính là màu lam nhạt đích. Hắn lại muốn dần dần vận công, mới có thể đem ngọn lửa tăng lên tới cao như vậy ôn. Cứ việc hai người trong lúc đó, một công một thủ, khó dễ độ khác nhau rất lớn, tiêu phàm như thế cử trọng nhược khinh, có lẽ hay là làm cho người kinh ngạc không thôi. Suy, lại là một tiếng vang nhỏ màu lam nhạt ánh sáng đánh trúng màu lam nhạt hộ thuẫn. Tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, chờ xem một kích này giao thủ kết quả. Nhưng mà, chuyện gì đều không phát sinh. Không đúng. Cũng không phải là cái gì sự tình đều không phát sinh, mà là đã xảy ra một ít làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn có chút xem không rõ sự tình, đạo kia màu lam nhạt ánh sáng, vậy mà dính tại hộ thuẫn phía trên. Sau đó, liên tục không ngừng hỏa linh lực, liền hướng hộ thuẫn bên kia bắn tới, xa xôi trong tay cái kia đoàn hơn một xích chiều cao, vài tấc lớn nhỏ màu lam nhạt ngọn lửa. Đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, chỉ có điều một thời gian uống cạn chung trà, tự trở nên chỉ có 6-7 thốn chiều cao. Cả rút nhỏ một vòng, màu lam nhạt sáng bóng cũng đang nhanh chóng biến yếu. Bắt đầu chập trần bắt đầu đứng dậy, tựa hồ tùy thời cũng có thể dập tắt. Lại nhìn tiêu phàm bên kia, như trước không hề có động tĩnh gì, chỉ thấy tiêu phàm hai hàng lông mày khép hờ, Lựa hồ đang tại, nhấm nháp, xa xôi cái này, xích diếm quyết, hương vị. Xa xôi nhẹ nhàng khẽ hừ, trong bàn tay cái kia đoàn ngọn lửa tăng vọt mà dậy, lập tức liền giấy lên một xích 0,33m34 thốn cao, so sánh với lúc trước càng thêm vừa thô vừa to ba phần, liên thông giữa hai người cái kia đạo màu lam nhạt ánh sáng, cũng trở nên càng thêm trói mắt sáng trói, ngay tiêu trương hà trưởng quỹ như vậy kim đan hậu kỳ cao thủ, cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng bởi như vậy, rõ ràng hao tổn rất lớn pháp lực, chỉ có điều trèo chống chỉ chốc lát, xa xôi trên trán liền chảy ra điểm một chút mồ hôi. Tiêu phàm lại vẫn còn hai mắt khép hờ, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, gần kề chỉ là dựa vào một ngón tay chi lực, liền một mực bảo vệ cho đầu trận tuyến. Nếu không ra tuyệt chiêu, một thế anh tên, trôi theo nước chảy. Xa xôi thấy thế, trong nội tâm kinh hãi, trước kia cái loại này sợ làm bị thương tiêu phàm không tốt lời nhắn nhủ tâm tình sớm đã ném ra đến trời cao vân ngoại, nhịn không được âm thầm kêu to lên. Thỉnh tiêu phàm cho con mình xem bệnh là một chuyện, nếu là không hiểu thấu thua ở một gã vừa mới tiến giai nguyên anh hậu sinh trong tay, cái này thể diện ném đến nhưng đại liếu tương đương. Sa xôi lập tức cắn răng một cái, nhắc tới đàn điền chân nguyên, muốn thi triển tuyệt chiêu. Liền vào lúc này, một cổ sa so lúc trước muốn cao hơn nhiều nóng bỏng nhiệt độ cao bỗng nhiên đập vào mặt, chỉ thấy tiêu phàm dựng thẳng lên cái kia cả ngón tay trên ngọt phòng bảo hộ đã muốn biến mất, đầu ngón tay trực tiếp chống đỡ tại màu lam nhạt ánh sáng phía trên, một cổ mắt thường có thể thấy được chấn động tự màu lam nhạt ánh sáng thượng thẳng hướng xa xôi phóng đi. Không tốt, xa xôi một tiếng thầm kêu, còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cổ nóng bỏng vô cùng hỏa linh lực đã muốn nhanh chóng bắn mà đến, từ hắn lòng bàn tay huyệt lao cung thẳng thấu mà vào, theo tay quyết âm tâm bao kinh uốn lượn trên xuống, trực tiếp hướng trái tim của hắn bộ vị trùng kích mà đi Liêu đạo hữu an tâm một chút chứa vội, chỉ là trai nhìn một chút mà thôi. Ngay tại xa xôi quá sợ hãi thời điểm, tiêu phàm ôn hòa thanh âm tại bên tai vang lên. Xa xôi kinh hoàng cũng là lóe lên tức thì, lập tức có thể cảm nhận được, vẻ này nóng bỏng hỏa linh lực nơi đi qua, cũng không tổn thương kinh mạch của hắn, ngược lại ấm áp đích, có một cổ nói không nên lời thoải mái cảm giác. Rất rõ ràng, tiêu phàm không mang theo chút nào địch ý vẻ này nóng bỏng hỏa linh lực nhanh chóng tại xa xôi trong cơ thể vận hành một chu thiên, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cảm giác, tiêu phàm cũng không đem này cổ hỏa linh lực thu hồi đi, mà là nhân thể tán tại trong cơ thể của hắn, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ừm, xích diễm quyết quả nhiên có chỗ độc đáo, liều đạo hữu có thể tính toán một cái liễu tương đương. Xa xôi vẫn còn kinh nghi bất định, tiêu phàm đã muốn thu thần thông, mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với điều tra kết quả rất hài lòng cho đến lúc này hậu xa xôi mới hồi phục tinh thần lại luận bàn đã muốn đã xong nhịn không được hai tay ôm quyền lại dài đến mà kính cần nói đa tạ tiêu tiên sinh hạ thủ lưu tình xa xôi vô cùng cảm kích tiêu trương hà trưởng quý bọn người thấy không hiểu thấu cái này xong việc nghe đi lên hình như là tiêu phàm đại chiếm thượng phong xa xôi triệt để bái phục đầy đặn thiếu phụ thậm chí cả kinh một nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xa xôi cái này cúi đầu, nhưng lại vui lòng phục tùng. Tiêu phàm chẳng những hiểu được tinh viêm chi lực, còn rõ ràng so với hắn cao minh nhiều hơn. Hơn nữa, tựa hồ cái này còn không phải tiêu phàm chủ tu công pháp, chỉ là kiêm tu một môn thần thông. Thiên môn thần thông, dĩ nhiên lợi hại như vậy, nếu thật là toàn lực ra tay lời mà nói, xa xôi hoài nghi mình căn bản là chi không căng được mấy cái hiệp. Tiêu phàm vội vàng né qua một bên, không bị hắn lễ, Mỉm cười nói, Liêu Đạo Hữu không cần phải khách khí, 7 ngày trong phải thỉnh đến 6 vị tinh thông hỏa thuộc tính công pháp Nguyên Anh Đạo Hữu. Tiêu Mỗ có thể thỉnh đến một vị, mặt khác 3 vị, muốn Liêu Đạo Hữu phí tâm. Đối với Kim Châu Thành chi vị Nguyên Anh Đạo Hữu tình hình, Liêu Đạo Hữu nếu so với Tiêu Mỗ quen thuộc nhiều lắm, chắc hẳn sẽ không quá khó xử à. a. Sa Xôi lúc này mới nâng người lên đến, thấy Tiêu Phàm không bị hắn lễ, trong nội tâm lại càng cảm động. Trăm hùng đường vị này tân nhiệm thủ tịch quả thật không thể tầm thường so sánh, có thể nói nhân trung long phượng liễu tương đương. Thỉnh tiêu tiên sinh yên tâm, đây là vì khuyển tử chữa bệnh, tại hạ coi như là táng ra bại sản, cũng muốn đem mấy vị này đạo hữu thỉnh đến. Xa xôi có chút xoay người, cao giọng nói ra. chương 1018, Bính Lão Tiên Sinh. Trăm hùng đường, mật thất dưới đất, tiêu phàm đang tại vội vàng ly hỏa lưỡng nghi trận cuối cùng bố trí. Cái này ly hỏa lưỡng nghi trận, Dùng lưỡng nghi trận làm căn cơ, phụ chi dùng lục hợp số lượng, chưa nói tới thập phần tinh diệu, lại phi thường áp dụng. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, tung xem như tiêu phàm như vậy trận pháp đại sư, cũng rất khó bố trí ra càng thêm phức tạp tinh xảo pháp trận đến. Nhưng chỉ chỉ dùng để đến phụ trợ trị liệu, cái này pháp trận đã đầy đủ liễu tương đương. Mật thất hơi nghiêng, vị khách nhân ngồi xuống vừa đứng. Ngồi là một người trung niên nho sinh, đang mặc áo lam, mặt như quan ngọc, thần thái an tường, dưới hàm ba tròm dâu dài, phiêu nhiên có suốt trần thái độ, chính ngồi ở chỗ kia liều mạng trà thơm, dương dương tự đắc. Đứng thì còn lại là một gã béo đại hòa thượng, cái ót mặt một bả tranh sáng, hở ngực lộ nhũ, ngực trên bụng, thịt béo buồn thiêu, cực kỳ lôi thôi lách thách. Hai người một bên nhìn tiêu phàm bảy trận, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Hai người đều đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tên kia mặt như quan ngọc trung niên nho sinh, lại càng đã muốn đạt đến tại nguyên anh sơ kỳ đại thành cảnh giới, tùy thời có khả năng đặt chân trung kỳ. Béo đại hòa thượng nói ra, thương phu tử, ngươi là trận pháp người trong nghề, dùng ngươi xem đến, tiêu đạo hữu cái này pháp trận, bố trí được như thế nào. Được xưng là thương phu tử trung niên nho sinh ngay vội khoát khoát tay, nói ra, hòa thượng, tại tiêu đạo hữu trước mặt, người trong nghề hai chữ, chớ có nhắc tới. Tiêu đạo hữu mới thật sự là trận pháp đại sư, chính là mấy ngày quang cảnh, tự bố trí ra như vậy một cái tinh diệu ly hỏa lưỡng nghi trận, còn phụ một trong lục hợp số lượng, khó lường. Ít nhất ta là quyết định làm không được. Béo đại hòa thượng ha ha cười một tiếng, quay lưng lại tử, môi khẽ nhúc nhích, trung niên nho sinh trong tai liền là vang lên hắn truyền âm thanh âm. Thương huynh, người nói vị này tiêu đạo hiếu, rốt cuộc là đường gì tính ra. Trung niên nho sinh thần sắc bất động, tiếp tục phẩm trà, nhàn nhạt, nhạt nói ra, hòa thượng. Người hỏi là cái gì con đường? Đương nhiên là sư môn của hắn xuất thân liễu tương đương. Người này tại Kim Châu Thành có ngọn bất quá một năm nửa năm, bỗng nhiên liền sông ra to như vậy thanh danh, chấp trưởng bảy đại y quán một trong trăm hùng đường. Muốn nói là xuất thân từ tán tu, hòa thượng ta nói cái gì cũng không tin. Huống chi hắn và ta và ngươi đều đã giao thủ, nói là luận bàn tinh viêm chi lực vận dụng, lại cùng giao thủ không giống. Hòa thượng hổ thẹn, tự nhận không phải của hắn địch thủ. Nhưng người thường huynh tu vi, tại phía xa hòa thượng phía trên, chẳng lẽ sẽ không có thăm dò ra một điểm mánh khóe. Trung niên nho sinh cười cười, nói ra, dùng đắc lấy thăm dò sao? Thăm dò đi ra, lại có thể thế nào? Ta chỉ biết là, hắn bây giờ là khách khanh trưởng lão. Trăm hùng đường thủ tịch Đại lang ở bên trong, cái này là đủ rồi. Hòa thượng, ta khuyên người có lẽ hay là không cần phải quá tốt kỳ, không có chỗ tốt. Người như vậy, tốt nhất là cùng hắn giao bằng hiếu, không khỏi đích, đi đắc tội hắn làm chi. Béo đại hòa thượng không khỏi khẽ giật mình, lập tức tự đất đai bị mất cười một tiếng, nhếch miệng nói ra, thương huynh nói được đúng, đúng hòa thượng hồ đồ rồi. Ha <laughs> ha, không biết liêu huynh đi mời vị thứ ba cao nhân, rốt cuộc là ai? Hòa thượng ta thật đúng là có chút hiếu kỳ, cái này Kim Châu Thành ở bên trong. Tinh thông hỏa thuộc tính công pháp đồng đạo, cứ như vậy mấy vị a hát, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể tính ra được đi ra. Trung niên nho sinh vuốt vuốt dưới hàm dâu dài, nói ra, người cái này vừa hỏi, ngược lại đem ta cũng vậy hỏi khó rồi, ta cũng không biết Liêu Huynh muốn đi thỉnh ai. Chờ xem, 7 ngày chi kỳ rất nhanh đi ra, lập tức muốn thấy rõ ràng Liễu Tương Đương. Không hề nghi ngờ, hai vị này chính là xa xôi mời đến vì con của hắn chữa bệnh nguyên anh đồng đạo. Bên này đang khi nói chuyện, xa xa bóng người chấp động, xa xôi cùng một vị khách nhân chậm rãi hướng mật thất đi tới. Nhìn thấy vị khách nhân này, chẳng những béo đại hòa thượng chấn động, ngày phiêu nhiên có suất trần khí tức trung niên nho sinh cũng liên tục không ngừng mà vứt xuống dưới chén trà, đứng dậy đi nhanh nghênh đón tiếp lấy, hai tay ôm quyền kinh ngạc nói ra: bính lão tiên sinh, ngài như thế nào tự mình đến rồi? vị này nhìn về phía trên còm nhom thân cao chỉ có năm thước, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn tóc bạc lão nhân, thình lình đúng vậy kim châu thành nhất phú nổi danh nhất đại y thánh, hạnh lâm đại trưởng lão, hạnh lâm huyền thủ tịch đại lang trung bính lão tiên sinh. Bính lão tiên sinh cứ việc thanh danh truyền xa, chính thức bái kiến người của hắn đều cũng không nhiều. Ngoại trừ mỗi 30 năm một lần y thánh đại hội, hắn hội lộ diện, ngày bình thường rất ít tiếp khách. Bình thường có thể tìm hắn xem bệnh đích, cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Bình thường người bệnh, đều có hạnh lâm huyền mặt khác lang chung đi đón đợi. Với tư cách kim châu thành quy mô lớn nhất y quán, bính lão tiên sinh mà bên ngoài, hạnh lâm huyền còn có một tên nguyên anh tu sĩ tỏa chấn. Nhất là năm gần đây, Bính lão tiên sinh trên cơ bản đã muốn không thế nào bên ngoài gian lộ diệt, nếu không đi ra ngoài đi xa, chính là ở nhà bế quan, cơ hồ hoàn toàn không để ý tới thế sự. Nhưng càng như vậy, bính lão tiên sinh tự có vẻ càng thần bí, có quan hệ hắn nghe đồn thì càng nhiều. Tuy nhiên gian ngoài đều công nhận, Kim Châu thành đệ nhất cao thủ là hạnh lâm giúp đỡ chủ phương phi dương, nhưng mà lại có số ít nguyên anh tu sĩ đối với cái này thuyết pháp không cho là đúng, khi bọn hắn xem ra, chính thức tu vi cao nhất, có thể nói Kim Châu thành đệ nhất cao thủ đích, không phải Phương Phi Dương, mà là Bính Lão Tiên Sinh. Trung niên nho sinh cùng béo đại hòa thượng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này đương lúc, Bính Lão Tiên Sinh hội ra hiện tại trăm hùng đường. Bính Lão Tiên Sinh mí mắt vừa nhấc nhìn Trung niên nho sinh liếc, chậm rãi nói ra, người tới làm gì, ta liền cho tới làm gì. Trung niên nho sinh lần nữa chấn động, nhìn cung kính cùng ở sau người xa xôi liếc xa xôi ngay bề bộn vừa cười vừa nói thương huynh bính lão tiên sinh xác thực là tiểu đệ mời đến vì khuyển tử chữa bệnh đích trung niên nho sinh lập tức rũi ra ngón tay cái tán thán nói liêu huynh người thật đúng là cảm tưởng a hát kim châu thành đẳng cấp cao tu sĩ cơ hồ mỗi người cũng biết bính lão tiên sinh chủ tu công pháp chính là ly hỏa thần thông có thể nói là kim châu thành đùa với lửa đệ nhất nhân chỉ có điều trung niên nho sinh cùng béo đại hòa thượng nằm mộng cũng muốn không đến Sa xôi rõ ràng thật sự dám đi thỉnh cái này tôn đại thần, hơn nữa kính xin động. Thật không biết, sa xôi cùng hạnh lâm cùng bính lão tiên sinh trong lúc đó, rốt cuộc là loại quan hệ nào. Trước kia như thế nào không có nghe nói liêu ra cùng bính lão tiên sinh còn có to như vậy giao tình, vậy mà có thể đem bính lão tiên sinh thỉnh đến trăm hùng đường đến. Đối với trung niên nho sinh cùng béo đại hòa thượng nghi hoặc, sa xôi trong nội tâm âm thầm buồn cười, nhưng cũng không giải thích. Hắn và Bính lão tiên sinh thật đúng là không có đặc biệt gì giao tình, chẳng qua là khoe khoang kỹ xảo mà thôi. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, hắn chỉ cần có thể nhìn thấy Bính lão tiên sinh là đủ rồi. Một khi nhìn thấy vị lão tiên sinh này, đem Tiêu phàm trị liệu phương án cùng hắn vừa nói, Bính lão tiên sinh không nói hai lời, sẽ cùng hắn đi đích. Đã Tiêu phàm đưa ra như vậy kỳ lạ trị liệu phương án, dùng Bính lão tiên sinh đối với y đạo cố chấp, sao có thể có thể không tự mình đến đây kiến thức một phen? sự thật chứng minh, xa xôi sách lược hoàn toàn chính xác, hắn tìm nhìn thấy bính lão tiên sinh về sau, kế tiếp hết thảy, cùng với hắn đoán trước giống như đúc. Bính lão tiên sinh nghe xong xa xôi thuật lại tiêu phàm trị liệu phương án, quả thật không nói hai lời, đứng dậy tựu đi, trực tiếp hướng trăm hùng đường mà đến. Béo đại hòa thượng nhìn về phía trên có chút tiêu sái không cấm, đối mặt vị này Kim Châu Thành nhất truyền kỳ đại cao thủ, cũng không dám có chút chỗ thất lễ, cung kính ôm quyền hành lễ, nhiễm nhiên vãn bối giống nhau. Bính lão tiên sinh chẳng những là trong truyền thuyết Kim Châu Thành đệ nhất cao thủ, cũng là Kim Châu Thành nhiều tuổi nhất nguyên anh tu sĩ. Béo đại hòa thượng sư phụ không có tỏa hóa trước kia, cùng với bính lão tiên sinh ngang hàng luận giao. Bính lão tiên sinh chỉ là hơi gật đầu, cho dù hoàn lễ, đối với béo đại hòa thượng cơ bản không thèm để ý chút nào. Béo đại hòa thượng cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, cũng không dám có nửa phần phẫn uất vẻ. Ngay một câu hàn huyên đều không có, bính lão tiên sinh liền đem trung niên nho sinh cùng béo đại hòa thượng phiết qua một bên, trực tiếp hướng trong mật thất đi đến. Sa xôi chính muốn lên tiếng mời đến, bính lão tiên sinh khoát tay chặn lại, thấp giọng nói ra quan trọng hơn trước mắt, đừng quấy dày. Sa xôi lập tức ngậm miệng lại, không rên một tiếng liễu tương đương. Tiêu phàm cũng giống như hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có phát hiện phụ cận nhiều hơn hai người, chỉ là hết sức chuyên chú mà bố trí lấy phụ trợ lục hợp trận cuối cùng một cái đầu trận tuyến, động tác cẩn thận, cẩn thận tỉ mỉ, trọn vẹn một phút đồng hồ đi qua mới rốt cục đem cuối cùng này một cái đầu trận tuyến bố trí xong tất, ngẩng đầu lên, hướng bính lão tiên sinh thật có lỗi mà cười một tiếng, hai tay ôm quyền, không người hát dạ, y giới người hiểu biết ít tiêu phàm, bái kiến bính lão tiền bối, quy củ, cung kính có ra, vốn là hắn đã muốn đặt chân nguyên anh kỳ, có thể cùng bính lão tiên sinh ngang hàng luận giao, nhưng bính lão tiên sinh xa so với hắn lớn tuổi. Chỉ sợ Bính lão tiên sinh ngưng kết nguyên anh thời điểm, Tiêu Phàm chưa xuất thế. Huống chi Bính lão tiên sinh là bốn giới y thánh danh hiệu người đoạt giải, chính là mạnh mẽ tiền bối cao nhân, nửa phần cũng không giả dối đích. Tiêu Phàm vừa rồi tuy nhiên chuyên chú tại bảy trận, nhưng cũng không thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Bỗng nhiên trong lúc đó đến một vị nguyên anh trung kỳ đỉnh phong đại cao thủ, làm sao có thể thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Bính lão tiên sinh cũng không khách khí, thoải mái mà được hắn thi lễ, xếp đặt bầy khô gầy bàn tay, lạnh nhạt nói ra, mà thôi. Lập tức híp mắt lấy hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, ánh mắt trắng ra, không có chút nào che dấu ý. Nếu như là người khác như vậy nhìn xem tiêu phàm, tự nhiên thập phần vô lễ, nhưng bính lão tiên sinh tuổi thọ, cùng với tại kim châu thành y giới thân phận địa vị, làm cho hắn hoàn toàn có tư cách bỏ qua một bên hết thảy thế tục lễ tiết. Đối mặt cái này nhìn như bình thản, kỳ thực phong duệ như đao ánh mắt tiêu phàm thủy trung mặt mang mỉm cười thần sắc thản nhiên không có nửa phần xấu hổ không an chi ý tiêu đạo hiếu cái này tán công còn công phương pháp là bởi vì theo cổ nhân cựu đã quạc pháp cũng là người chính mình kiến giải hơi khoảnh bính lão tiên sinh hỏi tiêu phàm kính cần nói là vãn bối chính mình tưởng tượng đích trước đây chưa bao giờ thử qua phải chăng có thể thành còn không thể định luận bính lão tiên sinh nhẹ gật đầu nhìn nhìn lại tiêu phàm bố trí ly hỏa lưỡng nghi trận, chậm rãi nói ra, ngũ hành nguyên tính ra, ly hỏa thứ hai. Cái này lưỡng nghi trận đối với ổn định người bệnh ly hỏa chi lực, quả nhiên có không thể thiếu tác dụng. Vâng, tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Tiêu phàm cũng không còn phủ nhận, cung thanh âm đáp. Bính lão tiên sinh câu nói đầu tiên nói đến điểm quan trọng thượng, xem ra nhất định cũng tinh thông ngũ hành sinh khắc số lượng, hiểu được trận pháp biến ảo chi đạo bính lão tiên sinh lại lại có chút vuốt cằm bất từ bất tật nói tiêu đạo hiếu lão phu đáp ứng lời mời đến đây hỗ trợ nghe nói tiêu đạo hiếu sẽ thân ra tay kiểm nghiệm viện thủ đồng đạo phải chăng có đủ năng lực như vậy cái này thỉnh tiêu đạo hiếu ra tay lão phu nguyện ý tiếp nhận đạo hiếu kiểm nghiệm bính lão tiên sinh một bên xa xôi trung niên nho sinh cùng béo đại hòa thượng đều thất kinh đồng thời kêu lên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi tiền bối công lực thông huyền vãn bối yên giám vô lễ Tiêu phàm lần nữa khẽ không người, nhẹ nói nói. chương 1019, không tưởng được giúp đỡ. Bính lão tiên sinh nhàn nhạt, nhạt nói ra, tiêu đạo hiếu, y đạo một đường, đang mang nhân mạng, không thể có chút qua loa. Đã đạo hiếu không chịu ra tay, vậy thì do lão phu chính mình bêu xấu a. Nói xong, bấm tay gảy nhẹ, một đoàn lớn bằng ngón cái ngân bạch quang cầu, bỗng nhiên bay ra, từ từ hướng tiêu phàm vào tới, tốc độ rất chậm một cổ nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao, lập tức tràn ngập tại cả mật thất, dù là xa xôi, trung niên nho sinh cùng béo đại hòa thượng ba người đều đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nguyên anh cao thủ, trong lúc nhất thời cũng hiểu được kỳ đập vào mặt, kim lòng không được mà mở ra hộ thể màn hào quang, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhiều năm như vậy, nguyên anh tu sĩ gian đều ở nghe đồn, bính lão tiên sinh mới thật sự là kim châu thành đệ nhất cao thủ, càng tại hạnh lâm giúp đỡ chủ phương phi dương phía trên, nhưng chính thức thấy hắn xuất thủ qua người nhưng lại ít càng thêm ít một số người đối với cái kia nghe đồn không khỏi bán tín bán nghi hôm nay bính lão tiên sinh vì tiện lộ thủ đoạn tự làm đắc ba gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ quá sợ hãi tuy nhiên không có thể xác định bính lão tiên sinh cùng phương phi dương rốt cuộc ai mạnh ai yếu nhưng ít ra nếu như thật sao động thủ bọn họ là khẳng định tại bính lão tiên sinh thủ hạ chi chống đỡ không được bao lâu tiêu phàm nhẹ nhàng hướng bính lão tiên sinh không người tử cử động tay khẽ vẫy, cái kia lớn bằng ngón cái ngân bạch quang cầu liền rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, sau đó, xa xôi bọn người kinh ngạc mà chứng kiến, cái kia quang cầu vậy mà đang dần dần nhỏ đi, ngân bạch quang mang cũng dần dần trở nên ảm đạm, nhìn về phía trên, tựa hồ đang tại bị Tiêu Phàm một chút mà hấp thu rơi. Sự thật cũng là như thế. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, đang tại thưởng thức, lấy cái này một đoàn tinh viêm chi lực. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, cái kia đoàn ngân bạch quang cầu cuối cùng nhất biến mất vô tung, tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng giãn ra, mỉm cười nói, rất thuần khiết. Tiền bối tu luyện chính là chính tông nhất ly hỏa thần thông, từ trong ra ngoài, không có nửa phần tà khí. Vãn bối bội phục, riêng lấy thuần khiết mà nói, coi như là tiêu phàm tu luyện, tinh viêm quyết cũng còn có vẻ không bằng. Lúc trước bị vô cực thiên tôn chém gỡ yêu ta khách hỏa tinh linh, bản tựu mang theo vài phần tà khí chỉ có điều tiêu phàm dùng hạo nhiên chính khí đem cái này vài phần tà khí dần dần trừ khử mất, hắn khống chế tinh viêm chi lực mới trở nên có chút thuần khiết. Nhưng muốn dùng tiến độ mà nói, nhưng lại, tinh viêm quyết, tiến độ nhanh hơn. Tiêu phàm chưa đặt chân nguyên anh kỳ thời điểm, đối với tinh viêm chi lực khống chế đã đạt đến nguyên anh cao thủ tiêu chuẩn. Bính lão tiên sinh nhẹ gật đầu, trên mặt khó được lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra tiêu đạo hiếu, tu chân giới dùng tu vi luận giao. Người đã đã ngưng kết nguyên anh, lại chấp trưởng trăm hùng đường, ta và ngươi ngang hàng luận giao có thể. Tiền bối danh xưng không cần nhắc lại. giả dạ. tiêu phàm cũng không nhiều khiêm tốn, không người trả lời. Lập tức xa xôi bọn người khiêm nhượng lấy bính lão tiên sinh ở một bên ngồi xuống, trung niên nho sinh tự mình vì hắn dâng linh trà. Xa xôi nhịn không được đối với tiêu phàm nói ra, tiêu tiên sinh, hôm nay pháp trận đã thành, người mời cái vị kia đạo hiếu, không biết lúc nào có thể đuổi tới. Tiêu Phàm nói ra, sớm đi thời điểm ta đã nhận được hắn ngàn dặm truyền âm phù, nên vậy không lâu sẽ đến. Liêu đạo hữu trước tiên có thể thỉnh lệnh lang tới, chúng ta bắt đầu tiến hành tất yếu chuẩn bị. Tuy nhiên xa xôi rất muốn biết Tiêu Phàm mời đến tột cùng là phương nào cao nhân, mắt thấy Tiêu Phàm nói được chắc chắn, thì không tiện hỏi lại, vội vàng tay lấy ra ngàn dặm truyền âm phù. Đối với bùa nói mấy câu, liền là vội vàng đem truyền âm phù thanh toán đi ra ngoài ước chừng khắc trung đi qua liêu phu nhân liền dẫn liêu thừa vội vã chạy tới trăm hùng đường liếc thấy bính lão tiên sinh đã ở tòa ngồi không khỏi vừa mừng vừa sợ bề bộn tức tiến lên bái kiến lại đem nhi tử đổ lên bính lão tiên sinh trước mặt cấp cấp nói ra bính lão tiên sinh xin ngài lão nhân ra vì tiểu nhi số xem mạch chỉ thấy liêu thừa mặt mũi tràn đầy huyết hồng lại không có gì sáng bóng hai mắt lồi ra trong mắt tất cả đều là tơ máu vốn là tuấn tú tướng mạo bởi vì vận vẹo mà trở nên cực kỳ dữ tợt, trên người khí tức chợt mạnh chợt yếu. Cực không ổn định, coi như là không hiểu y thuật loại người. Cũng có thể liếc thấy đi ra, lần này người đã bệnh nguy kịch, mệnh tại sớm tối. Bính lão tiên sinh khoát khoát tay, nói ra, không cần, lão phu hôm nay là tiêu đạo hữu mời đến giúp đỡ. Hết thảy đều muốn nghe theo tiêu đạo hữu an bài, đã hiền phu phụ đã đem lệnh lang dẫn tới trăm hùng đường, nên tin tưởng tiêu đạo hữu y thuật, không cần phải lại suy nghĩ lung tung. Liêu phu nhân khẽ giật mình, lập tức cung kính mà đáp một tiếng, yes. Tại vị này Kim Châu thành đệ nhất thần y trước mặt, mặc cho ai đều là quy củ đích. Mắt thấy người bệnh cũng đến, tiêu phàm mời một vị khác tinh thông hỏa thuộc tính công pháp Nguyên Anh đồng đạo chưa đuổi tới, béo đại hòa thượng không khỏi có chút nôn nóng bắt đầu đứng dậy, nói ra tiêu đạo hiếu, người vị bằng hiếu kia rốt cuộc là phương nào cao nhân. Sao còn chưa tới đến, Tiêu Phàm mỉm cười nói, đại sư an tâm một chút chớ vội, Vũ Văn Tông Chủ đã đáp ứng rồi, tự nhất định sẽ đúng hạn đuổi tới đích. Ai? Béo Đại Hòa Thượng lập tức mở to hai mắt nhìn, kêu lên. Ngoại trừ bính lão tiên sinh bên ngoài, mấy người khác cũng đồng dạng đại mở hai mắt, không dám tin. Hoắc sơn trong nước, có thể được xưng là Vũ Văn Tông Chủ Nguyên Anh cao thủ, tựa hồ chỉ có một người mà thôi, Hoắc đô tông Tông Chủ Vũ Văn Chu khoác sơn quốc duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lại không nghĩ tới, tiêu phàm mời dĩ nhiên là Vũ Văn Chu. Bính lão tiên sinh lạnh nhạt nói ra, Vũ Văn đạo hiểu chủ tu công pháp tuy không phải hỏa thuộc tính, vốn lấy tu vi của hắn, chỉ cần chịu ra tay lời mà nói tự nhiên là đủ tư cách đích. Cái này tự nhiên, xa Sôi vội vàng đáp. Dùng Vũ Văn Chu hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, tung tính toán hỏa thuộc tính công pháp là kiêm tu thần thông, uy lực của nó mạnh cũng xa không là bọn hắn những ngày sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh đích. Vì cho con của hắn chữa bệnh, tiêu phàm vậy mà đem Vũ Văn Chu đều mời tới, cái này mặt mũi, nhưng thật là lớn đích. Trong khoảng thời gian ngắn, xa xôi trong nội tâm rất là cảm động, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt trở nên càng thêm cảm kích. Tiêu phàm sở tác sở vi, quả thật cùng bảy đại y quán đại đa số thủ tịch đều không giống nhau, không có nửa phần thiên kiến bẻ phái, cái này trí tuệ khí độ, khó lường. Chính vào lúc này, một cổ khổng lồ áp lực bỗng nhiên hàng lâm, theo một hồi cười ha ha thanh âm, Vũ Văn Chu thân hình cao lớn, ra hiện tại cách đó không xa. Ha ha, tiêu đạo hiếu, lão phu đến, không có chậm chế người chính sự A. À. Nghe giọng điệu này, cùng tiêu phàm trong lúc đó, quả thực thân cận. Trước đó không lâu, tiêu phàm mới cứu được con của hắn tánh mạng, hơn nữa bảo vệ Vũ Văn rộng nguyên anh kỳ cảnh giới, loại này đại ân đại đức, nhiều hơn nữa linh thạch cùng quý hiếm quà tặng cũng không đủ cảm tạ đích huống chi cùng tiêu phàm đánh cho mấy lần quan hệ về sau, Vũ Văn Chu thấy tiêu phàm khí độ phi phàm, mờ mờ ảo ảo có vương giả phong phạm, lại càng dụng tâm cùng với kết giao. Vừa tiếp xúc với đến tiêu phàm mời, không cần suy nghĩ, liền là một lời đáp ứng. Tiêu phàm mỉm cười, ôm quyền nói ra, Vũ Văn Tông chủ tới đúng lúc. Tiếp qua một lát, chính là buổi trưa, chúng ta tự muốn bắt đầu. Không có muộn là tốt rồi. Vũ Văn Chu ha ha cười một tiếng, lập tức ôm quyền hướng xa xôi bọn người nhún. Không có ý tứ, lao các vị đạo hữu đợi lâu. Xa xôi bọn người đã sớm đứng dậy, cung kính mà hậu lấy, thấy thế liên tục không ngừng mà ôm quyền hoàn lễ, ngay sưng không dám. Vì quyền tử sự tình, vậy mà lao động Vũ Văn Tông chủ đại giá già như vậy xa chạy tới, tại hạ vợ chồng quả nhiên là vô cùng cảm kích. Vũ Văn Tông chủ cao thượng đương làm giày báo. Đợi mọi người hàn huyên qua đi, xa xôi đôi lại lại hướng vũ văn chu khom người thi lễ cảm kích nói vũ văn chu khoát tay chặn lại vừa cười vừa nói loại lời này tựu đừng bảo là các người muốn cảm tạ tựu cảm tạ tiêu đạo hiếu ta chính là đến hỗ trợ đích đều nói đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ hiền khang lệ tâm tình lão phu cảm động lây nếu không tiêu đạo hiếu thần y diệu thủ lão phu hiện tại chỉ sợ so hai vị còn thảm ni tài cán vì lệnh lang tận một phần lực ta cũng vậy thật cao hứng bởi vì cái gọi là đồng bệnh tương liên, Vũ Văn Chu xác thực rất giải thích xa xôi đôi tâm tình. Bất quá Vũ Văn Chu không hổ là hoác sơn tu chân giới đại minh chủ, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên mà vậy liền đem phần này nhân tình đều ghi tạc tiêu phàm trên đầu, cũng không tranh công. Xa xôi đôi lại nói nhiều lời cảm kích lời nói. Bính đạo Hữu Sau một khắc, Vũ Văn xung quanh ánh mắt liền đã rơi vào bính lão tiên sinh trên mặt, không khỏi lắp bắp kinh hãi vừa rồi mọi người ào ào hỗn loạn đích, hàn huyên khách khí, duy chỉ có bính lão tiên sinh vững vàng ngồi, không có chút nào đứng dậy chào y tứ. Đến bính lão tiên sinh thân phận như vậy địa vị, tung tính toán là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đã rất khó đối với hắn tạo thành bao nhiêu áp lực. Vũ Văn Tông Chủ, bính lão tiên sinh chắp tay, nhàn nhạt trả lời một tiếng. Không nghĩ tới ngày bính đạo hữu cũng tới giúp đỡ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Vũ Văn Chu cười ha hả nói, không hề không đề cập tới bính lão tiên sinh cự tuyệt vì con của hắn Vũ Văn Chu Liệu độc sự tình, tựa hồ chuyện này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không phát sinh qua. Bính lão tiên sinh lại càng không hề tâm lý gánh nặng. Tại hắn xem ra, Vũ Văn Quảng đã trúng thiên diệp độc, như vậy nhất định tử không thể nghi ngờ, cần gì phải vì một người chết lãng phí thời gian, hao phí đan dược. Về phần Vũ Văn Quảng cuối cùng nhất bị tiêu phàm trị, cũng không coi là nhiều sao ngoài ý muốn, càng không có nghĩa là tiêu phàm y thuật tự so bính lão tiên sinh càng thêm cao minh chỉ có thể nói là thuật nghiệp có chuyên tấn công có lẽ có chút hít bệnh tiêu phàm nghe nghe đều chưa nghe nói qua bính lão tiên sinh lại dễ dàng tựu cho chị đâu này bính lão tiên sinh gật gật đầu nói ra nói thực ra ta cũng là đối với tiêu đạo hữu nói ra cái này trị liệu phương án rất cảm thấy hứng thú cố ý tới quan sát đích xa xôi hơi có vẻ xấu hổ bất qua bính lão tiên sinh nói chính là sự thật hắn tự nhiên không dám hơi có dị nghị. Nếu như không có như vậy cái điều kiện tiên quyết, đường đường nhất đại y thánh, hạnh lâm huyền thủ tịch Đại lang ở bên trong, sao có thể có thể đi cho mặt khác y quán lang chung trợ thủ. Không chỉ nói hắn xa xôi, Kim Châu Thành thậm chí cả Hoác Sơn Quốc, cũng sẽ không có người có như vậy mặt mũi. Chư vị đạo hiếu, buổi trưa đem giới, chúng ta muốn bắt đầu. Tiêu phàm chắp tay, nói ra. Vũ Văn Chu cười nói, hôm nay sự tình, dùng tiêu đạo hữu làm chủ chúng ta đều nghe theo phân công không dám nhận tiêu phàm nói được khách khí nhưng lại không chút do so dự phân công khởi nhiệm vụ đến năm vị nguyên anh cao thủ phân biệt tại năm cái phương vị khoanh chân ngồi xuống thần sắc nghiêm nghị có vẻ bệnh liêu thừa bị tiêu phàm phong ấn chặt toàn thân pháp lực bày tại ly hỏa lưỡng nghi trận chính trung ương liêu phu nhân tất bị tiêu phàm trực tiếp đuổi đi ra ngoài mật thất đại môn ẩm ẩm đóng cửa Cả mật thất phòng hộ đại trận lập tức mở ra, đem kẻ bên này hoàn toàn bao phủ tại phòng hộ đại trận uy lực phía dưới. Mấy tên kim đan tu sĩ phụ trách thủ hộ, không có tiêu phàm chỉ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đi vào mật thất. Có kẻ trái lệnh, gờ yêu ta ít chết bất luận tội. Kỳ thật, những này biện pháp đều hơi nhiều dư, có vũ văn chu cùng bính lão tiên sinh hai người tại, ai dám xông loạn tại đây. Trường 1020, Tán Công Đối với Liêu Thừa Trị Liệu cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Buổi trưa chính, ly hỏa lưỡng nghi trận khởi động, trung tâm mắt trận nơi địa hỏa hừng lực Tại xa xôi chỉ điểm phía dưới, liêu thừa bắt đầu tán công. Tán công nghe đi lên rất đơn giản, nhưng quá trình cực kỳ thống khổ. Nhất là tự hành tán công, lại càng thống khổ không chịu nổi. May mà là tự nhiên ra lão tử hỗ trợ, liêu thừa thống khổ giảm bớt rất nhiều. Nhưng sau một lát, mồ hôi cũng ướt đẫm trọng y, Toàn thân các đốt ngón tay cạc cạc rung động, Liêu Thừa nhịn không được gọi lên tiếng. "Liêu Thừa, kiên nhẫn một chút, đang tại cái này rất nhiều tiền bối mặt, không cần phải cho ta dọa người." Mắt thấy Nhi Tử thống khổ không chịu nổi, kỳ thật xa xôi nội tâm đau cắt loại khó chịu, trong miệng nói ra được lời nói nhưng lại lạnh như băng đích, không mang theo nửa điểm cảm tình sắc thái. Liêu Đảm đương tức cắn chặt răng, thon gầy thân thể không ngừng run rẩy. Tiêu Phàm tay phải ngón trỏ vừa nhấc một đạo vô hình kinh lực tử liêu thừa Ngực huyệt thiên trung bắn thẳng đến mà vào, lập tức tại hắn ngũ tạng lục phủ cùng các nơi kinh mạch gian chạy. Liêu thừa thừa nhận tán công nỗi khổ chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm đau đớn gian nan liễu tương đương. Liêu đạo hiểu, cắn răng kiên trì, ta phải hiểu rõ trong cơ thể người tạng phủ cùng kinh mạch bị hao tổn nhất thiết thực tình hình, để dùng dược. Đối với liêu thừa đau đớn, tiêu phàm làm như không thấy, lạnh nhạt nói ra. Nghe tiêu phàm vừa nói như vậy, xa xôi đến bên miệng thoại ngữ lại ngạnh xanh xanh mà nuốt trở vào. Hắn vốn định hướng tiêu phàm cầu chịu, dùng một loại không phải thống khổ như vậy phương thức trợ giúp nhi tử tán công. Thân là nguyên anh tu sĩ, nên vì một gã kim đan trung kỳ tu sĩ không thống khổ tán công, độ khó cũng không lớn, xa xôi tuy nhiên không phải lang chung, cũng biết vài trùng trồng phương pháp. Nhưng tiêu phàm cũng hiểu được nói cho hắn biết, loại khổ này sở là Lưu thừa nhất định phải thừa nhận đích. Sa Xôi lúc này ngậm miệng không nói. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn đối với Tiêu Phàm còn lòng có nghi kỵ, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Không thể không ngựa chết coi như ngựa sống y, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Hôm nay thấy Bính lão tiên sinh đều quy củ ngồi ở một bên, vì Tiêu Phàm trợ thủ. Đối với Tiêu Phàm y án không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, Sa Xôi đối với Tiêu Phàm cũng liền gần như mê tín. Cái này đương lúc, Tiêu Phàm nói cái gì chính là cái gì tuyệt không dám cải ảo nửa phần. Lập tức cầm thật chặt tay của con trai, âm thầm cho hắn khuyến khích. Hẹn ước mặc hơn nửa canh giờ đi qua liêu thừa trượt quát to một tiếng, hai mắt sông ra, đã hôn mê. Tiêu tiên sinh, xa xôi mồ hôi lạnh trên trán cũng xuống liễu tương đương. Không sao, tiếp tục tán công. Tiêu phàm thần sắc chấn định, lạnh quát lạnh nói. Xa xôi cắn răng một cái, năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo vô hình kình khí không ngừng bắn vào Liêu Thừa trong cơ thể. Trợ giúp Liêu Thừa tấn công, đang ngồi mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều có thể đảm nhiệm, nhưng tự nhiên là xa xôi tự mình ra tay thích hợp nhất. Phụ tử lưỡng tu luyện đều là cùng một loại công pháp, chỗ rất nhỏ chỉ có xa xôi biết được đắc rõ ràng nhất. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, ba miếng lè lè sáng lên diệp đao nhỏ di động hiện ra, lấy ra trong đó một quả, chậm rãi vào liêu thừa trong cánh tay phải phủ huyệt, xâm nhập ba thốn, cái này diệp đao nhỏ là tiêu phàm xuất nhâm trăm hùng đường thủ tịch đại lang trung về sau dùng ngân đá mài trộn lẫn mặt khác nhiều loại tài liệu chân quý cố ý chế tạo đích cùng trước kia diệp phi đao hiệu dụng đồng dạng đã là ám khí lại có thể đương làm ngân châm sử dụng cái này ba miếng diệp đao nhỏ đều đều là ánh sáng đích trong thân đao chứa đựng lấy dược vật cái này một kim đâm nhập dược vật liền là xâm nhập trung phủ trong huyệt theo liêu thừa tán công dược lực dần dần xuống nước đến tay thái âm phế kinh bên trong thứ hai miếng diệp phi đao đâm vào tay phải xích trạch huyệt, để tam kim đâm tại thái nguyên huyệt. liêu thừa hừ nhẹ một tiếng, ung dung tỉnh quay tới. tiêu phàm không chút do dự, thủ đoạn lại một phen, lại là ba miếng diệp đao nhỏ hiển hiện phân biệt vào liêu thừa cánh tay phải hợp cốc huyệt. ba giảm huyệt cùng thiên đỉnh huyệt. đây là tay dương minh đại tràng kinh trải qua ba chỗ yếu huyệt. tiêu phàm lập tức chuyển hướng bên trái, sáu miếng ngân châm vào đồng dạng lục sử huyệt vị tay thái âm phế kinh cùng tay dương minh đại tràng kinh trải qua đều đều là thập nhị chính kinh một trong. Lẫn nhau vì trong ngoài. Tay thái âm phế kinh cùng tay dương minh đại tràng kinh trải qua, ngũ hành thuộc kim, vừa vặn cùng lưu thừa trong cơ thể hỏa thuộc tính dị linh căn dây dưa cùng một chỗ. Ngũ hành sinh khắc, hỏa khắc kim. Cái này đường kinh mạch bị thương nặng nhất, cũng là lưu thừa bệnh căn chỗ. Muốn trị tốt lưu thừa bệnh, triệt để chặt đứt căn bệnh của hắn, nhất định phải từ nơi này đường kinh mạch ra tay. Liêu thừa tình hình đặc thù, tấn công về sau, phải nhanh một chút trị liệu, tiêu phàm liền áp dụng châm cứu liệu pháp, đem dược lực thông qua huyệt vị, tốc hành kinh mạch ở chỗ sâu trong. Tương đối dùng đan dược phương thức mà nói, đây là mau lẹ nhất đích. Bất quá thời gian cấp bách, dùng dược không khỏi phách đạo, muốn tiêu trừ tác dụng phụ, đến tiếp sau còn phải từ từ dùng dược, chậm rãi điều tức, mới có thể năng lực cuối cùng nhất trị tận gốc, triệt để khỏi hẳn. Cái này 12 miếng ngân châm một vào đi, Liêu Thừa chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều sôi trào lên, vùng đan điền chân nguyên quay cuồng, phảng phất muốn muốn nổ tung lên, trong lúc nhất thời, hàm răng cắn đắc cả cạc rung động, nhìn về phía xa xôi, run giọng nói ra cha, thực muốn bắt đầu. Lúc trước tấn công, vẫn chỉ là đưa hắn kinh mạch gian tích xúc pháp lực phóng xuất ra đi, không coi là chính thức tấn công, thật giống như cùng người tranh đấu, chỉ cần vùng đan điền chân nguyên không dứt, sau một lát, kinh mạch gian pháp lực rất nhanh lại hội lại sinh ra đến liên tục không ngừng. Chỉ có tan hết đan điền khí hải bổn mạng chân nguyên, đem thể xác triệt để chống rỗng, mới thật sự là tán công. Tiêu tiên sinh, xa xôi vội vàng nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu phàm sắc mặt trầm tính, có chút vuốt cằm. Xa xôi liền là hai tay đều xuất hiện, cầm thật chặt nhi tử hai tay, bốn trưởng tương đối, huyệt lao cung đối với huyệt lao cung, dán đắc rất nhanh. Tiêu phàm duỗi ra tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ tại liêu thừa đan điền phía trên. Liêu Thừa toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy vùng đan điền vẻ này không ngừng xông tới, thầm nghĩ cướp đường mà chạy chân nguyên rốt cuộc tìm được một đầu thổ lộ lỗ, lỗ hồng, theo kinh mạch liền bay thẳng ra, phảng phất đã bị nào đó chỉ dẫn giống nhau, ào ào hỗn loạn hướng về hai trưởng lòng bàn tay Việt lao cung dũng mãnh lao tới. Sa sôi lập tức hít sâu một hơi, kinh lực trong co lại. Trong khoảnh khắc, nóng bỏng hỏa linh lực liền từ hai tay huyệt lao cung thẳng xông tới. Sa xôi cẩn thận từng ly từng tí mà dẫn dắt đến cái này hai cổ hỏa linh lực chậm rãi tuôn hướng ngực huyệt thiên trung thì ra là trong đan điền chậm rãi tại đó trầm tích xuống cái này hỏa linh lực cùng hắn tu luyện hỏa linh lực cùng loại đồng nguyên vừa mới tại trong đan điền trầm tích xuống liền có một cổ thật lớn lực lượng muốn dụ sử cái này hỏa linh lực theo trong đan điền đi ra ngoài tán nhập trong kinh mạch cùng thân mình chân nguyên tan ra làm một thể xa xôi cũng là không chút kinh hoàng Tiêu Phàm đã sớm chỉ điểm qua tương ứng kỹ xảo, lập tức vận khởi tâm pháp, đem bản thân hỏa linh lực gắt gao ngăn cách bên ngoài, quyết không khiến chúng nó hỗn tạp cùng một chỗ. Ước chừng hai canh giờ đi qua xa xôi cái chán bắt đầu thấy đổ mồ hôi. Hắn trong đan điền nơi đã muốn dần dần chứa đầy chân nguyên, hai tay huyệt lao cung nơi nhưng như cũ có hỏa linh lực liên tục không ngừng mà tuôn ra đem tới. Hiển nhiên lại tiếp tục như vậy, muốn ngăn cách không ngừng, loại hỏa linh lực muốn trồng xen cùng một chỗ liễu tương đương liêu đạo hiếu không kiên trì nổi cũng đừng có miễn cưỡng tiêu phàm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại bên tai vang lên tốt xa xôi nặng nề nhẹ gật đầu lập tức béo đại hòa thượng bước nhanh đến phía trước tiếp nhận xa xôi béo đại hòa thượng nhìn về phía trên cực kỳ uy mãnh tu vi nhưng lại đang ngồi trong mọi người thấp nhất một vị bất quá một cái nửa canh giờ liền là tại trong đan điền chứa đầy chân nguyên tặng cho trung niên nho sinh trung niên nho sinh trọn vẹn kiên trì hai canh giờ, cùng xa xôi không sai biệt lắm. Nhưng xa xôi tu luyện vốn cũng là, xích diễm quyết, chiếm có một chút ưu thế. Bởi vậy có thể thấy được, trung niên nho sinh tu vi, càng tại xa xôi phía trên. Sau đó chính là bính lão tiên sinh tự thân xuất mã. Chọn vẹn 4 năm canh giờ đi qua bính lão tiên sinh mới khiến cho cho Vũ Văn Chu. Vũ Văn Chu không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cái này đương lúc rốt cục hiện ra hắn thâm hậu bản lĩnh, cái này vừa tiếp xúc với tay, chính là suốt 8 canh giờ. Lại nhìn lúc này liêu thừa, trên mặt vẻ này khô hồng nhan sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành màu nâu xanh, bên ngoài lồi hai mắt cũng khôi phục vừa giáp xong, bờ môi tái nhợt vô huyết, thân thể run đắc giống như trong gió thu lá rụng, khí tức trên thân cũng theo kim đan trung kỳ một đường cuồng té trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa cực không ổn định, tùy thời cũng có thể rớt phá trúc cơ kỳ, hướng luyện khí kỳ té xuống. Tiêu Phàm cuối cùng một ra mã, theo Vũ Văn Chu trong tay nhận lấy lưu thừa hai tay. Năm tên nguyên anh tu sĩ đều khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khống chế được trong cơ thể dị chủng hỏa linh lực, không ngừng dẫn đạo ra một đám đến, cẩn thận mà thanh lý lấy trong đó ẩn chứa tạp chất. Đương nhiên, đây không phải chuẩn bị quá trình, nhưng đã nhận ủy thác mà đến, cái này người tốt muốn làm đến cùng. Cần biết sau xa xôi thù lao cũng là cực kỳ trầm trọng đích, tổng cũng muốn không phụ lòng người ta cái kia phần thâm tạ lại là bốn canh giờ đi qua tiêu phàm rốt cục nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhỏm chỉ thấy liêu thừa đã muốn đã hôn mê trên người khí thức đã muốn trở nên cực kỳ yếu ớt cơ bản cùng phổ người bình thường không giống rồi tại trên người hắn điều tra không đến nửa phần linh lực chấn động xa xôi bọn người không khỏi nhìn nhau hoảng sợ bốn canh giờ nói cách khác tiêu phàm chân thật cảnh giới vậy mà cùng bính lão tiên sinh cực kỳ tiếp cận mà Bính lão tiên sinh tu vi đã muốn đạt đến tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong trạng thái. Mặc dù nói, đây chỉ là gián tiếp tương đối, sai lầm chỗ nhiều, không thể tin hoàn toàn, nhưng Tiêu Phàm tu vi xa khi bọn hắn mấy vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phía trên, chính là xác định không thể nghi ngờ liễu tương đương. Đây là vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ, tiếp qua chút ít thời gian, chờ hắn triệt để vững chắc nguyên anh cảnh giới, còn không biết thực lực muốn tăng vọt đến loại trình độ nào. Chỉ là trong lúc này mọi người cũng không hạ nghĩ lại, cứu người quan trọng hơn. Liêu thừa triệt để tán công, tiêu phàm tay trái niết quyết, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo vô hình kình khí tung hoành ra, trong khoảnh khắc liền đem liêu thừa toàn thân mấy chục nơi đại huyệt đều phong bế. Liêu thừa lẳng lặng yên lơ lửng tại ly hỏa lưỡng nghi trận trung tâm trên không, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp vững vàng, tựa như đang ngủ giống nhau. Tiêu phàm cánh tay run lên, một cái chạm trổ cực kỳ tinh xảo hộp gấm di động hiện ra, dương tay mở ra nắp hộp, mọi người chỉ nghe đến một cổ nồng đậm mùi thuốc, trong chốc lát ngay tại trong mật thất tung bay ra. Chỉ thấy trong hộp gấm, chỉnh tề bày đặt 8 sắp xếp diệp đao nhỏ, mỗi sắp xếp 12 miếng. Tăng thêm đâm vào liêu thừa trên người 12 miếng diệp đao, không nhiều không ít, đúng lúc là 108 miếng ngân châm. Mỗi miếng ngân châm đều là ánh sáng đích, bên trong cất giữ lấy bất đồng dược vật. Tiêu phảm ống tay áo run lên, trong hộp gấm 96 miếng diệp đao nhỏ một khởi bay lên, xếp hạng giữa không chung, tia sáng trắng trói mắt. Nhanh, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, ống tay áo lại dương lên, chỉ thấy không chung bạch quang loạn tránh, 96 miếng ngân châm bay nhanh ra, chuẩn xác không sai mà vào lưu thừa thân thể các nơi huyệt vị bên trong. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1020